Hạ Tưởng phải thừa nhận sự thông minh của Ôn Tử Tuyền, bởi lẽ cô nhìn vấn đề quả thực rất thấu đáo, với tình hình trước mắt, quả thực vẫn phải vững bước đẩy mạnh tiến lên, tuy rằng Triệu Mẫu Đơn hiện tại rơi vào tay chính quyền thành phố, nhưng có thể đoán được, Ủy ban Kỷ luật Trung ương thế nào cũng ra mặt thẩm vấn Triệu Mẫu Đơn. Triệu Mẫu Đơn sau khi bị bắt, rất kín miệng, không chịu nói gì, vẫn là tinh thần không sợ chết. Cô đương nhiên không phải không sợ gì, mà là tin tưởng mình xa lưới, sẽ có không ít người nghĩ cách đưa cô ra, cho nên cô không cần sợ, người sợ chính là Phan Bảo Hoa đứng đầu bọn quan viên lớn nhỏ. Triệu Mẫu Đơn đang chờ, trên dưới tỉnh tề, thật đúng là yên tĩnh trước cơn mưa bão. Hạ Tưởng gật gật đầu. Chuyện này, cô xử lý là được. Hàm ý chính là tin tưởng vào nhận định của Ôn Tử Tuyền. Ôn Tử Tuyền hơi lộ vẻ vui mừng, còn nói. Hạ Tưởng, tôi có chút không yên tâm, có lẽ tôi đã suy nghĩ nhiều, nhưng cẩn thận cũng không thừa, có cần thiết để Thiên Tiếu nhắc nhở Vương Trạch Nhân một chút không, phải cẩn thận kẻ khác trở tay. Nếu Vương Trạch Nhân lộ tẩy, sau cùng sẽ ảnh hưởng đến Thiên Tiếu, sự việc sẽ phiền phức. Hạ Tưởng hơi suy nghĩ, nghĩ thầm cũng đúng, hắn có thể nhúng tay từ dưới, người khác cũng có thể từ dưới ra một đòn phản kích, hắn cũng hiểu rõ tính tình và cách xử lý của Ngô Thiên Tiếu, nhưng Vương Trạch Nhân thế nào? Hắn thực không dám chắc. Bình thường hắn chú ý đến những tầng trung và cao, sự tình bên dưới, ngẫu nhiên có điều sơ hở, xem ra, cần thiết phải để Ôn Tử Tuyền gánh vác chút trọng trách. Tử Tuyền, sau này một số chuyện không quá quan trọng, tự cô giải quyết là được, có vấn đề chi tiết gì, có thể bàn bạc với Thiên Thiếu. Tôi lo không tới. Hạ Tưởng nói một phen làm Ôn Tử Tuyền mừng rỡ, bởi lãnh đạo đã trao quyền hạn cho cấp dưới. Trao quyền hạn cho cấp dưới. Thể hiện rõ ràng người lãnh đạo vô cùng tin tưởng cấp dưới. Cảm ơn lãnh đạo đã tín nhiệm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng lãnh đạo. Nói xuông vẫn phải nói, tuy là không có chất lượng, Ôn Tử Tuyền vẫn nói cho bóng bẩy. Hạ Tưởng mỉm cười, bỗng lại nghĩ tới điều gì đó, nói tiếp. Cũng cần lưu ý nhiều đến việc và người bên cạnh Phó Chủ tịch tỉnh Lý, có đôi khi, Phó Chủ tịch tỉnh Lý khá độ lượng. Vừa nói độ lượng, rõ ràng là nói rất khéo. Kỳ thực chủ ý ban đầu là chỉ Lý Đinh Sơn chẳng những không có lòng hại người, ngay cả để tâm phòng ngự cũng rất ít, kể ra ông ta trong quan trường là một dị số, có thể đi tới hôm nay, chỉ có thể dùng vận may và kỳ tích để hình dung. Nhưng ở tỉnh Tề, Hạ Tưởng biết rằng Lý Đinh Sơn đã bị cuốn vào trong vòng xoáy, hơi không để tâm sẽ thịt nát xương tan. Hơn nữa còn có một điểm, hắn lại không thể giáp mặt nhắc nhở Lý Đinh Sơn gì đó, nói qua loa, Lý Đinh Sơn không nhập tâm. Nói nặng nề, Lý Đinh Sơn có lẽ sẽ nghĩ không tốt, hơn nữa Lý Đinh Sơn còn có thể chủ động đả kích. Cho nên Hạ Tưởng chỉ có thể bảo vệ quyền lợi bên ngoài của Lý Đinh Sơn. Hiện tại Triệu Mẫu Đơn còn chưa há miệng cắn bậy Lý Đinh Sơn, nhưng khó bảo đảm sau khi thẩm vấn ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cô sẽ không ăn nói lung tung. Cũng may Hạ Tưởng cũng đang âm thầm thúc đẩy tiến trình đâu vào đấy. Tôi đã biết làm gì, xin lãnh đạo yên tâm. Ôn Tử Tuyền trong lòng khuấy động. Hạ Tưởng đối với cô ấy ngày càng tín nhiệm, khiến cô âm thầm phối hợp với chỉ bảo của Lý Đinh Sơn, Hạ thể hiện cực kỳ tin tưởng tưởng đối với cô tuyệt đối không được làm hắn thất vọng. Ôn Tử Tuyền mới vừa đi, điện thoại của Tống Chiêu Đô liền đến. Hạ Tưởng vốn định buổi tối chủ động gọi điện, không ngờ Tống Chiêu Đô lại gọi trước, chẳng lẽ lại có biến. Giọng điệu của Tống Chiêu Đô vẫn rất bình thản. Tình hình tạm thời còn trong phạm vi khống chế, tuy nhiên, có chỗ cần cậu ra mặt. Hạ Tưởng chỉ, khẽ một tiếng, chờ chỉ thị tiếp theo của Tống Chiêu Đô. Nếu muốn Đinh Sơn không bị gì, e rằng còn cần Tổng Bí Thư lên tiếng. Hạ Tưởng trong lòng kinh hãi, sự tình thực lớn đến như vậy. Điện thoại của Tống Chiêu Đô dứt đã lâu, hắn vẫn cứ cầm điện thoại trên tay, trong lòng khuấy động, phẫn nộ. Xuống tay thật độc. Hạ Tưởng trong lòng vô cùng căm hận, lúc đầu hắn đến tỉnh Tề, thầm nghĩ bình yên sống qua ngày, qua hết nhiệm kỳ phó tỉnh ủy. Cũng không muốn động vào bánh ngọt của ai, nhưng có chút vấn đề phải để mắt, khiến hắn không thể vô tư hưởng thụ. Một số vấn đề có thể từ từ giải quyết, nhưng một số vấn đề lại an nguy đến nhân dân. Mỗi lần đến lúc ăn cơm, chỉ cần Hạ Tưởng nghĩ đến mỗi ngày đều có vô số người dân ăn phải thức ăn có muối độc, hắn liền cảm thấy thức ăn trong miệng thật nhạt nhẽo. Nhân dân là nhân dân của mình, là con cháu cùng sống dưới bầu trời xanh, trong người chảy cùng một dòng máu, không phải ngoại tộc. Không thể thờ ơ, cũng không thể coi như không quan trọng. Cho dù không phải Lý Đinh Sơn sớm phát hiện nội tình bên trong, nếu là hắn phát hiện trước,
hắn cũng sẽ chủ động ra tay. Nhưng hiện tại, Lý Đình Sơn vì đụng chạm đến lợi ích tập thể, sẽ trực tiếp bị người ta đánh ngã, cũng không tránh khỏi thủ đoạn quá độc ác. Hạ Tưởng không tin, không tin hắn và Tống Chiêu Đô liên kết với nhau, còn không bảo vệ được Lý Đình Sơn. Trước kia, hắn thầm nghĩ ở tỉnh Tề Thủ Thành, hiện tại bỗng thay đổi chủ ý, quyết định phải bảo vệ Lý Đình Sơn, đồng thời còn muốn lập tức đem một người ném đi Hạ Tưởng sẽ lại lộ ra răng nanh lần nữa. Bước vào thành phố Lỗ, sau khi trời tối, thời tiết vẫn nóng kinh người, Hạ Tưởng chắp tay ra sau lưng, vừa thưởng thức cảnh đêm của thành phố Lỗ, vừa nghĩ ngợi. Bên phải, Tào Thù Lê trang điểm giản dị, mặc váy dài, vén tóc, cũng học Hạ Tưởng chắp tay sau lưng, cùng Hạ Tưởng rảo bước trên đường thành phố Lỗ. Đến thành phố Lỗ cũng đã một thời gian rồi, Hạ Tưởng lần đầu tiên đi bộ cùng cô. Nếu là người khác có lẽ sẽ oán giận Hạ Tưởng bận quá không quan tâm đến nói một lời, cô lại không. Không chỉ bởi vì từ nhỏ cô đã quen với việc cha bận rộn sau khi làm cán bộ cấp cục, mà cô biết rõ những gian nan của Hạ Tưởng khi mở ra cục diện ở tỉnh Tề. Cho dù Tào Thù Lê không quan tâm đến chính trị, nhưng Hạ Tưởng là một trong những người đàn ông cô yêu nhất, còn có hai người đàn ông đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô, một là cha, người kia là con trai. Nhất cử nhất động của hắn cô đều để trong lòng, cho dù không thể chia sẻ, ít nhất cũng muốn không để hắn thêm phiền phức. Cô là người ngoài cuộc, cũng có thể cảm thấy được một cách chân thực sự lộn xộn và khó khăn ở tỉnh Tề. Bởi vì khí hậu chính trị của tỉnh Tề phức tạp không nói, còn nhiều có thêm một Lý Đình Sơn. Tào Thù Lê chỉ quen với Lý Đình Sơn sau Hạ Tưởng 2 năm, cô và Lý Đình Sơn tiếp xúc không nhiều, nhưng cũng hiểu nhiều về cách ứng nhân xử thế của Lý Đình Sơn. Từ thất bại kinh doanh của Lý Đình Sơn, gia đình đến bất hạnh, và sau này bị bắt đi theo con đường làm quan, có quá nhiều nhân tố bên ngoài thúc đẩy. Không giống với tính chủ động tích cực của Hạ Tưởng, bước tiến của Lý Đình Sơn, ảnh hưởng bởi các phụ gia bên ngoài quá nhiều. Cũng gián tiếp thể hiện rõ một điểm, năng lực nắm chắc bản thân của Lý Đình Sơn cùng với năng lực phán đoán hướng đi đối với tương lai còn xa mới bằng Hạ Tưởng. Ông ta đang bị động tiếp nhận nhiều thứ, còn Hạ Tưởng lại trước giờ âm thầm thúc đẩy bước tiến của bản thân mình. Tào Thù Lê không phải người trong quan trường, nhưng từ nhỏ sinh trưởng trong gia đình quan lại, hơn nữa đã lấy Hạ Tưởng, khiến cho cô thành ra mưa dầm thấm đất, cũng đã có lối suy nghĩ phân tích thấu đáo. Nói thật, cô vốn dĩ là người phụ nữ cực kỳ thông minh, nếu cô theo chính trị hoặc kinh doanh, chưa chắc sẽ thua kém Mai Hiểu Lâm và Liên Nhược Hạm nửa điểm. Nhưng cô đã lấy Hạ Tưởng, thì phải lúc nào cũng phải coi tiền đồ của Hạ Tưởng làm chủ yếu, cô nhất định cam tâm ở phía sau, âm thầm trả giá mọi thứ vì Hạ Tưởng. Tuy nói tối nay Hạ Tưởng chủ động đề xuất muốn đi bộ cùng cô ta cũng biết, Hạ Tưởng chẳng qua là mượn việc đi bộ để suy nghĩ chuyện mà thôi. Nhưng cô cũng không có chút oán hận. Thứ mà Tào Thù Lê học không phải là văn học cổ, nhưng trong xương cốt, khí chất của cô là một phụ nữ cổ điển. Người xưa có bài thơ tên là Hối Hận Gọi Chồng Đi Làm Quan. Cho dù bình tĩnh mà xem xét, cô cũng hy vọng cùng Hạ Tưởng sống những ngày tháng bình an đạm bạc. Tính tình của cô vốn nhẹ nhàng, không thích vinh hoa cũng không giả bộ phú quý, tuy nhiên Hạ Tưởng đã là người đàn ông của cô, nếu hắn đã chọn một con đường gồ ghề đầy chông gai, ngoài việc đi cùng hắn đến cùng một cách không hề oán hận ra, cô sẽ không hối hận bất cứ điều gì hay nói những lời oán than. Nhìn Hạ Tưởng nhíu mày và trầm tư, cô chỉ biết là vì sự việc của Lý Đình Sơn. Tào Thù Lê bình thường rất ít phát biểu suy nghĩ về công việc của Hạ Tưởng, nhưng hôm nay, cô đột nhiên có suy nghĩ, tiến lên phía trước một bước kéo cánh tay của Hạ Tưởng, cười nói. Vẫn chưa nghĩ ra biện pháp để giải quyết sao? Ý nghĩ của Hạ Tưởng bị Tào Thù Lê đánh gãy, lắc đầu cười. Cũng không phải không có, mà là đang nghĩ, lẽ nào không thể không kinh động đến Tổng Bí Thư? Quả thật, Tổng Bí Thư nói, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng tốt, một số người cũng tốt. Tất nhiên sẽ nhượng bộ, nhưng vấn đề là, kể từ đó, giống như có vẻ Lý Đình Sơn thực sự có chuyện như vậy, cuối cùng không giải quyết được gì vẫn là bởi vì có quan hệ, được Tổng Bí Thư bảo vệ, không phải bởi vì bản thân trong sạch. Hạ Tưởng cũng có thể hiểu tâm tư của Tống Chiêu Độ không muốn Lý Đình Sơn chịu một chút oan khuất nào trong quan trường, có thể giống như Tống Chiêu Độ vẫn thật lòng yêu quý Lý Đình Sơn như vậy đã rất ít rồi. Không ít tình bạn như sinh mạng của cây cỏ. Theo sự tăng dần của chức vụ mà lạnh nhạt dần, cũng là để bóp chết trước khi nảy sinh tình thế, không muốn có bất cứ sự việc biến chứng nào xảy ra. Nhưng điều Hạ Tưởng nghĩ có chỗ khác nhau, hắn chẳng những muốn giải quyết nhanh chóng vấn đề nan giải của Lý Đình Sơn,
còn muốn mượn cơ hội dụ dỗ Hà Giang Hải, kể từ đó, mời Tổng Bí Thư ra mặt thực hiện. An toàn thì có an toàn, nhưng lại là bị động một cách tiêu cực, không có tính chủ động tiến công, cũng đi ngược lại kế sách lớn của hắn. Làm cách nào nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, vừa có thể bảo vệ được Lý Đinh Sơn không chịu bất cứ tổn thương nào, lại có thể khiến Hà Giang Hải bị liên lụy bên trong, khiến cho Hà Giang Hải không đến mức xuống ngựa lật thuyền, thì ít nhất cũng phải khiến cho y mặt mày xám xịt, khiến cho y nhận giáo huấn. Đã im lặng ngẫm nghĩ nửa ngày, Hạ Tưởng vẫn không bắt được trọng điểm. So sánh với lần trước ở tỉnh Tương không cần tốn bao nhiêu thời gian đã thăm dò được con đường của Diệp Thiên Nam, hiện giờ trong lòng hắn vẫn chưa tự tin đối với tình hình bên trong của Hà Giang Hải. Bởi vì đa số ủy ban thường vụ tỉnh ủy tỉnh Tương đều đến từ ngoại tỉnh, hơn nữa tỉnh Tương cũng rõ ràng không có tính bài xích người ngoài như tỉnh Tề, càng không có hiện tượng quái lạ, gần như nhân vật số 1, số 2 của mỗi thành phố ở tỉnh Tề đều là của người tỉnh Tề. Cho nên, Hà Giang Hải rốt cuộc có bao nhiêu thế lực bản địa thâm căn cố đế ở tỉnh Tề, trong con mắt của Hạ Tưởng, vẫn là sương mù dày đặc. Điều quan trọng hơn là, tỉnh Tương không có một thành phố cấp phó tỉnh nào, mà tỉnh Tề lại có hai. Thành phố cấp phó tỉnh chỉ chịu sự hạn chế mà không phải thuộc thẩm quyền của tỉnh ủy, nói cách khác, là chịu sự quản lý của tỉnh ủy. Tỉnh ủy không có bất kỳ quyền bổ nhiệm nào với nhân vật số 1, số 2 của thành phố cấp phó tỉnh, cũng không có quyền sát hạch. Mà hơn mười mấy người ủy viên thường vụ của thành phố cấp phó tỉnh, đều là cấp giám đốc sở, tương đương với tỉnh Tề so với tỉnh khác, ít nhất cũng phải xuất đao nhiều hơn các cán bộ cấp giám đốc sở. Hơn nữa từ ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cho đến nhân vật số 1, số 2 mỗi thành phố, dân bản địa tỉnh Tề đã chiếm tỷ lệ cao đạt đến trên 90%. Không nói xa xôi, ngay cả thành ủy thành phố Lỗ, dường như cũng đều là thiên hạ của người tỉnh Tề. Vậy thì các cơ quan trực thuộc thành phố phía dưới cùng số lượng lớn các cán bộ trung tầng, càng là nhiều đến mức đếm không xuể. Hà Giang Hải trấn thủ nhiều năm ở tỉnh Tề, ai biết y đã bồi dưỡng thêm bao nhiêu thế lực. Ngay cả một phó chủ tịch tỉnh Phan Bảo Hoa bình thường không có danh tiếng, cũng đã đề bạt không dưới 20 cán bộ cấp cục trở lên. Nói một cách không hề khoa trương, tỉnh Tề chính là bãi mìn thực sự, khắp nơi đều là mìn. Anh không biết người nào bên cạnh chính là thân tín của đối thủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hiện nay Hạ Tưởng ở tỉnh Tề cũng không phải chỉ có một mình, bên cạnh cũng đã có những người thân tín xa gần giúp đỡ. Giả dụ lấy thời gian, cho dù không thể hoàn toàn áp chế được sự kiêu ngạo của Hà Giang Hải, cũng có thể bình tĩnh bố trí, hóa giải sự phản kích của Hà Giang Hải trong vô hình. Chỉ có điều lúc này nếu Hà Giang Hải toàn diện đối kháng, phần thắng không lớn. Nói cách khác, hắn muốn vừa bảo vệ được Lý Đinh Sơn lại không kinh động đến Tổng Bí Thư, và mượn cơ hội phản kích lại ý tưởng của Hà Giang Hải, thì rất khó thực hiện. Bị Tào Thù Lê kéo cánh tay lại, Hạ Tưởng thu hồi lại suy nghĩ, cười ha hả. Đều là vợ chồng già rồi, còn kéo kéo, không sợ người khác chê cười sao? Cười cái gì, lý do của anh rất quái dị. Tào Thù Lê vẫn khéo léo mà đáng yêu giống như năm đó, khẽ cười, dùng tay chỉ xa xăm. Tuổi của bọn họ lớn hơn chúng ta nhiều, cũng vẫn nâng dắt lẫn nhau. Ai sẽ chê cửa chứ? Xa xa, một đôi cụ già tóc bạc đỡ nhau qua đường, ánh đèn ban đêm không đủ sáng, hai người già run rẩy không dám qua, Hạ Tưởng mỉm cười. Cũng đúng, dường như anh vẫn thật sự nói thắng được em. Đừng cho rằng anh thông minh nhất, em cũng không thua kém, chỉ là lười đấu với anh một lần mà thôi. Vừa nói, Tào Thù Lê vừa kéo Hạ Tưởng đến đường cái đối diện, một người một, cô và Hạ Tưởng chia ra đỡ hai cụ già qua đường. Hai cụ già vui vẻ ra mặt, liên tục nói lời cảm ơn với Hạ Tưởng và Tào Thù Lê, bọn họ không thể tưởng tượng được một đôi thanh niên trai tài gái sắc lại đỡ bọn họ qua đường là ai, nếu để cho bọn họ biết, có lẽ càng cảm nhận được sự tốt đẹp của nhân gian. Việc tốt nho nhỏ làm xong không để lại tên tuổi, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê men theo con đường cũ trở về, trên đường, tâm trạng của Tào Thù Lê rất tốt, đột nhiên hưng phấn hẳn lên, kể một câu chuyện lịch sử cho Hạ Tưởng. Thời cổ đại có một tham quan, người người đều căm hận, nhưng mọi người đều không biết làm gì với ông ta, vì sao chứ? Bởi vì tham quan rất được sự tín nhiệm của hoàng thượng. Về sau, có một quan thanh liêm muốn trừng trị tham quan, có một lần tham quan tham ô, anh ta đã phát hiện chứng cứ, khi đang chuẩn bị bắt tham quan, lại bị quân sư dưới tay ngăn lại. Quan thanh liêm không hiểu vì sao, liền hỏi quân sư nói, tham quan bây giờ tham ô rất ít. Hơn nữa ông ta còn được ban cho thiên mệnh, bây giờ hỏi tội,
tội ông ta chưa đến nỗi chết, đánh rắn không chết, nói không chừng ngược lại bị rắn cắn. Quan Thanh Liêm khó hiểu, liền hỏi làm thế nào mới được. Tham quan không giết, không đủ để xoa dịu phẫn nộ của dân chúng. Quân sư trả lời, tham quan thực sự đáng giết, nhưng phải giải quyết tham quan một lần hết sạch, nhất định khiến cho tham quan ăn vào càng lúc càng lớn, đợi đến lúc ông ta dám thò tay ăn đến cả quốc khố của Hoàng thượng, ông ta nhất định sẽ mất đi sự tín nhiệm của Hoàng thượng. Sau đó trình tội trạng của ông ta lên Hoàng thượng, ông ta nhất định chết chắc. Kể xong câu chuyện, Tào Thù Lê vỗ vai Hạ Tưởng đang tỏ sắc mặt kinh ngạc. Anh bạn nhỏ, nghe xong câu chuyện rồi, nên ngoan ngoãn đi ngủ thôi. Hạ Tưởng ngơ người ra một lúc lâu, mới tỉnh lại, nảy ra niềm vui bất ngờ. Thật không nhìn ra, em thật sự có bản lĩnh, giấu tài không để lộ, hóa ra cũng là cao nhân. Em là cao nhân gì đâu, anh đừng thổi phồng em nữa, em chỉ là nhàn đến không có việc nên đọc nhiều sách lịch sử thôi. Tào Thù Lê không hề kể công, cười ha ha. Anh lĩnh ngộ được điều gì, nghĩ đến điều gì, đó là việc của anh, không hề liên quan đến em. Hạ Tưởng cười ha ha. Đọc sách sử thật tốt, học hỏi từ lịch sử có thể biết hiện tại, học hỏi bà xã có thể biết rõ chỗ hay và chỗ dở. Rõ ràng cái đầu quỷ anh, sửa loạn bậy lời nói của người xưa. Ngay hôm sau vừa đi làm, Hạ Tưởng liền gọi điện thoại, nói với Tống Chiêu Đô hắn không muốn kinh động đến Tổng Bí Thư, mà là muốn mượn lực phản lực. Nếu có người thật sự dám lấy việc của Lý Đinh Sơn ra nói, hắn sẽ không tiếc gì mà mượn cơ hội làm lớn chuyện. Đến mức ngoài tầm kiểm soát, khiến cho một số người gieo gió gặp bão. Tống Chiêu Đô trầm tư rất lâu, chỉ hỏi một câu. Cậu nghĩ kỹ chưa? Nghĩ kỹ rồi. Lại qua một lát, Tống Chiêu Đô dường như khẽ thở dài một tiếng. Ngẫm lại cũng đúng, khiến cho Lý Đinh Sơn va vào vách tường, có lẽ mới có lợi với anh ta. Lại dừng lại đột ngột, nói. Tôi ủng hộ cậu. Lời nói của Tống Chiêu Đô cho Hạ Tưởng dũng khí và sự cổ vũ lớn lao. Vừa buổi sáng, dường như mọi thứ đều gió yên sóng lặng, bởi vì ảnh hưởng từ sự việc của Phan Bảo Hoa mang đến, tạm thời chưa có rung chuyển, mà đến buổi chiều, cùng lúc hai nơi nổi gió phun mây. Ủy ban kỷ luật Trung ương cử chuyên gia đến tỉnh Tề, đặc biệt điều tra vụ án Phan Bảo Hoa, mà người của Ủy ban kỷ luật Trung ương vừa đặt chân trước xuống sân bay, chân sau của nhân viên Ủy ban kỷ luật tỉnh của tỉnh Yến cũng nhanh chóng từ đường cao tốc đi tới thành phố Lỗ. Tỉnh Tề gió nổi mây phun. Chu Hồng Cơ bỗng chốc thành điểm tựa rực rỡ nhất. Tương ứng với sóng gió tỉnh ủy tỉnh Tề là thành ủy thành phố Lỗ cũng là mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Nguyên nhân gây ra vẫn là bởi vì vụ án Chu Trấn Ba. Sau khi Ủy ban kỷ luật thành phố chính thức tuyên bố áp dụng thi hành bắt giam Chu Trấn Ba, do Cục Công an thành phố đem Chu Trấn Ba chuyển đến địa điểm bí mật của Ủy ban kỷ luật thành phố tiến hành công tác thẩm tra. Vốn tưởng rằng Chu Trấn Ba có kinh nghiệm chống điều tra phong phú, lại có chỗ dựa vững chắc, khẳng định sẽ kín miệng như bưng, bởi vậy phía ủy ban kỷ luật đã làm tốt việc chuẩn bị để đánh một trận ác liệt. Không ngờ Chu Trấn Ba không những nhận tội vụ oan các thương nhân từ bên ngoài tới, còn cung cấp ra tin tức một vụ án gần như bị người ta quên đi cái chết của Trần Thu Đống. Theo khẩu cung của Chu Trấn Ba, Trần Thu Đống không hề chết do tự sát, mà là bị người ta ép mà chết. Còn nhân vật ra lệnh đứng sau là ai, gã không chịu nói. Đòi Hòa Cải Lợi phải đích thân tới thì gã mới bằng lòng giải thích. Hòa Cải Lợi biết vụ án quan trọng, lập tức đích thân thẩm vấn Chu Trấn Ba, nhưng sau khi từ phòng thẩm vấn ra, Hòa Cải Lợi không có một tí thần sắc vui vẻ vì đã phá được vụ án quan trọng, ngược lại vẻ mặt trang nghiêm, giữ kín như bưng với lời khai của Chu Trấn Ba, và dặn dò nhân viên công tác ủy ban kỷ luật, tất cả lời khai của Chu Trấn Ba, niêm phong toàn bộ, bất cứ người nào không cho phép lộ ra ngoài nửa câu. Hòa Cải Lợi bị lời nói của Chu Trấn Ba dọa ngã, sau khi gặp mặt Chu Trấn Ba chỉ có một ý niệm trong đầu, Chu Trấn Ba điên rồi. Chu Trấn Ba đương nhiên không điên, gã trà trộn vào quan trường nhiều năm, lại nhận thức rõ các thế lực địa phương ở tỉnh Tề là cây lớn dễ sâu, hơn nữa gã đối nhân xử thế có một sở thích rất nham hiểm chính là thích lén sưu tập chuyện riêng tư của lãnh đạo. Chu Trấn Ba xuất thân là cảnh sát hình sự, lại từng đảm nhiệm đội trưởng đội cảnh sát hình sự và phó cục trưởng chủ quản hình sự. Kinh nghiệm điều tra phong phú, bởi vậy thu thập những việc xấu riêng tư gã làm sau lưng hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, không tồn tại bất cứ khó khăn chuyên môn nào. Hơn nữa có lợi thế về chức vụ, cho nên gã chỉ đơn giản để lộ ra mấy chuyện riêng tư kinh người, làm cho Hòa Cải Lợi khiếp sợ tại chỗ.
khiến cho Hòa Cải Lợi kinh động không chỉ là Chu Trấn Ba lộ ra chân tướng cái chết của Trần Thu Đống, còn bao gồm chuyện riêng tư của đám người Hà Giang Hải, Viên Húc Cường, Lý Nồng cùng Lưu Đắc Ích. Nói một cách không hề khoa trương, trong bộ máy tỉnh ủy, ngoại trừ mấy vị lãnh đạo tỉnh ủy mới điều nhiệm ra, dường như chuyện riêng tư của tất cả mọi người, Chu Trấn Ba đều nắm giữ một phần. Thật là một kẻ khốn khiếp vô liêm sỉ. Hòa Cải Lợi lúc đó muốn mắng Chu Trấn Ba một trận, nhưng lại nhịn lại, ông ta rất rõ hành động đó của Chu Trấn Ba là muốn đi đến cùng, ý nghĩa là nếu không bảo vệ được gã, được lắm, ai cũng đừng nghĩ sẽ sống tốt. Hơn nữa Chu Trấn Ba ám chỉ một cách rõ ràng, gã giữ tất cả việc riêng tư của các lãnh đạo trên một trang web bí mật, thiết lập thiết bị định giờ, chỉ cần trong một thời gian nhất định gã không hoạt động, thì sẽ tự động truyền ra, sau đó. Uy hiếp lộ liễu như thế, Hòa Cải Lợi lại không có cách nào khả thi, ông ta có lòng tin lời nói của Chu Trấn Ba không hề quan trọng, điều quan trọng là, nếu ông ta xử lý vô ý, thật sự khiến cho việc riêng tư của nhiều lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh tề bại lộ, thì tội của anh ta rất lớn, đừng nói là tiền đồ, 100% là sẽ bị làm người chịu tội thay, không phải thân bại danh liệt, thì là âm thầm bị hạ độc, ít nhất cũng là một việc không hứa hẹn. Hòa Cải Lợi khó xử, bởi vì ông ta nhất thời vẫn thật sự không biết nên làm như thế nào, báo cáo lên Viên Húc Cường sao? Là tự tìm phiền phức, xin chỉ thị của Lý Đồng sao? Là không hiểu chuyện. Báo cáo tới tỉnh ủy. Làm sao báo cáo, làm sao mở miệng đây? Thủ đoạn của Chu Trấn Ba đủ hiểm độc, không ngờ khiến cho ông ta không có kế sách khả thi và khó xử. Nếu thực sự để Chu Trấn Ba thực hiện được âm mưu, cho gã được vô tội rồi phóng thích, thì quyền uy của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ở đâu? Dù sao Chu Trấn Ba cũng đã nhận tội vụ oan hãm hại các khách thương gia từ bên ngoài tới. Nhưng chỉ là một tội danh của Chu Trấn Ba, dường như có chút khó nói, nếu chẳng may Chu Trấn Ba vẫn không buông tha thì làm sao bây giờ? Không thể để Chu Trấn Ba gặp một cái chết đột ngột trong quá trình phá án của Ủy ban Kỷ luật được, ông ta vẫn không phát rổ đến mức như vậy. Lại nói, cũng không cần phải vì giữ kín việc riêng của lãnh đạo, mà tự mình mang tiếng xấu giết người. Nhưng nhất định phải tìm một người để thảo luận một chút như thế nào xử lý việc của Chu Trấn Ba, ông ta không gánh vác nổi trách nhiệm nặng nề như vậy, chủ yếu còn có một điểm, hiện tại ông ta hoang mang lo sợ, thật sự không biết nên như thế nào là tốt. Ông ta cần có người chỉ điểm cho ông ta, nhưng tìm ai được chứ? Khâu Nhân Lễ khẳng định không được, mặc dù ông T.S. có quan hệ tốt nhất với Khâu Nhân Lễ, nhưng việc như vậy không thể báo cáo cho lãnh đạo, nếu không có khả năng sẽ nhận được hiệu quả ngược lại. Hơn nữa ông ta cũng đoán không ra suy nghĩ thật sự của Khâu Nhân Lễ, trước mặt một Khâu Nhân Lễ sâu không thể lường được, ông ta không dám sai sót nửa điểm. Báo cáo cho Chu Hồng Cơ, cũng không được, Chu Hồng Cơ mặc dù là lãnh đạo trực tiếp trong hệ thống của ông ta, nhưng ông ta và Chu Hồng Cơ không có giao tình nào, ông ta mạo muội đem sự việc nói trước mặt Chu Hồng Cơ, nếu chẳng may Chu Hồng Cơ xấu hổ quá thành giận cá chém thớt lên ông ta, chẳng lẽ không phải lấy đá tự đập chân mình sao? Cũng chỉ có một người có thể tín nhiệm, Hạ Tưởng. Hòa Cải Lợi cũng không dám trực tiếp xin chỉ thị Hạ Tưởng, mà nghĩ một lát, gọi điện thoại cho Ngô Thiên Tiếu. Thiên Tiếu, bây giờ có thời gian không? Ừ, có chút chuyện cũng khẩn cấp cần làm phiền anh một chút, không, không, tôi đến tỉnh ủy tìm anh. Đặt điện thoại xuống, Hòa Cải Lợi thở dài một hơi, mới phát hiện cả người đầy mồ hôi, trong lòng anh ta vẫn đang nói thầm, cũng không biết đưa ra bước này là đúng hay sai. Không quan tâm nữa, dù sao phải đánh cược một lần, thà rằng tin vào Hạ Tưởng một lần, bởi vì nghe đồn, Hạ Tưởng là một lãnh đạo đáng tin cậy. Trước khi Hòa Cải Lợi đến được tỉnh ủy đã loạn thành một đống. Loạn là loạn, nhưng cũng là loạn trong trật tự, dù sao đều là những người đã từng chứng kiến nhiều trường hợp lớn, cho nên đối với sự việc Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến dường như cũng lúc đến tỉnh ủy tỉnh tề, mỗi phòng thực hiện nhiệm vụ của mình, mặc dù bận rộn. Cũng coi như ngăn nắp chỉnh tề. Người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương tới cấp bậc không cao, Khâu Nhân Lễ vẫn chưa lộ diện. Khâu Nhân Lễ không lộ mặt thì còn nói được, quan lớn to nhất tỉnh, cũng có trọng lượng khá lớn, không phải ai muốn gặp thì có thể gặp được. Nhưng điều mọi người không ngờ là, Chu Hồng Cơ cũng không ra mặt đón người từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến, rất là có ý nghĩa sâu xa. Đương nhiên, người biết nội tình có thể lý giải vì quan hệ mật thiết giữa Chu Hồng Cơ và Ủy ban Kỷ luật Trung ương, cùng đồng môn trong một phe, vì vậy không cần câu nệ. Kỳ thật không đúng, quan hệ cho dù có tốt, cũng không thiếu lễ tiết trong quan trường.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến chẳng qua là cấp bậc phó giám đốc sở. Chu Hồng Cơ lộ mặt hay không, tất cả trong một ý niệm, nhưng nói chung, xuất phát từ sự tôn trọng và sự coi trọng đối với Ủy ban Kỷ luật Trung ương, Chu Hồng Cơ ít nhất cũng phải một lần đối mặt, nói mấy câu khách sáo. Nhưng lại không có. Chu Hồng Cơ không gặp người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến cũng thôi đành, lại cố tình chủ động mà nhiệt tình tiếp đãi người đến từ Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến, khiến cho mọi người không thể không mơ hồ bất định. Ngay cả Mục Chính Nhất cũng vô cùng khó chịu, nói rõ ràng đã định do anh ta ra mặt tiếp đãi phó chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến Trần Lập Bản, nhưng không biết sao đến giờ đi thì Chu Hồng Cơ lại thay đổi chủ ý, bảo ông ta đi tiếp đãi người ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Chu Hồng Cơ đích thân ra trận, không tiếc hạ thấp thân phận, muốn đối mặt nói chuyện với Trần Lập Bản. Theo quy củ của quan trường, cấp phó đến đây, thì phải do cấp phó đối ứng tiếp đãi mới đúng. Tuy nhiên Chu Hồng Cơ đã quyết định, Mục Chính Nhất cũng không thể nói gì hơn, đành phải làm theo, nhưng trước giờ nghĩ không thông hàm ý chính trị trong đó, với cấp bậc của Chu Hồng Cơ, nhất cử nhất động đều là thâm ý sâu sắc, anh ta không thể nào lại bắn một mũi tên mà không có đích đến. Mục Chính Nhất nghĩ không ra, kể cả Hạ Tưởng và nhiều người trong tỉnh ủy tỉnh tề, như Khâu Nhân Lễ, Tôn Tập Dân và Hà Giang Hải, v.v., đều nghĩ thông suốt. Cách làm của Chu Hồng Cơ trong mắt nhiều người, đưa ra những kết luận khác nhau. Khâu Nhân Lễ chỉ cười thản nhiên, không có ý kiến gì. Tôn Tập Dân lại khẽ nhíu mày, tâm tư càng trầm tư hơn một chút, bởi vì ông ta biết, Chu Hồng Cơ cũng nghe được tin tức, cách làm của anh ta là không ra mặt tiếp đãi thể hiện rõ sẽ giữ lập trường trung lập về việc của Lý Ninh Sơn, khiến cho Tôn Tập Dân mơ hồ lo lắng, khó trách giữa Chu Hồng Cơ và ông ta thật sự càng lúc càng xa. Nói thật, ông ta càng ngày càng không nhìn thấu tâm tư của Chu Hồng Cơ nữa. Mà sau khi Hà Giang Hải nghe được tin tức, sắc mặt u ám bất định, sau nửa ngày mới đập bàn một cách nặng nề. Chu Hồng Cơ, đừng tưởng rằng anh có thể chơi đùa với Hạ Tưởng, cẩn thận bị Hạ Tưởng chơi, anh cũng không có chỗ khóc. Chỉ có Hạ Tưởng là cười mà không nói gì khi biết hành động của Chu Hồng Cơ, nhưng lập tức đưa ra thái độ và hành động hắn đích thân ra mặt dẫn Chu Hồng Cơ tới gặp Trần Lập Bản. Sau khi hàn huyên, đề xuất phải mời Trần Lập Bản ăn cơm tối, rồi mới cáo từ mà đi một cách lịch sự. Trở lại văn phòng, lại lắc đầu cười, nghĩ thầm hay cho một Chu Hồng Cơ, thật sự là tâm tư hay thay đổi, thủ pháp biến hóa, khôn khéo hơn người. Chỉ có điều đằng sau sự cố ý, thật sự đang ẩn chứa suy nghĩ gì, Hạ Tưởng xem như không thể hoàn toàn đoán được, cũng nhiều lần phỏng đoán, lại ngồi xuống suy nghĩ, liền gọi một cuộc điện thoại. Vệ Tân, sự việc tiến hành đến đâu rồi? Có một số việc nhất định phải giao cho người có chuyên môn đến làm, mới có thể làm đến không chút khe hở. Không thể tìm ra. Hiệu quả mà Hạ Tưởng muốn chính là mượn sự giúp đỡ của một con đường khác, vì đang chuẩn bị châm ngọn lửa cuối cùng về sự kiện cục nghề muối tỉnh tề, lại thêm một bó củi, và gió để tăng uy lực của ngọn, một khi nổi lên, thì đừng nghĩ có thể dập tắt, ngay cả Chu Hồng Cơ là người khởi xướng cũng sẽ mất đi hoàn toàn quyền không chế hoàn toàn tình thế. Alo, giọng Vệ Tân vẫn mang khàn khàn như cũ, và là một người phụ nữ duy nhất không xưng hô tên của hắn. Chuẩn bị xong rồi, chỉ đợi anh ra lệnh một tiếng, thì có thể lửa thiêu tất cả. Đúng rồi, em bảo Nhất Phàm làm, đúng lúc cô bé vừa mới học, cho cô bé dùng để luyện tập. Ha ha, cô bé Phàm sẽ thêm phần náo nhiệt. Vừa nghĩ đến Tống Nhất Phàm vui vẻ, bây giờ chân thành làm việc cùng Vệ Tân, Hạ Tưởng liền muốn phì cười. Cô cũng không phải tới để gây thêm ồn ào, trong lòng hắn rất rõ, cô có thể là một cô bé cổ quái tinh lanh cái gì cũng hiểu nhưng lại giả vờ không hiểu. Lời nói của Vệ Tân hàm ý rất lớn, Hạ Tưởng cũng lời nói nhiều với cô, mỉm cười liền gác máy. Bây giờ là lúc công bố rồi. Vừa mới đặt điện thoại xuống, Ngô Thiên Tiếu rồi đến báo cáo, nói là chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Hòa Cải Lợi có công tác cần xin chỉ thị, là tiến triển của vụ án Chu Trấn Ba. Hạ Tưởng vừa nghe thì biết sự việc có thay đổi, bởi vì Hòa Cải Lợi không tìm Khâu Nhân Lễ, không tìm Chu Hồng Cơ, cố tình tìm hắn, có thể thấy tình thế rất nghiêm trọng. Sự việc rất phiền phức, hắn lo nghĩ, nói. Bây giờ không có thời gian, đợi ngày mai lại nói. Trì hoãn là việc tốt, có thể giúp bình tĩnh để phân tích tình hình. Hơn nữa nói thật, Hạ Tưởng hiện tại vẫn thật sự không có thời gian giúp đỡ Hòa Cải Lợi, bởi vì hắn còn có rất nhiều việc lớn phải làm, bởi vì hắn đã châm ngòi lửa. Không chỉ hắn châm lửa, Khâu Nhân Lễ cũng bắt lấy thời cơ đột ngột ra tay mở hội nghị thường vụ, thảo luận vấn đề điều chỉnh nhân sự.
Kế sách điều chỉnh nhân sự bị để sau một khoảng thời gian, để chờ Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra, đột nhiên đưa ra hội nghị thường vụ, quả nhiên là ra tay một cách sắc bén. 1578 và 1579 thiếu. Đêm đó, Ngô Thiên Thiếu và Hòa Cải Lợi gặp mặt, nói chuyện đến mấy giờ. Trên đường gọi một cuộc điện thoại, sau đó Ôn Tử Tuyền lặng yên tới, gia nhập hội đàm. Đồng thời, đêm đó Tôn Tập Dân và Hà Giang Hải cùng ăn tối, trên đường đi ăn, lại có nha nội không hẹn mà tới, gia nhập hội, trò chuyện với nhau thật vui. Mặt khác, sau khi không biết đối nhân xử thế, Liêu Đắc Ích đến nhà thăm hỏi Khâu Nhân Lễ, sau khi Khâu Nhân Lễ nhậm chức tỉnh tề 2 năm, trưởng ban tổ chức cán bộ lần đầu tiên đến nhà Khâu Nhân Lễ. Vợ của Khâu Nhân Lễ đã đến thành phố Lỗ, vẫn chờ đợi được ở bên chăm sóc Khâu Nhân Lễ bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Khâu Nhân Lễ nhiệt tình hoan nghênh Liêu Đắc Ích đến thăm, tự mình rót nước, tự mình đón vào, Liêu Đắc Ích nhận được sủng ái mà lo sợ. Mà ban ngày kiên quyết bất đồng với người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, buổi tối, Chu Hồng Cơ lại bí mật hẹn gặp đoàn người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, hơn nữa còn bày yến tiệc lớn, vô cùng nhiệt liệt, cũng rất náo nhiệt. Chẳng qua Chu Hồng Cơ cũng không biết chính là hành động ám muội của anh ta, dường như vô cùng cao minh và không cho người ngoài biết, lại bị Vương Trạch Nhân nắm rõ. Sau đó Vương Trạch Nhân liền báo cho Ngô Thiên Thiếu, Ngô Thiên Thiếu đã biết, có nghĩa là Hạ Tưởng cũng biết rõ. Nhưng Vương Trạch Nhân cũng không chú ý, ở phía sau ông ta, cũng có một đôi mắt tỏa sáng theo dõi bóng dáng ông ta. Mà ngược lại với rất nhiều người bận rộn mà vội vàng hành động chính là, Hạ Tưởng không gặp mặt Hòa Cải Lợi, không phải vì hắn có bao nhiêu công vụ bận rộn, mà chỉ ở nhà ngồi ngay ngắn, ước chừng một giờ, sau đó lên giường ngủ. Hạ Tưởng bình yên đi vào giấc ngủ, Lý Đinh Sơn lại trắng đêm chưa ngủ, bởi vì buổi tối sau khi ông ta và Tần Khản, Hạ Lực cùng nhau ăn một bữa cơm rau dưa, rốt cục nghe được tin tức là ông ta cũng bị điều tra, tâm tình kích động. Tuy rằng lúc đó không thất thố nhưng sau khi trở về, vẫn rất tức giận, khó có thể giảm đi lửa giận trong lòng ngay được. Lý Đinh Sơn phẫn nộ rất nhiều, và qua cuộc điện thoại truy vấn liên tục với Tống Chiêu Độ mới hơi lộ ra một ít tin tức. Ngắt điện thoại với Tống Chiêu Độ, ông ta vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ như cũ, nhưng không phải bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì cảm động. Vừa cảm động vì Tống Chiêu Độ bảo vệ ông ta, lại cảm động vì Hạ Tưởng đối với ông ta sáng tối phối hợp. Lý Đinh Sơn gần như không do dự gì mà ra một quyết định trọng đại, ông ta nên làm mồi chẳng sợ liều mạng vì Hạ Tưởng, ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh cũng không cần, chỉ muốn hoàn thành chí hướng của mình. So với Hạ Tưởng âm thầm vì ông ta mà làm hết thảy, ông ta hy sinh một chút thì có đáng gì. Hơn nữa với ông ta mà nói, hiện tại quan chức cũng không phải bảo vật, nếu không thể vì nước vì dân làm chút gì thật sự, nếu không thể đạt tới mục tiêu và lý tưởng trong lòng, một phó chủ tịch tỉnh như ông ta mà nói, làm sao lọt lỗ tai. Ông ta không ham, không lấy, không chơi phụ nữ, như vậy làm quan chỉ có một việc có thể làm, chính là làm quan một lần tạo phúc, nếu lý tưởng đơn giản nhất này cũng không thể thực hiện, thực còn không bằng về nhà với bà xã đứa nhỏ sống yên lặng qua ngày. Hiện tại vắt ngang trước mặt ông ta có hai tòa núi lớn, Tôn Tập Dân và Hà Giang Hải, bọn họ nhất trí lập trường, chính là muốn bóp chết tập đoàn Đạt Tài thậm chí còn tiến cử tập đoàn đầu tư Thiên Giang, có thể nói hạ dưới vốn ban đầu. Ngoài ngăn cản dự án của tập đoàn Đạt Tài, mục đích căn bản còn là vì giữ gìn tấm màn đen che phủ ngành muối của tỉnh Tề. Dự án của tập đoàn Đạt Tài một khi ra đời, chắc chắn sẽ mang đến đòn tấn công thật lớn vào ngành muối của tỉnh Tề, bởi vậy dẫn phát đến kết quả nhiều người không nghĩ đến là phản ứng dây chuyền, cho nên, Lý Đinh Sơn biết, ông ta phải vì giấc mộng trong lòng chưa từng có từ trước đến nay, không tiếc tất cả cái giá phải trả mà tiến cử thành công dự án của tập đoàn Đạt Tài. Sau vài lần tiếp xúc với Tần Khản, ông ta nhận thức được Tần Khản và ông ta có chung lập trường mặc dù ông ta mơ hồ nhìn ra điểm xuất phát của Tần Khản dường như không quá chính xác, nhưng ít ra tình nguyện giúp ông ta thúc đẩy dự án của tập đoàn Đạt Tài. Ông ta còn nhận ra ở bộ máy bên trong Ủy ban Nhân dân tỉnh, lập trường tích cực nhất còn có Phó Chủ tịch tỉnh Vương Chi Phu. Vương Chi Phu và Tần Khản không giống nhau, nếu tác dụng thúc đẩy của Tần Khản sẽ chỉ ở chỗ tối, chỉ biết triển khai nhiều mặt, nhưng không dùng ở ngoài sáng, dù sao Tần Khản chẳng phân biệt được quầy thu hút đầu tư. Còn Vương Chi Phu lòng dạ cũng ngay thẳng và sau khi Tôn Tập Dân gây ầm ĩ một trận lớn vì dự án của tập đoàn Đạt Tài, Vương Chi Phu thậm chí rêu giao định lên Trung ương phản ánh vấn đề. Sau đó, Lý Đinh Sơn xuất phát từ giữ gìn quyền uy của Chủ tịch tỉnh,
không muốn sự tình náo loạn lớn ngay từ điểm xuất phát, mà khuyên Vương Chi Phu. Sau đó Vương Chi Phu cũng bớt tức giận, nhưng vẫn tiến cử dự án của tập đoàn Đạt Tài, tiếp tục tận hết sức lực thúc đẩy, nhiều mặt làm công tác cơ sở, chỉ chờ Tôn Tập Dân cuối cùng nhả ra. Nhưng sau khi tin tức về tập đoàn đầu tư Thiên Giang truyền ra, Vương Chi Phu đến gần với tuyệt vọng, ông ta lén nói cho Lý Đình Sơn, ông ta có biện pháp trị Tôn Tập Dân, vạn bất đắc dĩ, ông ta không muốn xé rách thể diện. Lý Đình Sơn khi giáp mặt chưa nói, nhưng rất là khinh thường Vương Chi Phu lén ra thủ đoạn sau lưng. Nhưng hôm nay, ngay lúc này, khi ông ta biết mình bị người ta đánh lén, thậm chí vụ oan ông ta có quan hệ với Triệu Mẫu Đan là lúc, ông ta gần như phẫn nộ ra mặt mà cười lạnh một trận, đúng là kỹ xảo của bọn đạo trích, đồ vô sỉ. Nhưng chính chỉ có khi chính là vô sỉ và hắc ám như thế, nếu ông ta thân ở trong quan trường, sẽ không thể thể hiện ra sự khoan dung. Trên đời đều là thế giới mù mờ một mình tôi rõ ràng, là thánh nhân, còn tôi mù mờ thế giới lại rõ ràng, thì là vĩ nhân. Ông ta không phải là người nào cả, ông ta chỉ là một đảng viên hơi thanh cao, có hơi lý tưởng hơi theo đuổi một chút. Sự việc của Triệu Mẫu Đan, thật sự khiến Lý Đình Sơn bùng lên lửa giận thiếu chút nữa thiêu hủy lý trí, nhưng cuối cùng ông ta tỉnh táo lại, cẩn thận nhớ lại gần đây con người và sự việc giống như đèn kéo quân, sau khi trải chuốt và làm thẳng ra, rốt cục khiến ông ta phát hiện ra dấu vết để lại. Là chỗ ở của nữ nhân viên phục vụ cung Tiểu Tinh. Khác với Hạ Tưởng đang ở khu nhà của ủy viên thường vụ chính là, Lý Đình Sơn sau khi nhận chức vẫn ở tại nhà khách tỉnh ủy. Tuy rằng tỉnh ủy cũng chia một căn hộ tương xứng với một ủy viên thường vụ cho ông ta, nhưng bởi vì Lý Đình Sơn vốn không mang theo người nhà, ở tại nhà khách không cần quan tâm việc nhỏ rườm rà, khá bớt lo. Cung Tiểu Tinh năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp đại học, dáng vẻ trắng trẻo xinh đẹp, người chịu khó, miệng ngọt, hơn nữa lại đến từ tỉnh Yến, vẫn phụ trách vệ sinh phòng ông ta, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của ông ta, bởi vậy thường xuyên qua lại nên hiểu biết. Lý Đình Sơn đối với cô ta cũng không nghi ngờ gì, lại bởi vì là đồng hương, nên cũng có chút chiếu cố đối với cô ta. Là một cô bé tuy rằng Cung Tiểu Tinh 22 tuổi nhưng thật sự không phải cô bé, theo cảm nhận của Lý Đình Sơn, vẫn đối đãi với cô như những người phụ nữ khác. Cung Tiểu Tinh ở trước mặt Lý Đình Sơn, dần dần chuyển biến từ nhân viên phục vụ sang thân phận của đồng hương, Lý Đình Sơn cũng từ Phó Chủ tịch tỉnh Lý, Vô Tình Thành, chú Lý. Thêm nữa, Lý Đình Sơn vẫn đối với cô ta không hề phòng vệ, cho rằng cô ta quả thật đối xử với ông ta xuất phát từ thật tâm hòa hảo. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bỗng nhiên kinh hãi, bởi vì mọi chuyện Cung Tiểu Tinh làm đều chu đáo, và lại còn cố tình để lộ ra gia thế bất hạnh của cô ta để có thể tiến tới trái tim của ông ta, thậm chí còn có mấy lần không biết cố ý hay vô tình ở trước mặt ông ta cởi quần áo, sau đó xoay người che đi, ông ta lúc ấy còn lơ đễnh, bởi vì ông ta chưa bao giờ có ý đồ gì đối với cô ta. Sự việc Triệu Mẫu Đan, giống như tiếng sấm đập vang vào cảnh báo ông ta, Cung Tiểu Tinh nói không chừng là có người cố ý xếp vào ở gần ông ta, chuẩn bị bất cứ lúc nào kéo ông ta vào vũng bùn. Không được coi khinh lúc nào đó nhân viên phục vụ bỗng bùng nổ thành tình nhân của một quan lớn cấp phó tỉnh nào đó ở tỉnh Tề, lúc ban đầu chỉ là một nữ nhân viên phục vụ. Chỉ là chăm sóc cuộc sống hàng ngày, sau đó chăm sóc cả tới trên giường. Lý Đình Sơn càng nghĩ càng kinh hãi, bóng đêm đã sâu. Ông ta ở trong phòng đi tới đi lui, cảm thấy trên người phiền muộn bất an, phải đi tắm. Trong chốc lát, cảm giác thoải mái không ít, vì ông ta có một mình nên cũng không nghĩ nhiều, không mặc quần áo đi ra khỏi buồng vệ sinh, vừa ra khỏi cửa liền ngây ngẩn cả người, trước mắt là một người, da thịt nhẵn nhụi, quả nhiên là Cung Tiểu Tinh. Cung Tiểu Tinh chỉ mặc quần áo mùa hè, quần lót vừa nhỏ lại mỏng, trước ngực hai nụ nhỏ bé nhô lên, tản mát ra khát vọng mãnh liệt của một thiếu nữ thanh xuân muốn được người ta ôm vào trong lòng. Mà xuyên qua quần lót, phần dưới đầy đặn mà đều tản mát ra vẻ rực rỡ và hấp dẫn nên có của tuổi trẻ. Đối với đàn ông tuổi của Lý Đình Sơn, trừ lấy hai rồi giảm đi 7 tuổi chênh lệch, đúng là cây cỏ non người mê. Mặt Cung Tiểu Tinh hồng lên, trong tay cầm áo tắm, lắp bắp nói. Lý, chú Lý, cháu nghe được chú đang tắm, sợ chú quên lấy áo tắm, liền mở cửa vào để. Tuổi tác chênh lệch hơn nữa, Cung Tiểu Tinh cố ý hay vô tình thể hiện ra ngoài vẻ nhút nhát và rụt rè, nhất thời khiến người đàn ông trong Lý Đình Sơn bị mê hoặc không thể chịu nổi. Lý Đình Sơn không phải thánh nhân, lúc này lại là mùa hạ oi bức sao động, hơn nữa ông ta vốn còn có cảm tình đối với Cung Tiểu Tinh, nếu không phải vừa rồi suy nghĩ sâu xa một hồi, nếu không phải nói chuyện điện thoại với Tống Chiêu Độ,
nói không chừng ông ta nhất thời kích động, cũng sẽ phạm vào sai lầm mà tất cả đàn ông đều sẽ phạm phải. May mắn, Lý Đình Sơn nhìn xuống, ông ta xa sầm mặt, rất là uy nghiêm mà quát lớn một tiếng. Tiểu Tinh, về sau không được tôi cho phép, không được tự tiện vào. Cung Tiểu Tinh sửng sốt, áo tắm trong tay rơi xuống đất, uốn éo người mà giận dữ đẩy cửa đi ra ngoài, cái mông cô trơn bóng và cái lưng mượt mà, xẹt qua trong mắt Lý Đình Sơn một độ cong duyên dáng, nhưng không mang đến bất luận cảm giác đẹp đẽ nào, sau đó nhanh chóng biến mất ngoài cửa. Thật hay cho mỹ nhân kế đã được tiểu nhân tỉ mỉ nghĩ ra, Lý Đình Sơn đến tận đây đã hoàn toàn sáng tỏ dụng tâm hiểm ác của đối phương, mà ông ta vừa thoát khỏi một tình huống nguy hiểm. Trong nháy mắt, một câu hiện lên trong đầu Lý Đình Sơn: lượng tiểu phi quân tử không có chút hèn hạ thì không phải là đàn ông, nếu đối phương đã tính kế với ông ta biết mà không đáp trả, chẳng lẽ không phải thất lễ? Một lát sau, Lý Đình Sơn hạ quyết tâm, quyết định sáng mai gặp Vương Chi Phu tiến hành đàm đạo. Ông ta sẽ không tiếc thủ đoạn cùng đối phương đọ sức một phen. Ai cũng không ngờ chính là, trong một đêm mà thế lực khắp nơi tiếp xúc tới tấp và thành lập âm mưu rồi sau đó hoạt động, thì tư tưởng của Lý Đình Sơn đã có nhiều biến đổi lớn, do đó khiến thế cục tỉnh tề, lại lệch khỏi quỹ đạo mà mọi người thiết tưởng. Ngay khi trong bộ máy tỉnh ủy thu được thắng lợi sau khi thu phục Lưu Đắc Ích, bên trong bộ máy ủy ban nhân dân tỉnh lại gợn sóng. Buổi sáng ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, Ủy ban Kỷ luật Trung ương chính thức đề xuất thẩm vấn Triệu Mẫu Đan. Cùng lúc đó, nhân viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến cùng Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề phối hợp, bắt đầu liên hợp điều tra vấn đề hủ bại giữa hệ thống ngành muối tỉnh Yến và hệ thống ngành muối tỉnh Tề. Chu Hồng Cơ đang ngồi trong văn phòng, cảm thấy vừa lòng với tiến triển của sự việc, đột nhiên, một cuộc điện thoại quấy rầy suy nghĩ của ông ta. Buông điện thoại, vội vàng mở trang mạng, Chu Hồng Cơ đột nhiên biến sắc. Bình tĩnh xem xét, Chu Hồng Cơ bắt vụ án của cục nghề muối không tha, cố nhiên có ý tưởng hứa hẹn với dân chúng chờ lệnh trừng trị tham quan, càng có ý nghĩa chính trị sâu xa, cũng ẩn núp sâu vô cùng, không thể nói cho người ngoài. Đừng nói không thể để Hạ Tưởng biết được, ngay cả Tôn Tập Dân cũng không biết anh ta đích thực đang muốn làm gì. Cũng là do hiện tại anh ta cố ý duy trì những khoảng cách nhất định với Tôn Tập Dân. Theo chủ định mà nói, Chu Hồng Cơ chưa từng coi Hạ Tưởng là đồng minh chân chính, anh ta cũng tin tưởng. Hạ Tưởng cũng cùng ý tưởng. Giữa anh ta và Hạ Tưởng tạm thời bắt tay nhưng vẫn không thể che giấu cái hào rộng trời sinh, hơn nữa nói không chừng một ngày kia, anh ta và Hạ Tưởng phải đứng ở hai mặt đối lập, trở thành đối phương kiên định đồng thời lại là đối thủ hùng mạnh. Nếu không nói Chu Hồng Cơ có tính toán đầu cơ chính trị nhất định, cũng có thể, nhưng nói lại, trong chính trị, cho tới bây giờ đều là kỳ ngộ và phiêu lưu cùng tồn tại, đầu cơ và thu hoạch đặt song song. Mỗi người cũng sẽ không phủ nhận đường tiến lên phía trước, hoặc nhiều hoặc ít đều có ý đồ đầu cơ và hành động thực tế. Thành công, không phải là đầu cơ, mà là xem xét thời thế. Thất bại, đương nhiên khỏi cần bàn, nhưng lịch sử chưa từng có kẻ bại, cho nên Chu Hồng Cơ tình nguyện đánh bạc một phen, một là vì biểu hiện năng lực của anh ta, hai là vì muốn đẻ đầu Tôn Tập Dân, ba là không muốn Hà Giang Hải chiếm thế thượng phong. Mặc dù cấp trên không ai ám chỉ rõ ràng là phải quấy rầy thế lực địa phương mà Hà Giang Hải cầm đầu, nhưng Chu Hồng Cơ kiên định cho rằng, anh ta lần này đến tỉnh Tề đích thực là có mục đích chính trị, chính là vì đánh tan thế lực địa phương thâm căn cố đế nhiều năm chiếm cứ tỉnh Tề. Thành công hay thất bại là một lần thử thách trọng đại có quan hệ đến việc cấp trên có thông qua cho anh ta, có phát hiện ở anh ta tiềm chất của lực lượng hậu bị hay không. Bởi vậy, Tôn Tập Dân ở tỉnh Tề là có mục đích gì, anh ta mặc kệ. Anh ta và Tôn Tập Dân quả thực là đồng môn, nhưng con đường không giống nhau, sẽ không muốn đồng tâm trong mọi chuyện. Hơn nữa anh ta nhìn không thấu ý đồ của cấp trên đối với Tôn Tập Dân, muốn liên kết với Hà Giang Hải là rất khó, lại không khỏi khinh thường tầm mắt thiển cận của Tôn Tập Dân. Hà Giang Hải không phải không thể, y tuy là đồng minh, nhưng y không chịu hạ thấp thái độ, thấy không rõ tình thế, chắc chắn y sẽ gặp phải kết cục rơi đài. Bởi vậy, trong việc đảo ngược Hà Giang Hải về điểm xuất phát, anh ta và Hạ Tưởng vô cùng ăn ý đạt được nhất trí, bắt tay với nhau chặt chẽ. Tuy nhiên, phải khiến Chu Hồng Cơ nói thật, tuy rằng anh ta nắm chặt vụ án hủ bại của cục nghề muối tỉnh Tề không tha, dường như muốn làm thành thiết án, dường như phải bắt cục trưởng Thang Thế Thành, nhưng ý đồ thư xê sự của anh ta là chỉ muốn phô trương thanh thế, sự án chỉ tới phó cục trưởng Giải Thiếu Hải mà thôi. Vẫn thề không bỏ qua thái độ của Thang Thế Thành. Kỳ thật còn là vì muốn bức Hà Giang Hải nhượng bộ đến khi anh ta vừa lòng mới thôi,
cũng là vì muốn một nhân vật mấu chốt ở thủ đô thừa nhận giá trị của anh ta, chủ động ra hiệu cho anh ta. Nhưng Hà Giang Hải vừa không nhượng bộ, lại không gọi điện về thủ đô, khiến cho Chu Hồng Cơ rất là bất mãn, cho rằng anh ta vẫn không được coi trọng bằng Tôn Tập Dân. Vừa lúc người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến tới, anh ta sẽ làm ra vẻ khoan dung, bày ra hai hướng đi, một hướng là muốn thủ đô kêu gọi đầu hàng, hướng thứ hai là tạo áp lực với Hà Giang Hải. Anh ta phải nắm giữ toàn bộ quyền chủ động ở tỉnh Tề. Ai ngờ, sự tình đột nhiên không khống chế được. Vừa mở trang mạng ra đã thấy, rõ ràng là cục nghề muối tỉnh Tề xây dựng biệt thự xa hoa, nếu chỉ là biệt thự xa hoa bị người ta đưa lên mạng, có lẽ cũng không chấn động lắm. Có người còn cố tình đảo ngược, biến biệt thự xa hoa của cục nghề muối thành trường học, hơn nữa còn lên giọng khen ngợi Ủy ban Nhân dân tỉnh Tề coi trọng giáo dục, đầu tư lớn xây dựng trường tiểu học. Cũng không biết là diễn đàn nào đăng lên đầu tiên, hiện tại các trang web lớn đã đăng lại toàn bộ, đăng lại không nói, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, có người đã sớm nhận ra biệt thự xa hoa không phải là trường tiểu học, mà là cục nghề muối tỉnh Tề vi phạm quy định dựng lên biệt thự xa hoa. Cái này cũng chưa nói, người có khả năng vượt trội và nhiệt tình đã đưa tin lên mạng làm cục trưởng cục nghề muối Thanh Thế Thành trở thành kẻ phung phí tiền của. Xôi trào. Bắt đầu có người chửi rủa tỉnh Tề lường gạt dân chúng. Kỹ thuật vụng về không nói, ăn ngay nói thật, kỹ thuật quả thật rất kém cỏi, chẳng những cá biệt lãnh đạo đi thị sát bị treo thẳng lơ lửng giữa trời, hơn nữa còn dùng càn khôn đại na di chuyển qua cửa chính biệt thự, không ngờ còn đặt chồng chéo, dám nói dối như cuội với toàn thể dân mạng, quả thực là miệt thị chỉ số thông minh của toàn thể dân mạng. Cũng có rất nhiều người, có người bắt đầu hướng mũi dùi chỉ trích cục nghề muối tỉnh, tuy nhiên đề xuất là một túi muối ăn một tệ, không phải nói chuyên môn của quốc gia là tạo phúc cho dân. Như thế khác nào là ức hiếp dân chúng? Cục nghề muối là cơ cấu quản lý, hay là cơ cấu kiếm tiền? Lại còn, dựng lên mấy chục biệt thự xa hoa, bên trong tấm màn đen có phải có cái gì hay không, có hành vi tham ô hủ bại hay không? Phía sau thảo luận ngày càng kịch liệt, có người đã bị bắt giam, Phó Cục trưởng Cục nghề muối Giải Thiếu Hải, còn khen ngợi Chu Hồng Cơ mới nhậm chức chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề có gan chống tham nhũng, như thế vân vân, thảo luận vô cùng sôi nổi, dẫn phát trên. Chu Hồng Cơ càng xem càng kinh hãi, nhìn đến cuối cùng, gặp vô số các loại việc xấu của Thang Thế Thành được liệt kê ra, thậm chí ngay cả vợ con Thang Thế Thành công tác ở nơi nào, đi xe gì, giữ cổ phần ở công ty nào, có bao nhiêu tiền, toàn những chi tiết vặt vãnh, ngay cả dung mạo Thang Thế Thành cũng trở thành đề tài thảo luận. Chu Hồng Cơ vẫn ngồi không nhúc nhích, máy tính ở trước mặt, xem suốt 2 giờ trên các trang mạng, đầu tiên là nhìn thấy ghê người, sau đó đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng tay chân run lên. Hai mắt tê tê, bỗng nhiên thở dài một tiếng, ném con chuột vi tính xuống, không nói gì cười đau khổ. Sự tình, không thể kết thúc như vậy. Trong tất cả lời bàn luận, có hai cách nói trực tiếp làm đau mắt Chu Hồng Cơ. Thứ nhất, có người vạch mặt phần lớn tình nhân của Thang Thế Thành, trong đó có một người đặc biệt nhất, bởi vì cô ta là tình nhân nổi danh tỉnh Tề. Mặc dù quốc sắc thiên hương, đã có vô số quan lớn là khách sau màn của cô, nhưng cô chung tình chỉ với hai người. Một là Thang Thế Thành, một là Phan Bảo Hoa. Người này, tên là Triệu Mẫu Đan. Thứ hai, khi Phan Bảo Hoa còn đảm nhiệm, chính là Phó Chủ tịch tỉnh được phân công quản lý hệ thống ngành muối. Sau đó Lý Đinh Sơn đến nhận chức Phó Chủ tịch tỉnh, mới một lần nữa phân chia vì phạm vi công tác của Lý Đinh Sơn. Nhưng biệt thự dựng lên, hiển nhiên trước khi Lý Đinh Sơn nhậm chức. Còn có kẻ trêu chọc, Thang Thế Thành và Phan Bảo Hoa dùng chung một tình nhân, phụ nữ mà có thể dùng chung. Ảnh chụp thử cho vào hệ thống giáo dục cấp tiểu học, có gì không được. Thấy bàn luận ở phía sau, Chu Hồng Cơ không dám nhìn, bởi vì anh ta biết, toàn bộ sự kiện là do con người cùng nhau tỉ mỉ bày ra để công kích, bởi vậy ý đồ đem biệt thự vi phạm quy định của cục nghề muối thành trường tiểu học, còn có ý đồ dùng kỹ thuật nghiệp dư, chính là cố ý để lại sơ hở, làm cho dân mạng phát hiện. Một thủ đoạn mượn đao giết người rất cao minh. Rõ ràng là thủ pháp trước tiên để cho bay lên sau đó lại đè xuống, thành công trong việc đốt lên lửa giận của dân mạng, và huy động cảm xúc của đông đảo dân mạng, khiến dân mạng cảm nhận bị lường gạt, do đó phát động toàn bộ lực lượng điều tra sự thực sau cùng. Điều tra đích thực không phải là điều tra ảnh do ai chụp, mà là sự thật về việc cục nghề muối vi phạm quy định xây dựng lên biệt thự. Càng khéo léo chính là, lại đem mũi dùi chĩa về phía người vừa mới bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương tuyên bố điều tra Phan Bảo Hoa. Còn có điểm này, không phải có người muốn mượn Triệu Mẫu Đan kéo Lý Đinh Sơn xuống nước sao? Được,
Ủy ban kỷ luật Trung ương vừa mới thẩm vấn Triệu Mẫu Đan, ngay trên mạng đã có gièm pha Triệu Mẫu Đan là tình nhân mà Thang Thế Thành và Phan Bảo Hoa dùng chung, thật giả tạm thời chưa bàn, ít nhất là có tác dụng đánh lừa dư luận ở một mức độ nhất định, đồng thời, cũng khiến căn cứ chính xác từ Triệu Mẫu Đan giảm độ tin cậy, hoàn hoàn là cài bẫy, từng bước cao minh, gần như chính là một diệu kế không chê vào đâu được. Ngoại trừ hóa giải nguy cơ của Lý Đình Sơn, cao minh hơn nữa là, anh ta cũng bị đưa ra nướng trên lửa. Khi ý dân sôi trào, sự thật vô cùng xác thực căn cứ chính xác ngay trước mặt, anh ta phải làm ra thái độ, phải đứng vững trước tất cả áp lực bắt lấy Thang Thế Thành, bởi vì cho tới bây giờ, anh ta đã không còn đường thối lui. Bởi vì đối phương đoán chắc anh ta yêu quý thanh danh, cũng đoán được anh ta đang chờ thời cơ chín muồi, hiện tại thời cơ đã đưa đến miệng, không giơ tay bắt lấy thì không phải anh ta. Mặc kệ đối phương có thật tâm muốn bắt Thang Thế Thành hay không, nhưng nhờ đối phương trợ giúp mà mục đích cũng đã hoàn toàn đạt được. Khâm phục, thật khâm phục, Chu Hồng Cơ than thở một tiếng, anh ta biết, phía sau màn không thể nghi ngờ là Hạ Tưởng, nhưng biết là biết, đừng nói là anh ta, ngay cả là Ủy ban Kỷ luật Trung ương phỏng chừng cũng không tìm thấy bất cứ chứng cứ gì liên quan đến Hạ Tưởng. Với sự khôn khéo và thủ đoạn của Hạ Tưởng, chắc chắn đã suy xét đến tất cả khả năng và hậu quả có thể xảy ra. Chu Hồng Cơ ngây người trước máy tính một lúc lâu, vẫn không nhúc nhích, trong đầu trống rỗng. Hiện tại là lúc phải lựa chọn, áy náy trong âm mưu đầu cơ của anh ta, lúc này tan biến. Tuy rằng anh ta không dám cũng không muốn khẳng định Hạ Tưởng đương nhiên đoán được mưu đồ của anh ta, nhưng anh ta biết, bước tiếp theo anh ta ra tay, chắc chắn là điều mà Hạ Tưởng chờ mong. Nói cách khác, Hạ Tưởng chính là lã vọng buông cần, ngư ông đắc lợi. Thật muốn bắt Thang Thế Thành, nhưng lại tương đương với việc cự tuyệt một người ở thủ đô, lại còn không có khả năng giải hòa với Hà Giang Hải. Chu Hồng Cơ suy nghĩ mãi, bước kế tiếp là một bước rất nguy hiểm, cũng quá lớn lao, một khi lạc bước, thì không còn đường rút lui. Nhưng hiện tại, thanh thế lớn trên chiến trường, chẳng những làm cho anh ta không có lựa chọn, cũng là trực tiếp nhỏ thuốc mắt cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra. Còn muốn hãm hại Lý Đình Sơn như thế nào nữa? Nếu tin lời Triệu Mẫu Đan, lại rơi vào tay kia, chẳng lẽ không phải là bị người ta cười rụng răng sao? Chu Hồng Cơ lại nghĩ một lúc lâu, rốt cục hạ quyết tâm, sửa sang lại tất cả tài liệu có liên quan đến Thang Thế Thành, bước nhanh, hướng về văn phòng Khâu Nhân Lễ, muốn bắt giam Thang Thế Thành, trước đó cần thông báo chính thức cho Bí thư Tỉnh ủy một tiếng. Nhưng mà lúc này, nhân viên phá án của Ủy ban Kỷ luật Trung ương còn không biết trên mạng thình lình xảy ra đại kịch tin tức, đã ở một địa điểm bí mật, chính thức thẩm vấn Triệu Mẫu Đan. Mà không ngoài dự đoán, Triệu Mẫu Đan quả nhiên mở miệng. Ngay lúc Chu Hồng Cơ lên mạng, Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng đồng thời thẩm án, Hạ Tưởng rốt cục cũng chịu gặp Hòa Cải Lợi đã lần thứ ba thỉnh cầu báo cáo công tác. Sau khi nói chuyện với Hòa Cải Lợi suốt nửa giờ, Hạ Tưởng lúc này gõ tay rồi ra quyết định trọng đại, yêu cầu Hòa Cải Lợi lập tức gặp Chu Trấn Ba, sau đó tiến hành hội đàm bí mật một chọi một. Một giờ sau, toàn bộ tỉnh ủy đều biết được sự kiện đang sôi trào trên mạng. Khâu Nhân Lễ giận dữ, lập tức mời họp làm việc, mà ngay trong cuộc họp, lại xảy ra sự việc không ngờ. Giữa hè Bắc Kinh, nóng bức mà khô ráo, so với mùa xuân tràn đầy gió êm dịu, vẫn không phải thời tiết tốt đẹp. Trên thực tế, nếu thật muốn ăn ngay nói thật, Bắc Kinh bây giờ, quanh năm suốt tháng đều không có quá nhiều thời tiết tốt. Mùa xuân bão cát, mùa hè hỏa lò, mùa thu tuy có cuối thu khí sảng ngắn ngủi, cũng là chợt lóe mà qua, đảo mắt đông lạnh. Hơn nữa suốt năm hàng ngày kẹt xe, người người đều biết một điểm chính là, một người có tính khí tốt tính cách tốt ôn hòa hơn nữa, một khi lái xe ở Bắc Kinh, nhất định sẽ biến thành tính khí nóng này. Có lẽ có chút khoa trương, nhưng cũng có chút chân thật. Kỳ thật không chỉ dân chúng bình thường nóng này, tính khí xấu, ngay cả rất nhiều cao tầng cao tại thượng, gần đây tính khí cũng rất không thuận, thường nổi giận. Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Trụ sở văn phòng Ủy ban Kỷ luật Trung ương vẫn bận rộn như cũ, mọi người cảnh tượng vội vàng, hơn nữa vẻ mặt ngưng trọng. Là cơ quan kiểm tra kỷ luật cao nhất trong nước, vụ án qua tay toàn là vụ án lớn, từ một góc độ khác mà nói, sự tình làm ra toàn là sự tình hủy hoại người khác, có thể có sắc mặt tốt mới là lạ. Đương nhiên, cũng có thể nói là chuyện tốt trừng trị tham quan, trừ ác dương thiện. Tiêu điểm gần đây là vụ án Phó Chủ tịch tỉnh Tề Phan Bảo Hoa. Là vụ án lớn do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Trung ương trực tiếp dắt đầu, luôn tác động không ít người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Sở dĩ khiến cho chú ý, chẳng phải bởi vì Phan Bảo Hoa cấp bậc cao bao nhiêu,
ảnh hưởng lớn bao nhiêu, mà là sau lưng sự kiện của Phan Bảo Hoa, đề cập tới đấu tranh chính trị mức độ sâu hơn. Nói đi phải nói lại, có một quan lớn cấp phó tỉnh nào xuống ngựa, sau lưng không phải kết quả của đấu tranh chính trị. Nhưng Phan Bảo Hoa sở dĩ khác người, là bởi vì cách nói trong nội bộ là, Phan Bảo Hoa không phải một mình chiến đấu, đồng thời với Phan Bảo Hoa xuống ngựa, còn có khả năng đồng thời lật đổ một quan lớn cấp thứ trưởng khác. Chính cái gọi là kế một hòn đá ném hai chim. Còn có một nguyên nhân khiến người ta chú ý là, Phan Bảo Hoa là ở trên đường đến sân bay để chạy trốn bị người ta giữ lại, có người đi trước một bước thông báo cho Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mới khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương kịp thời ra tay, trễ hơn một bước, Phan Bảo Hoa sẽ có khả năng bỏ trốn mất dạng rồi. Rốt cuộc là ai ở sau lưng thần bí ra tay, và đem hành tung của Phan Bảo Hoa nắm chắc chuẩn xác như vậy thì không được biết rồi. Cũng chính bởi vì vụ án của Phan Bảo Hoa phức tạp và trắc trở, bây giờ trở thành vụ án lớn người người đều biết trong Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mà hôm nay lại phát sinh một sự kiện khác, càng khiến vụ án Phan Bảo Hoa bất ngờ nổi sóng, và sương mù dày đặc. Sự kiện, so với ban đêm tỉnh ủy tỉnh Tề 2 tiếng sau, đã truyền khắp mỗi một ngõ ngách của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Có lẽ nhân viên phá án bình thường vẫn không cảm thấy gì, chỉ cho rằng hiếu kỳ cộng thêm không thể tin nổi, là sao Phan Bảo Hoa lại có liên quan đến Cục trưởng Cục Muối vụ, còn nữa, Triệu Mẫu Đơn gì đó là người như thế nào, vì sao lại là người tình đại chúng của vô số quan lớn. Càng làm cho người ta khó hiểu chính là, ai đầu óc chập mạch rồi, phải đem biệt thự của Cục Muối vụ thành trường trung tiểu học đưa lên mạng, thật là uống nhầm thuốc rồi. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề trông cửa nẻo. Có rất nhiều người nhìn ra được trước không xảy ra trễ không xảy ra, khư khư sau khi Ủy ban Kỷ luật Trung ương đến tỉnh Tề, liền phát sinh sự kiện, và mượn một sự kiện biệt thự cố ý sai lầm, một cục đá hạ ba con chim, kéo Thang Thế Thành và Phan Bảo Hoa lại với nhau, lại ép chết Triệu Mẫu Đơn, hoàn toàn là một lần phản thủ đối chọi gay gắt nhằm vào bố cục của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Ai tiết lộ ra ngoài toàn bộ kế hoạch của Ủy ban Kỷ luật Trung ương? Vì thế, có một số nhân vật trọng đại rất là tức giận, đang muốn cầm lấy điện thoại gọi cho tỉnh Tề, điện thoại bên tỉnh Tề, liền trước một bước, kịp thời gọi tới. Sau khi nghe xong điện thoại, bên trong truyền ra âm thanh của Chu Hồng Cơ. Bí thư Long, tôi đã chính thức thông báo với tỉnh ủy, phải áp dụng biện pháp bắt giam đối với Thang Thế Thành. Tình thế không khống chế được rồi. Trầm mặc một lát, Long Gia Thành mới nói. Hồng Cơ, anh ở tỉnh Tề. Càng hiểu tình hình của tỉnh Tề hơn tôi sẽ không phát biểu cách nghĩ, nhưng... Thật là không có cách sao? Không có cách rồi, bây giờ còn không ra tay, cố gắng trước kia của tôi không chỉ mặc cho nước chảy, mà hình tượng cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, đồng thời, Hạ Tưởng sẽ nhìn thấu tôi, Hà Giang Hải sẽ xem thường tôi. Được thôi, dù sao anh giải quyết sự tình êm dịu là được rồi. Long Gia Thành vốn muốn nhắc tới chuyện của Triệu Mẫu Đơn, vừa nghĩ tới lại không thích hợp lắm, chung quy chỉ nói. Bên quốc vụ viện, anh cho tập dân giải thích một chút. Buông điện thoại của Chu Hồng Cơ xuống, có người gõ cửa tiến vào báo cáo. Cuối cùng tập trung địa chỉ ban đầu ở Mỹ, thông báo cho phía Mỹ từ chối không phối hợp điều tra. Trên thực tế cho dù phối hợp điều tra cũng không có kết quả, bởi vì đối phương là sử dụng phương thức mạng vô tuyến, những mảnh giấy đưa lên ở bên ngoài. Không có cách nào chứng thực được người chịu trách nhiệm cụ thể. Long Gia Thành phất tay, y căn bản đã sớm biết không thể dùng thủ đoạn kỹ thuật thẩm tra là người nào gây nên, nhưng là không cam tâm mới theo thông lệ điều tra một chút thôi. Ngoại trừ Hạ Tưởng, còn có thể có ai? Gõ gõ trán, ngồi trở về chiếc ghế làm việc, Long Gia Thành ngược lại mỉm cười, Hạ Tưởng thật sự là một kẻ dối trá siêu cấp lươn lẹo, càng ngày càng khó đối phó rồi. Suy nghĩ nửa ngày, vẫn cầm điện thoại lên. Đích Than gọi đến quốc vụ viện, vừa gọi điện thoại vừa suy nghĩ, nội bộ Ủy ban Kỷ luật Trung ương, là ai mật báo cho Hạ Tưởng. Hội nghị làm việc bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, đang khẩn cấp mở ra. Khâu Nhân Lễ nỗi cáu rồi. Tôn Tập Dân không biết, Hạ Tưởng không biết, Chu Hồng Cơ cũng không biết, Hạ Lực lại biết, trưởng ban tuyên giáo Thẩm Hoa Văn cũng biết, bí thư Khâu đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy hơn 2 năm nay, hôm nay là lần đầu tiên giận dữ. Khâu Nhân Lễ lửa giận tăng vọt, đầu tiên là nghiêm khắc phê bình ban tuyên giáo xử trí sự kiện bất lực, không đủ coi trọng đối với công tác, không thể làm được một khi có chuyện thì có một cơ chế hiệu quả mà kịp thời, là ban tuyên giáo không làm tròn bổn phận. Sau đó lại nhằm vào cách làm do dự trên vấn đề tham nhũng của Chu Hồng Cơ ở Cục Muối vụ,
đề xuất phê bình uyển chuyển, chỉ ra không cần mọi chuyện đều phải chờ dân chúng làm ầm ĩ. Hơn nữa đã ở sau lưng mắng chửi một thời gian rất lâu mới có phản ứng, đừng làm kẻ điếc người mù, đừng cho rằng dân chúng đều có chỉ số thông minh thấp hơn cán bộ đảng viên. Cán bộ đảng viên đều đến từ trong dân chúng, nếu cán bộ đảng viên chúng ta có tư tưởng tự đại tài trí hơn người, là hành vi quên nguồn quên gốc. Chu Hồng Cơ lần đầu tiên bị Khâu Nhân Lễ điểm danh phê bình trước mặt mọi người, biểu hiện coi như bình thường, cúi đầu không nói, khiêm tốn thụ giáo, chờ Khâu Nhân Lễ nói chuyện xong, Chu Hồng Cơ liền tỏ thái độ trước mặt mọi người. Tôi hoàn toàn tiếp thu ý kiến phê bình của Bí thư Khâu, trước khi họp, đã hoàn toàn nhận thức được bản thân ở trên công tác chống tham nhũng tại Cục Muối Vụ, không làm tròn trách nhiệm, tuy rằng có tồn tại nguyên nhân khách quan nhất định, ví dụ chứng cứ không đủ, ví dụ lực cản rất lớn, v.v., nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn bởi vì tôi công tác không đủ tích cực. Chu Hồng Cơ thái độ rất thành khẩn, biểu hiện khiến người ta không thể bắt bẻ. Lời nói ở trên coi như là lời nói khách sáo, bởi vì lời nói khách sáo mọi người biết nói, có phải cụ thể rơi xuống đúng chỗ hay không, mới là chỗ mấu chốt nhất. Trên quan trường, đều là trước mặt khác, sau lưng khá, Khâu Nhân Lễ cũng đã sớm tập mãi thành thói quen, cho nên y chỉ nhìn Chu Hồng Cơ, cũng không nói gì. Thẩm Hoa Văn tuổi không nhỏ rồi, ở tỉnh ủy cũng là tư cách lão thành, bị Khâu Nhân Lễ vô cùng nghiêm khắc mà phê bình một mạch, có chút không phục mặt đỏ lên, cãi lại nói. Bí thư Khâu, tình hình cụ thể phải phân tích cụ thể, ban tuyên giáo chủ yếu vẫn là liên hệ tin tức truyền thông nhiều một chút, đều là chỗ càn quấy của đám cư dân mạng không văn hóa không tri thức không trình độ, sao có thể coi là thật. Là tiếng nói của đảng, sao có thể hạ thấp thân phận, kém hiểu biết với một đám dân mạng vô tri. Hạ Tưởng vốn không muốn phát biểu ý kiến trong sự tình ngày hôm nay, chuẩn bị bày ra thái độ không đếm xỉa đến, không ngờ lời nói của Thẩm Hoa Văn lập tức kích cho hắn tức giận trong lòng. Hạ Tưởng hiện tại rất ít nổi giận, không thể nói đã rèn luyện đến nước lửa không thấm, chí ít cũng không dễ dàng biểu lộ hỉ nộ trên mặt, nhưng hôm nay bị thái độ tự cao của Thẩm Hoa Văn triệt để chọc tức rồi, hắn cười lạnh một tiếng nói. Trưởng ban Thẩm, nếu tôi không đoán sai, có phải bình thường anh rất ít lên mạng hay không? Trên mạng có gì, toàn là bã đậu. Thẩm Hoa Văn cũng cười lạnh. Vài năm trước, chủ nghĩa tư bản cho rằng chủ nghĩa cộng sản toàn là bã đậu, kết quả Đảng Cộng sản đã giành được thắng lợi. Lại lui về mấy ngàn năm trước nữa, còn có người cho rằng địa cầu là trung tâm của vũ trụ, kết quả bây giờ phát hiện, hệ mặt trời đều không phải trung tâm của hệ ngân hà. Hạ Tưởng không hề nể tình mà phản bác Thẩm Hoa Văn. Trước khi chưa có TV, báo chí là con đường truyền bá lớn nhất. Không ai ngờ được có một ngày TV sẽ hoàn toàn thay thế báo chí. Mà bây giờ, lực ảnh hưởng của TV từ lâu đã vượt qua báo chí gấp bội. Đồng dạng, ở tương lai có thể thấy trước, là truyền thông mới nổi, lực ảnh hưởng của nó tất nhiên cũng phải vượt qua báo chí và TV. Trưởng ban Thẩm, là người phụ trách tiếng nói tuyên truyền của đảng ta, không thâm nhập học hỏi tinh thần hội nghị tuyên truyền của đảng ta, có phải quá không nên hay không? Phải cùng tiến bộ với thời đại, trưởng ban Thẩm. Hạ Tường tiếp tục nhấn mạnh nói, cán bộ đảng viên phải đi trước thời đại, không thể lạc hậu hơn so với thời đại. Bây giờ đã là thời đại rồi, hễ là cách nghĩ cho rằng dân mạng vô tri và lạc hậu, đều là cách nghĩ cố chấp và lạc hậu. Hễ là nhận thức cho rằng trên mạng toàn là bã đậu, đều là nhận thức tự cho là đúng. Thẩm Hoa Văn cũng nổi giận rồi. Bí thư Hạ còn trẻ, là có sức sống, đáng tiếc tôi già rồi, không thích ứng được thời đại rồi. Tuy nhiên tôi cũng phải nói, một nhóm nhỏ phần tử dân mạng đối địch, không gây nên chuyện lớn gì, cùng lắm là gây sức ép lung tung một trận, sau đó vẫn không giải quyết được gì. Thật sự là một người bảo thủ ngoan cố không chịu thay đổi, có người như vậy đảm nhiệm trưởng ban tuyên giáo, khó trách công tác tuyên truyền của tỉnh Tề luôn không có thành tích gì. Hạ Tưởng còn muốn phản bác thêm vài câu, lại thấy thư ký của Thẩm Hoa Văn hớt hơ hớt hãi gõ cửa tiến vào, vừa tiến vào cửa cũng không màn đến chào hỏi Khâu Nhân Lễ. Mà vội vàng nói. Trưởng ban Thẩm, ban tuyên giáo trung ương gọi đến, yêu cầu ban tuyên giáo tỉnh ủy nhằm vào sự kiện biệt thự, giải thích chính thức bằng văn bản. Sự thật thắng do hùng biện, không cần Hạ Tưởng lại lên lớp cho Thẩm Hoa Văn nữa, ban tuyên giáo trung ương bất mãn thì coi như trực tiếp đánh một bạt tai cho Thẩm Hoa Văn rồi. Thẩm Hoa Văn trong nháy mắt mặt đỏ lên, chưa từng xấu hổ qua như bây giờ. Nhưng y dường như cũng không cam tâm thất bại, quay sang Chu Hồng Cơ nói. Bí thư Chu nói xem, một sự kiện, thì có thể khiến ủy ban kỷ luật coi thành chuyện lớn.
Chu Hồng Cơ thấy Thẩm Hoa Văn cũng không nhìn rõ tình thế, tuy rằng y và Thẩm Hoa Văn quan hệ cũng coi như không tồi, nhưng cũng cần phải khiến cho Thẩm Hoa Văn tỉnh táo một chút, nhận thức được tình thế trước mắt ác liệt bao nhiêu, liền rất không khách khí mà nói. Vừa rồi đồng chí lệnh truyền chí phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đã đích than đến cục muối vụ tỉnh, chính thức bắt giam đồng chí Thang Thế Thành. Thẩm Hoa Văn lập tức sợ ngây người. Hội nghị làm việc bí thư tỉnh ủy gần đây đạt thành nhận thức chung, bắt giam Thang Thế Thành, đồng thời ban tuyên giáo phản ứng và xử trí bất lực trong sự kiện, đã làm phản tỉnh, và kịp thời báo lên ban tuyên giáo trung ương thông báo tình huống. So sánh với cách làm của Chu Hồng Cơ quyết định thật nhanh bắt giam Thang Thế Thành, Thẩm Hoa Văn đầu óc cố chấp mà không chịu thay đổi, làm cho y trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chẳng những bị hạ tưởng không nhẹ không nặng gõ một phen, ngay cả Tôn Tập Dân sau đó cũng uyển chuyển phê bình vài câu. Yêu cầu ban tuyên giáo nhận thức lại tình thế trước mắt thay đổi lớn, phải tiến một bước nắm bắt thời cơ, đứng ở trào lưu thời đại. Thẩm Hoa Văn làm cho mặt xám mày cho, cuối cùng ngượng ngùng xong việc. Sau khi trở về, còn phải đối mặt ban tuyên giáo trung ương phê bình, xem như kẻ bị hại thứ hai trong sự kiện. Người bị hại thứ nhất, đương nhiên là Thang Thế Thành đang nằm mà vẫn bị trúng đạn rồi. Tuy nhiên Thang Thế Thành kỳ thật trên người từ lâu đã là một đống chuyện xấu rồi. Nhưng có người bảo vệ y mà thôi. Bây giờ chẳng qua là báo ứng thôi, cũng không đáng là gì. Còn có một người bị hại, chính là Phan Bảo Hoa đang ngồi vẫn bị trúng đạn. Phan Bảo Hoa đang yên lành, vừa bị bắt, lại bị người ta đưa lên mạng cho mất mặt, không phải họa vô đơn chí là cái gì. Cuối cùng còn có một người chính là Triệu Mẫu Đơn đang mặc quần áo cũng trúng đạn. Vừa lên tiếng nói nhân viên thẩm án của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nói cô và Lý Đinh Sơn có quan hệ, kết quả nhân viên phá án của Ủy ban Kỷ luật Trung ương mới nghiêm trang ghi chép có trong hồ sơ, vừa đi ra cửa chính của phòng thẩm vấn mới biết được, bên ngoài đã thay đổi thời tiết rồi. Gió nổi mây phun. Nhân viên phá án Ủy ban Kỷ luật Trung ương đang cho rằng đã phát hiện manh mối trọng đại, không ngờ tới, trong cửa ngoài cửa thời tiết khác nhau, lập tức trợn tròn mắt. Sau đó khẩn cấp lên mạng điều tra, thấy sự kiện hừng hực khí thế, tình thế long trời lở đất. Chẳng những không có khống chế được manh mối, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí ngọn lửa chiến tranh còn đốt tới Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề. Lại có luận điểm mới đề xuất, Ủy ban Kỷ luật tỉnh Tề ở trên vấn đề của Thang Thế Thành Cục trưởng Cục Muối Vụ tỉnh, có ý bao che nhất định, hàng chục tòa biệt thự sang trọng liên tiếp nhau ở ngay tầm mắt, là mắt mù hay tâm mù, lại không nhìn thấy. Còn nữa, rõ ràng đã bắt giam Phó Cục trưởng Giải Thiếu Hải, chẳng những không có tiến triển. Chẳng lẽ một chút cũng không hoài nghi cục trưởng Thang Thế Thành? Tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, cũng không biết là ai lại đem ngọn lửa chiến tranh đốt tới Ủy ban Kỷ luật Trung ương, nói rằng Ủy ban Kỷ luật Trung ương nếu đang điều tra vụ án Phan Bảo Hoa, sao lại không có tìm hiểu nguồn gốc thẩm tra vấn đề của Thang Thế Thành? Lại có dân mạng thần thông quảng đại không biết ở đâu cung cấp tin tức cơ mật nội bộ, nói rằng có người muốn lợi dụng Triệu Mẫu Đơn hãm hại một quan lớn cấp phó tỉnh của tỉnh Tề, mượn danh điều tra Phan Bảo Hoa, thực hiện đả kích trả thù, bây giờ đang bí mật thẩm vấn Triệu Mẫu Đơn, phải lấy lời khai của Triệu Mẫu Đơn. Tiếp theo chính là mắng chửi một trận, nói rằng trừ phi từ nhỏ uống sữa tứ ngưu lớn lên, bằng không ai lại bị sỏi mật quá nhiều thành bại não, ngay cả lời nói của Triệu Mẫu Đơn cũng tin. Đường đường Ủy ban Kỷ luật Trung ương cơ quan điều tra kỷ luật cao nhất, lại nghe tin lời nói của loại gái điếm ai cũng có thể làm chồng mà khai đao một quan lớn cấp phó tỉnh. Đùa cái gì vậy? Bằng không chính là đã uống nhiều não tàn kim rồi, hoặc là đã bôi đen lương tâm, vi, chỉ số thông minh và cơ trí của dân mạng đủ để chứng minh một câu nói cao thủ tại dân gian. Nhân viên phá án của Ủy ban Kỷ luật Trung ương ngồi trong phòng làm việc mà Ủy ban Kỷ luật tỉnh chuyên cung cấp, trong tay cầm lấy lời khai của Triệu Mẫu Đơn, lại nhìn thấy bình luận trên mạng đã dành trước một bước hoàn toàn phong kín con đường phía trước của bọn họ, mấy người ngơ ngác nhìn nhau, vẻ mặt đau khổ. Không muốn thừa nhận lại phải đối mặt một hiện thực chính là bọn họ đã bị người khác tính kế rồi. Chẳng những mọi chuyện dành trước bọn họ một bước, hơn nữa còn phủ định toàn bộ công tác giai đoạn trước của bọn họ, làm cũng khá tuyệt, khiến bọn họ ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có. Càng chủ yếu chính là, đối phương đối với con đường của bọn họ rõ như lòng bàn tay, một bước trước, từng bước trước, hoàn toàn chính là nắm mũi bọn họ chơi đùa với bọn họ. Nói một cách khác càng khó nghe hơn chính là bọn họ đến tỉnh Tề coi như là 3 ngày du lịch miễn phí, bị một gã hướng dẫn viên sắp xếp trước đủ loại cưỡng bức tiêu phí đùa giỡn xoay quanh, mà bọn họ còn tự cho là đắc kế, còn tưởng rằng mọi thứ nằm trong lòng bàn tay, kỳ thật.
mọi thứ nằm trong lòng bàn tay của người khác. Lời khai của Triệu Mẫu Đơn trong tay, bây giờ thật phải lấy ra thì thật sự trở thành trò cười rồi, mà gió lốc trên, rằng có gần như một ngày một đêm, không chút nào có dấu hiệu phải dừng lại, ban tuyên giáo là làm cái gì ăn vậy. Nhưng cũng từ một phương diện khác nói rõ, gió lốc là một trò khôi hài tỉ mỉ bày ra, chính là muốn hành trình đến tỉnh tề của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chẳng những sắp thành lại bại, hơn nữa còn phải trở thành trò cười. Khinh người quá đáng. Người phụ trách của Ủy ban Kỷ luật Trung ương Mã Hoài lộ giận tím mặt, đang muốn đích thân đi tìm Chu Hồng Cơ nói chuyện, không thể mặc cho trên mạng nói hưu nói vượt, tự do ngôn luận hướng gió, còn chưa ra khỏi cửa, lệnh truyền chí đẩy cửa tiến vào, mang tới một tin tức khiến cho Mã Hoài lộ lần nữa khiếp sợ. Chủ nhiệm Mã, vừa rồi Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã chính thức bắt giam Cục trưởng Cục Muối vụ Thang Thế Thành, do gió báo cho biết một tiếng. Ngoài ra Bí thư Chu chỉ thị nói, nhằm triển khai công tác điều tra tốt hơn, nếu cần thiết, kiến nghị Ủy ban Kỷ luật Trung ương đem Triệu Mẫu Đơn về Bắc Kinh tiếp tục điều tra. Lệnh truyền chí vốn không muốn đến truyền lời, nhưng Chu Hồng Cơ điểm danh khiến y phụ trách, y đành phải kiên trì đến cùng tiến đến. Còn có một chuyện chính là, Cục trưởng Lộ Cục Công an thành phố vừa gọi điện thoại tới, nếu hỏi xong Triệu Mẫu Đơn rồi, Cục Công an thành phố muốn dẫn người trở về, tiếp tục điều tra vụ án lừa gạt kinh tế của Triệu Mẫu Đơn. Lệnh truyền chí một hơi nói xong, cũng không chờ Mã Hoài Lộ nói chuyện, gật gật đầu, liền lập tức xoay người đi rồi. Không đi còn có thể làm sao, chờ Mã Hoài Lộ nổi giận. Nghe Mã Hoài Lộ cào nhau, y mới không có tâm tình, cũng không có thời gian, hơn nữa, y cũng không cần nịnh bợ Mã Hoài Lộ. Lệnh truyền chí trong lòng còn rất nghẹn tức, vì sao càng nghĩ càng cảm thấy Ủy ban Kỷ luật phá án, giống như bị người khác sai khiến thì phải. Dường như ngay cả Chu Hồng Cơ cũng bị đặt trên lửa mà nướng, rốt cuộc là bút tích của ai? Hàng loạt sự kiện gần đây, mọi chuyện không được tự nhiên, mọi chuyện khiến cho người ta không thể dùng lực, khiến người ta luôn cảm thấy đi đường dẫm trên bông gòn, gia quyền cũng đáng trên bông gòn, sau đó chính là bước chân không ổn, cánh tay bủn rủn, sau đó thì cảm thấy bản thân giống như một kẻ ngốc vậy, bò tới bò lui trong cái hang người khác đã đào sẵn, làm thế nào cũng không bò ra được. Thật là nóng giận. Lệnh truyền chí trong lòng ít nhiều đoán được là chuyện gì, nhưng không thể nói không thể hỏi, chỉ có thể làm hũ nút, bởi vì ngay cả Chu Hồng Cơ cũng bị động, ngay cả Ủy ban Kỷ luật Trung ương cũng bị khống chế phương hướng điều tra, y còn có thể làm gì. Lệnh truyền chí còn không có trở lại văn phòng, liền chạm trán với Hà Giang Hải ở giữa hành lang, Hà Giang Hải chỉ nháy mắt một cái, y liền không nói lời nào theo sau Hà Giang Hải, đi tới văn phòng của Tôn Tập Dân. Và lại mặc kệ lệnh truyền chí và Hà Giang Hải có hướng đi gì cùng Tôn Tập Dân thương lược, chỉ nói Chu Hồng Cơ hạ quyết tâm cuối cùng ra tay bắt giam Thang Thế Thành, vừa trở về văn phòng, điện thoại liền vang lên. Vừa thấy số điện thoại, y không khỏi cười khổ, nhưng vẫn là cung kính mà kịp thời nghe điện thoại. Hồng Cơ, sao gây nên như vậy? Giọng nói của Long Gia Thành ít nhiều có chút tức giận. Không tức giận không được. Nếu nói sự kiện thúc đẩy Chu Hồng Cơ phải bắt giam Thang Thế Thành còn có thể khiến y miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng sau đó ngọn lửa chiến tranh đốt tới trên người của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, thì khiến y vô cùng ảo não, chỉ biết, hạ tưởng đến trả thù rồi. Là vì trả mối thù năm xưa. Sự tình cũng không nằm trong phạm vi khống chế của tôi. Chu Hồng Cơ cố gắng khiến cho giọng nói biểu hiện bình tĩnh một chút, kỳ thật trong lòng y cũng rất là tức giận, đang có cơn tức không chỗ nào chút, đổi thành người khác. Có lẽ y sớm đã thất thố rồi, nhưng đối mặt Long Gia Thành, y chỉ có thể vô cùng cung kính. Bí thư Long, xử lý sự kiện, tôi không có kinh nghiệm, mà trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đồng chí Thẩm Hoa Văn. Thật sự là lối suy nghĩ có chút cứng nhắc, nửa ngày rồi cũng còn không biết xuống ta từ đâu, thật là người bảo thủ, vẫn là hạ tưởng ra mặt dạy anh ta làm thế nào. Không đề cập tới hạ tưởng còn tốt, nhắc tới hạ tưởng, Long Gia Thành liền cảm thấy khí huyết bốc lên. Y vừa nghe báo cáo công tác của Mã Hoài Lộ lẽ ra với cấp bậc của Mã Hoài Lộ không đủ tư cách trực tiếp báo cáo công tác với y, nhưng tình hình của tỉnh tề đặc biệt, nên sự việc đặc biệt cách làm đặc biệt sau khi được biết toàn bộ sự kiện từ đầu đến cuối, y liền lập tức ý thức được một điểm, một trận mưa to của Tần Đường năm xưa, không hề theo cáo chết của Thôi Hướng mà bị Hạ Tưởng quên đi, mà ngay hôm nay. Hạ Tưởng mượn sự kiện Phan Bảo Hoa, mượn sự kiện Triệu Mẫu Đơn, lại mượn một trận sóng gió. Trực tiếp đẩy Ủy ban Kỷ luật Trung ương lên nơi đầu sóng ngọn gió. Không chút nào khoa trương mà nói, Hạ Tưởng thành công rồi, hoàn toàn trêu đùa Mã Hoài Lộ trong lòng bàn tay,
hơn nữa không chút nể tình mà hung hăng đánh Ủy ban Kỷ luật Trung ương một bạt tai, hoặc là nói, là rất trực tiếp ngay mặt khiêu khích Y. Năm đó một trận mưa to của Tần Đường, ý nghĩ của Long Gia Thành hơi bay xa, từ một góc độ nào đó mà nói, Hạ Tưởng trả đòn đã ở trong tình lý, hơn nữa còn vô cùng cao minh đến không chê vào đâu được, khiến Y cũng không có cách nào khác. Chu Hồng Cơ bắt giam Thang Thế Thành, Y uyển chuyển giải thích với bên quốc phụ viện, lại không có nhận được hiệu quả trong mong muốn, bên quốc phụ viện rất tức giận. Càng khiến Y tức giận hơn chính là, thái độ của Ban Tuyên giáo Trung ương đối đãi với sự kiện, ở mặt ngoài vô cùng tức giận, yêu cầu bên tỉnh tề canh phòng nghiêm ngặt, nhưng trên thực tế không có thật sự bỏ công sức đi ngăn cản sự thái tiến một bước mở rộng, dường như cố ý kéo dài thời gian, liền khiến Y không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Ban Tuyên giáo Trung ương đang đánh yểm trợ cho Hạ Tường. Nhưng rất nhiều sự tình chỉ có thể đoán không thể nói, lửa của Y càng tích càng nhiều, khi Chu Hồng Cơ nói chuyện, không khỏi tự chủ lộ ra giọng điệu bất mãn. Kế tiếp nên làm như thế nào, nói xem ý kiến của anh. Long Gia Thành cố gắng khiến cho giọng nói của bản thân duy trì bình tĩnh, lời nói của Chu Hồng Cơ cũng có lý, so sánh với Hạ Tưởng dồi dào kinh nghiệm, Y vẫn là thiếu sót kinh nghiệm thực chiến. Bí thư Long, tôi to gan nói. Chu Hồng Cơ hít một hơi. Tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật Trung ương hoàn toàn rút khỏi tỉnh tề, sự kiện Triệu Mẫu đơn dừng ở đây. Trầm mặc một lát, Long Gia Thành tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng biết khi sự kiện còn có thể khống chế, lúc này thua tay là lựa chọn tốt nhất, tuy rằng đại bại, nhưng trên chính trị vốn là chuyện thắng thua tầm thường, không thể chỉ thắng không thua. Thì cho Hạ Tưởng thắng một ván nhỏ thôi. Buông điện thoại xuống, ngóng nhìn cảnh sát ngoài cửa sổ, Long Gia Thành bỗng nhiên nghĩ đến, cách trận mưa lớn của mùa hè Tần Đường, chỉ mới 3 năm, Hạ Tưởng liền trả về, thật là một người trẻ tuổi không đơn giản. Chỉ có điều Long Gia Thành không ngờ tới chính là, Hạ Tưởng muốn không chỉ là thắng lợi, còn nhiều hơn thế. Nói đến cũng lạ, buổi sáng vẫn là thời tiết trời trong nắng ấm thật là tốt, đến buổi trưa, bỗng nhiên phong vân biến sắc, mưa xuống. Hơn nữa còn là mưa to. Toàn bộ tỉnh ủy đều ở dưới mưa to, lâm vào trong trầm mặc khôn kể, bởi vì một trận mưa to đã rửa sạch oan khuất của bao nhiêu người, hoặc là lại rửa sạch hắc ám của bao nhiêu hậu đài, có người biết một phần, phần lớn người hoàn toàn không biết gì cả. Không đến cấp bậc nhất định, không tiếp xúc được nội tình sâu tầng trong đó, chỉ có thể nhìn thấy hiện tượng bên ngoài. Nhưng cho dù là chỉ nhìn thấy bề ngoài, phần lớn người ở tỉnh ủy tỉnh tề cũng có thể có được kết luận Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã thất bại rút lui rồi. Tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến gần như cùng lúc đến tỉnh tề, nhân viên Ủy ban Kỷ luật tỉnh Yến còn ở đó, bọn họ lại ở trong mưa to, trầm mặc mà trật tự lên xe, chuẩn bị đi sân bay. Bay về Bắc Kinh. So với sự kiện Phan Bảo Hoa vừa ầm ĩ huyên náo, điều tra của Ủy ban Kỷ luật Trung ương có vẻ đầu voi đuôi chuột, có chút đầu hổ đuôi rắn. Cùng với thời tiết tiếng sấm nhỏ mưa to của thành phố Lỗ, vừa lúc so sánh với tươi đẹp. Mà kết cục của một đóa hoa Triệu Mẫu đơn của tỉnh tề khiến cho rất nhiều người mong đợi, càng ngoài dự đoán của tất cả mọi người trong tập hợp điều tra ngắn gọn của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, không hề nhắc tới Triệu Mẫu đơn. Giống như cô không hề tồn tại trong vụ án của Phan Bảo Hoa vậy. Hoàn toàn tương phản với kết luận Triệu Mẫu đơn sẽ tỏa sáng trong vụ án Phan Bảo Hoa mà trước đó nhiều người suy đoán chính là Triệu Mẫu đơn đã bị tuyết ẩn giấu. Kỳ thật nói là tuyết giấu cũng không chuẩn xác mà nói, là bị từ bỏ, trở thành đồ bỏ. Mỗi một nhân vật nhỏ bé hèn mọn muốn làm lính hầu, đều có mộng tưởng giã bách hợp cũng có mùa xuân, nhưng sự thật thường thường là, kết cục có được trước nhất luôn là gió bắc thổi bông tuyết bay, mùa xuân, từ trước đến nay sẽ không may mắn mà đến. Tỷ lệ lính hầu trở thành đồ bỏ, từ trước đến nay cao tới 90% trở lên. Nhưng cũng tốt, thời điểm đám người Ủy ban Kỷ luật Trung ương rời khỏi trụ sở tỉnh ủy, Phó Bí thư tỉnh ủy Hạ Tưởng, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh Chu Hồng Cơ đích thân ra mặt tiễn đưa Mã Hoài Lộ, cũng coi như là đủ nể mặt Mã Hoài Lộ rồi. Dù sao đường đường Phó Bí thư tỉnh ủy cũng ra mặt rồi, mà dựa theo cấp bậc và trình tự, Hạ Tưởng vốn không cần ra mặt. Mã Hoài Lộ lại không nể tình, ở mặt ngoài vô cùng khách khí, trong lòng nhận định Hạ Tưởng chẳng qua là tỏ thái độ cao của người thắng cuộc, đến khoe khoang thắng lợi trước mặt y và trên cao nhìn xuống cười nhạo y. Hạ Tưởng nắm tay của Mã Hoài Lộ. Xin chuyển lời hỏi thăm của tôi đến Bí thư Long. Khi ở Bắc Kinh, có duyên gặp qua Bí thư Long vài lần. Mà trong thời gian tôi đảm nhiệm chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật tỉnh,
cũng thụ giáo từ chỗ Bí Thư Long rất nhiều, đối với anh ấy luôn ghi nhớ trong lòng. Mã Hoài Lộ cười nói. Nhất định, nhất định. Cảm ơn Phó Bí Thư Hạ ủng hộ công tác của chúng tôi rất cảm tạ. Trong lòng lại là cười lạnh đối với Hạ Tưởng. Cùng với Long Gia Thành giống như cho rằng Hạ Tưởng hành động như vậy một lòng là vì trả thù một trận mưa to của Tần Đường năm đó vậy, Mã Hoài Lộ một lòng nhận định Hạ Tưởng tiễn đưa là vì cười nhạo thất bại của y, kỳ thật bọn họ đều sai rồi, Hạ Tưởng cố nhiên rất bất mãn đối với trận mưa to của Tần Đường, cố nhiên rất phản cảm đối với điều tra của Mã Hoài Lộ. Nhưng hắn không phải một người nhàm chán đến mức vì chút giận mà muốn làm gì thì làm. Vừa mới hóa giải nguy cơ của sự kiện Triệu Mẫu Đơn và Lý Đinh Sơn, chỉ là xuất phát từ chính nghĩa và công lý, xuất phát từ bảo vệ đối với Lý Đinh Sơn, không có ý khác. Hạ Tưởng cũng biết, người chủ tính sau lưng của sự kiện Triệu Mẫu Đơn, hẳn không phải Long Gia Thành có lẽ cũng chỉ biết một mà không biết hai. Nhưng cùng lúc với việc thay Lý Đinh Sơn mở rộng chính nghĩa, trả mối thù năm xưa, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Đưa tiễn Mã Hoài Lộ, chẳng qua là xuất phát từ lễ tiết nên có, là muốn mượn cơ hội truyền đạt một tín hiệu cho Long Gia Thành, chính là hắn là người tốt, người rất tốt, nhưng có một điểm, tuy rằng sẽ không chủ động hại người, nhưng khi trả đòn, nói không chừng không cẩn thận cũng sẽ đâm tay. Đương nhiên, nếu chỉ là ra mặt đưa tiễn, là sẽ không đạt đến hiệu quả mà Hạ Tưởng muốn có. Còn phải có một cảnh tượng ý vị sâu xa phối hợp diễn xuất mới được. Ngay lúc đám người Mã Hoài Lộ chuẩn bị lên xe, mấy chiếc xe cảnh sát ngược gió sông mưa mà tới, từ bên cạnh đám người Mã Hoài Lộ bay nhanh mà qua, nước mưa bắn tung tóe thiếu chút nữa bắn khắp người Mã Hoài Lộ. Là xe cảnh sát của Cục Công an thành phố đến áp giải Triệu Mẫu Đơn. Sắc mặt của Mã Hoài Lộ trong nháy mắt trở nên khó coi vô cùng. Chờ đoàn xe của Mã Hoài Lộ biến mất trong màn mưa. Chu Hồng Cơ đứng bên cạnh Hạ Tưởng giống như cảm thán, lại giống như lầm bầm lầu bầu. Thật là một trận mưa đúng lúc. Phải đó. Hạ Tưởng thản nhiên tiếp một câu. Cuối cùng đã xong một chuyện, tỉnh tề, không dậy nổi gây sức ép. Chu Hồng Cơ lại ha hả cười. Hoàng đế ngày xưa đến nay Thái Sơn Phong Thiện là vinh quang cao nhất, nhưng rất nhiều hoàng đế đều tự biết phúc đức không đủ không dễ dàng có được. Từ xưa đến nay, thật sự đến Thái Sơn Phong Thiện tổng cộng mới mấy người mà thôi. Khi nào cùng chủ nhiệm Chu leo núi Thái Sơn, nghe nói có thể một hơi leo lên Thái Sơn, thì chứng minh tinh lực còn được Hạ Tưởng thuận thế nói. Được, có cơ hội nhất định đi. Chu Hồng Cơ cười cười. Sau một hồi đối thoại núi cao vân sâu, Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ tự trở về văn phòng của mình, tỉnh tề tạm thời trở về sự yên lặng. Nhưng sự yên lặng tạm thời chỉ thuộc về Hạ Tưởng. Bởi vì Chu Hồng Cơ còn có rất nhiều việc bận, chuyện xa không nói, chỉ là bắt giam Thang Thế Thành, thì có rất nhiều vấn đề phải xử lý rồi, bởi vì cục muối vụ tỉnh tham nhũng, tuyệt không chỉ vấn đề của một cục trưởng và một phó cục trưởng, còn có rất nhiều cán bộ trung tầng liên quan trong đó, rốt cuộc mặt đả kích có bao lớn, chuẩn bị xuống ngựa bao nhiêu người, sau lưng còn phải rõ ràng tính một món nợ chi tiết mới được. Không tính rõ ràng tài khoản, nếu chẳng may để lại di chứng hậu hoạn vô cùng. Thì không phải chiến tích mà Chu Hồng Cơ suy nghĩ rồi. Bề ngoài y vẫn bình tĩnh, trên thực tế bắt đầu từ bây giờ, mới thật sự là mở đầu vò đầu. Tuy rằng đã mượn miệng của Tôn Tập Dân biểu hiện thiện ý với bên quốc vụ Việt, mà Long Gia Thành cũng đã đích thân gọi điện thoại giải thích một phen, hiệu quả vẫn không tốt lắm, nhưng cũng không quản được nhiều như vậy. Mỗi khi làm một chuyện, không thể đều hài lòng các bên, Chu Hồng Cơ vẫn còn nguyên tắc cơ bản nhất, chỉ ít y ở trên vấn đề của cục muối vụ. Không thẹn với lương tâm, và theo lẽ công bằng xử lý. Chu Hồng Cơ mong đợi thu hoạch lớn nhất chính là, Thang Thế Thành vừa sụp đổ, mặc kệ cục muối vụ trên dưới toàn bộ tẩy bài, hay là bộ phận tẩy bài, Hà Giang Hải hẳn có biểu hiện mới đúng. Nếu Hà Giang Hải còn không chịu cúi đầu, vậy thì điều tra đến cùng, nếu Hà Giang Hải thức thời, trung tầng của cục muối vụ, còn có thể thích hợp dơ cao đánh khẽ. Chu Hồng Cơ vừa về tới văn phòng, liền có người gõ cửa. Nghe được giọng nói của thư ký ở bên ngoài, cũng thật sự nói Tào Tháo đến, Hà Giang Hải đến rồi. Từ khi y và Hạ Tưởng đạt thành nhất trí trên cách nhìn của một số sự tình, giữa y và Tôn Tập Dân càng lúc càng xa, với Hà Giang Hải càng là giống như người xa lạ. Hôm nay Hà Giang Hải đến nhà thăm hỏi, chí ít biểu lộ một thái độ chủ động nói chuyện với nhau. Có thể ngồi xuống nói, thì có hy vọng hợp tác, Chu Hồng Cơ khẽ mỉm cười, tuy rằng Hà Giang Hải xếp hạng thấp hơn y. Nhưng nhằm bày tỏ thiện ý, y đứng dậy chào đón. Về phần Hà Giang Hải lần này đến thăm, Chu Hồng Cơ ký thác kỳ vọng cao.
Bởi vì thông qua sự kiện và sự kiện triệu mẫu đơn, y nhận ra được khoảng cách không nhỏ với Hạ Tưởng, nhằm tránh sau này bị Hạ Tưởng bài bố trong hợp tác có hạn với Hạ Tưởng, bây giờ y phải mượn trợ lực lượng của Hà Giang Hải. Hà Giang Hải bước nhanh tới văn phòng của Chu Hồng Cơ, thấy Chu Hồng Cơ đứng dậy đón chào, ha hả cười. Chủ nhiệm Chu, quá khách khí rồi. Chu Hồng Cơ chủ động giơ tay. Bí thư Hà, gần đây dường như tâm trạng không tồi, đã béo lên một chút. Vậy sao, tôi lại cảm thấy gầy đi rồi. Hà Giang Hải dường như tâm trạng thật sự không tồi, một chút cũng không bởi vì gần đây liên tiếp thất lợi mà uể oải, ngược lại mặt mày hồng hào giống như có chuyện vui. Có chuyện muốn cùng chủ nhiệm Chu thương lượng. Đến rồi, Hà Giang Hải xưa nay nói chuyện thích nói thẳng, xem ra là muốn đưa ra điều kiện rồi, Chu Hồng Cơ giơ tay ra. Ngồi, ngồi xuống nói chuyện. Hà Giang Hải nhân thể ngồi xuống, mở miệng nói ra những lời làm cho Chu Hồng Cơ cảm xúc rất là phập phồng. Hạ Tưởng trở lại phòng làm việc, cũng là vừa mới ngồi xuống, liền có người gõ cửa tiến vào, còn tưởng rằng là Lý Đinh Sơn, không ngờ bên ngoài truyền tới giọng nói mang chút kinh ngạc của Ngô Thiên Thiếu. Chủ tịch Tỉnh Tôn đến rồi. Âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đúng có thể khiến Hạ Tưởng nghe được. Hạ Tưởng vội vàng đứng dậy đón chào, trong lòng lại nghĩ, chân trước Mã Hoài Lộ vừa đi, chân sau Tôn Tập Dân liền tới, nói ra sau khi hắn đến tỉnh Tề, Tôn Tập Dân cũng là lần đầu tiên chủ động xuất hiện ở văn phòng của hắn. Chủ tịch Tỉnh Tôn tới đúng lúc, vừa lúc pha một bình trà ngon. Hạ Tưởng ra ngoài nghênh đón, vô cùng nhiệt tình đón Tôn Tập Dân đi vào. Tôn Tập Dân vẫy tay, bước đi cũng khá vững vàng, ha hả cười. Phó Bí Thư Hạ không cần phải khách khí, tôi biết anh bận, chỉ nói vài câu thì đi. Lời tuy như thế, Ngô Thiên Thiếu vẫn là tay chân lanh lẹ pha xong trà, bưng cho Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân tiếp trà trong tay, đầy vẻ thâm ý liếc nhìn Ngô Thiên Thiếu một cái. Thiên Thiếu không tồi, thật rất không tồi, là hạt giống tốt. Ngô Thiên Thiếu cười cười, không nói gì, xoay người đóng cửa đi ra ngoài. Tôi đến đây, có hai chuyện muốn nói với anh. Tôn Tập Dân cũng thật sự không khách khí mà uống một ngụm trà, bày ra thái độ không phải người ngoài với Hạ Tưởng. Một là quan hệ giữa anh và Thành Đạt Tài xưa nay không tồi, tập đoàn Đạt Tài những năm gần đây khuếch trương nện bước cũng không ngừng qua, bây giờ đối ngoại tuyên bố tài sản vượt hơn 50 tỷ. Phó Bí Thư Hạ, anh cho tôi biết cái đấy, tập đoàn Đạt Tài bây giờ thật sự có bao nhiêu? Hai là Tổng Giám Đốc Cao nhờ tôi mời anh ra ngoài, anh ấy với anh không quen, sợ không mời được anh. Cảm thấy tôi và anh ở tỉnh Yến là bạn cũ, nói rằng anh sẽ nể mặt tôi một chút. Tôi không từ chối được, liền thay anh ấy mời anh. Tôn Tập Dân thái độ rất thoải mái, tùy ý lại hào phóng, so với dự đoán của Hạ Tưởng còn thoải mái không ít, cũng làm cho hắn lại đề cao Tôn Tập Dân. Tuy nhiên, hai chuyện của Tôn Tập Dân, thật sự là rất thú vị. Chuyện thứ nhất không nói hạng mục của tập đoàn Đạt Tài, lại hỏi tới thực lực của tập đoàn Đạt Tài. Chuyện thứ hai không nhắc đến đầu tư của tập đoàn Thiên Giang, lại là nha nội bày ra thái độ mời hắn ăn cơm. Hai bút cùng vẽ, chủ tịch Tỉnh Tôn lần này đến đây, trong tay cũng có mục đích thật lớn. Hạ Tưởng nhẹ nhàng chuyển động ly trà trong tay, đáp. Thực lực của tập đoàn Đạt Tài không cần hoài nghi, tổng tài sản quả thật hơn 50 tỷ, mấy hạng mục vừa mới phát triển lại lấy được thành công lớn, hiện tại vốn lưu động có thể trực tiếp xuất ra mấy tỷ không thành vấn đề. Tôn Tập Dân mỉm cười nghe. Về vấn đề Tổng Giám Đốc Cao mời tôi ăn cơm. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, đưa ra một đáp án khiến Tôn Tập Dân không thể ngờ tới. Nha nội chủ động đề xuất mời hắn ăn cơm, không hẳn là không có ý tốt, nhưng nếu nói nha nội là xuất phát từ hảo tâm, cũng không tránh khỏi xem y là người cực tốt. Nhưng cho dù không phải là yến tiệc tốt lành, Hạ Tưởng cũng phải dự, bởi vì Tôn Tập Dân trước đó đã nhắc tới vấn đề tập đoàn Đạt Tài. Chính là tung ra ngụy trang, ý là ám chỉ hắn, muốn tử vấn đề tập đoàn Đạt Tài để tiến thêm một bước giao lưu, vậy phải dự tiệc. Kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, Hạ Tưởng cũng sớm muốn cùng nha nội trực tiếp mặt đối mặt so chiêu, nếu sau khi tỉnh Tề trải qua một lần kịch liệt dung chuyển, lại tạm thời rơi vào thời kỳ bình yên, mượn cơ hội này cùng nha nội nói chuyện, trao đổi một chút lập trường các bên, cũng không có gì không thể. Hay là để tôi mời chủ tịch Cao thì tốt hơn. Chủ tịch Cao đến tỉnh Tề đương nhiên là khách quý, tôi đến làm chủ, Tôn chủ tịch Tỉnh chuyển lời đến chủ tịch Cao, nếu không phải tôi mời khách, tôi sẽ không đáp ứng. Hạ Tưởng làm bộ xa sầm mặt, vừa biểu hiện thật sự là nhiệt tình, vừa là giọng điệu chân thật đáng tin.
Khôn nên coi thường vấn đề ai làm chủ là chuyện nhỏ, nó ngầm liên quan đến ai chính ai phụ, Hạ Tưởng dụng ý rất rõ ràng, hắn phải nắm giữ quyền chủ động. Tôn Tập Dân dường như chần chừ một chút, cười đồng ý. Được, tôi thay Chủ tịch Cao đồng ý. Phó Bí Thư Hạ nhiệt tình như vậy, Chủ tịch Cao khẳng định vui mừng còn không kịp. Tốt lắm, tôi còn phải dự một cuộc họp. Tôn Tập Dân đứng dậy ý nói mình phải đi rồi. Hạ Tưởng đứng dậy đưa tiễn. Tôi tiễn Chủ tịch tỉnh Tôn. Một bên đưa Tôn Tập Dân đến cửa, một bên vừa cười vừa nói thêm một câu. Đến lúc đó tôi lại sắp xếp một hai người bạn đến tiếp khách, nhất định phải khiến Chủ tịch Cao cảm nhận ở đây như ở nhà. Tôn Tập Dân không nói gì, xoay người rời đi, chỉ có điều bóng dáng khi rời đi rõ ràng không tự nhiên bằng khi mới đến. Khi giữa trưa tan tầm, mưa càng lớn hơn, Hạ Tưởng vốn định đi căn tin ăn cơm, Ngô Thiên Thiếu với vẻ mặt cười tiến vào. Lãnh đạo, Phó trưởng Ban Thư ký Ôn và tôi hẹn nhau, hôm nay mời ngài ăn cơm trưa. Hạ Tưởng hôm nay tâm tình không tồi, thư thả, cười hỏi. Vì cái cớ gì, không thể vô duyên vô cớ mời ăn cơm. Phó trưởng Ban Thư ký Ôn là có chuyện muốn báo cáo, tôi cũng là có chút việc phải báo cáo. Ngô Thiên Tiếu nhìn ngoài cửa sổ mưa đang rất to. Tôi biết gần đây có một khách sạn rất yên tĩnh, lại sạch sẽ, phong vị còn khá độc đáo, trời mưa lại càng hữu tình. Nơi mà Ngô Thiên Tiếu nói đến được gọi là nhà nhân cư, nơi dành cho người rảnh rỗi, nếu là lãnh đạo có đầu óc nhỏ nhen, nói không chừng sẽ lạnh nhạt với Ngô Thiên Tiếu, nói giỡn, nơi dành cho người rảnh rỗi, không phải chửi lãnh đạo nhàn rỗi thì về nhà sao? Sắp tâm chứ gì? Từng có nghe đồn là trong một lần lễ mừng khai trương, tỉnh ủy tham gia nghi thức, thành ủy ở dưới đài nói chuyện xong đã nói. Mời thủ trưởng xuống đài cắt băng khai trương. Kết quả tỉnh ủy vẫn không nhúc nhích. Thành ủy bừng tỉnh lại, vội vàng sửa miệng. Mời thủ trưởng tiến lên cắt băng khai trương. Tỉnh ủy mới rảo bước lên trước, vẻ mặt ôn hòa cắt băng, cuối cùng hết thảy thuận lợi, lễ mừng khai trương thành công. Nhưng sau đó không lâu, thành ủy đã bị điều tới dưỡng lão ở mặt trận Tổ quốc. Bất luận lời đồn có thực hay không, nhưng trong quan trường trong nước mà nói, có nhiều lãnh đạo phải có trình tự nhất định, một câu không đúng, liền có khả năng ảnh hưởng đến phán đoán của ông ta đối với quan lớn cấp sở. Huống chi Ngô Thiên Thiếu mới là thư ký cấp cục, tiền đồ của y ở trong tay Hạ Tưởng, tuy nhiên là việc trong nháy mắt. Nhưng Ngô Thiên Thiếu lộ trình có chút hơi kiếm đi lệch, y liền nhận định Hạ Tưởng sẽ không để ý đến chi tiết nhàm chán đó. Hạ Tưởng quả thật không cần quan tâm, chỉ nhìn thoáng qua ba cái chữ to, nhàn nhân cư, lắc đầu cười cùng Ngô Thiên Thiếu đi vào trong. Nhàn nhân cư nếu gọi là nơi dành cho người rảnh rỗi, phong cách trang hoàng tự nhiên sẽ lấy phong thái thư nhàn làm điểm nhấn, thoải mái và tùy ý là chính, cũng rất có sắc thái nông thôn. Đi vào một cái đình nhỏ, ngồi vào đó nghe tiếng mưa rơi tí tách, cảm nhận được làn gió nhẹ tự nhiên, quả thật là thời khắc thư nhàn khó có được. Ôn Tử Tuyền đến nhàn nhân cư trước một bước, sắp xếp xong mọi thứ, khi xuất hiện, sắc mặt còn có chút khó chịu, cô tức giận trừng mắt nhìn Ngô Thiên Thiếu một cái. Bởi vì cô trước kia chưa từng tới nơi này, sau khi đến đây mới phát hiện tên gọi là nhàn nhân cư, lúc ấy sắc mặt liền thay đổi. Vốn tưởng rằng là Ngô Thiên Thiếu sơ sẩy, sau nghĩ lại, cô mới biết là Ngô Thiên Thiếu cố ý, bởi vì Ngô Thiên Thiếu có khi thích đùa giỡn khôn vặt một chút, thể hiện y không giống như người khác, làm cho lãnh đạo có ấn tượng sâu sắc đối với y. Nhưng có mấy lần lợn lành chữa thành lợn què, mới rơi xuống trường hợp không người hỏi thăm, cũng may mắn gặp Hạ Tưởng. Mới có địa vị như hiện tại. Không ngờ y còn không biết hối cải, còn có ý khoe khoang tài tình, nếu chẳng may lại chọc Hạ Tưởng không vui, thì tiền đồ cả đời Ngô Thiên Thiếu cũng liền chấm dứt. Ngô Thiên Thiếu nhìn ánh mắt bảo vệ mà oán trách của Ôn Tử Tuyền cười cười, lặng lẽ lắc lắc đầu, ý tứ là trong lòng y đã biết. Hạ Tưởng làm bộ không thấy, rất có hứng thú gọi món, tùy tay chỉ hai món ăn, sau đó yên ổn ngồi ở chiếc ghế thái sư, nhìn cảnh sắc mông lung bốn phía trong mưa. Cây xanh thành rừng, chim hoa thành cảnh, xa xa có núi nhân tạo, bên núi có hồ, hồ không lớn, nhưng còn có thuyền nhỏ phiêu đãng phía trên, cũng phải thừa nhận, tuy là một chỗ cảnh trí nhân tạo, nhưng là có suy nghĩ lý thú khác, xem như hiếm thấy một cảnh nhàn tình lịch sự tao nhã. Nói ra thì, thật đúng ái tên nhàn nhân cư. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, vừa vặn có việc muốn báo cáo, tôi liền cảm thấy để lãnh đạo đến đây thả lỏng tâm tình một chút, nhàn nhân cư là nơi thích hợp nhất. Ngô Thiên Thiếu cố ý giải thích một chút, y tự nghĩ mình thông minh, cũng không dám ở trước mặt Hạ Tưởng làm càn quá mức,
bởi vì y hiểu rằng đừng nhìn Hạ Tưởng bình thường không nói gì, thời điểm thật sự phát tác cũng là thủ đoạn khó lường. Vừa mới chấm dứt một trận phong ba, khiến cho Ngô Thiên Tiếu lĩnh hội được sau lưng vẻ tươi cười vô hại cả người lẫn vật của Hạ Tưởng, có sự xuất kích sắc bén mà không lưu tình chút nào. Cũng càng làm cho Ngô Thiên Tiếu kiên định tin tưởng, theo sát bước đi của Hạ Tưởng, tuyệt đối là một việc chính xác nhất mà y làm được từ lúc đi vào quan trường tới nay. Hạ Tưởng khoát tay, ý là hắn cái gì đều hiểu được, không cần để ý đến những việc không quan trọng. Nơi này quả thật không tồi, nhìn ngắm phong cảnh, nghe một chút mưa gió, thức ăn đặc sắc, Thiên Tiếu, anh cũng có lòng đó. Ngô Thiên Tiếu trở về thực tế, đang muốn cười, Hạ Tưởng lại còn nói thêm. Trong Tam Quốc diễn nghĩa, cho rằng Tào Tháo giết Dương Tu là Tào Tháo giết người bừa bãi, kỳ thật không phải, mà do Dương Tu bị gậy ông đập lưng ông. Ngô Thiên Tiếu lập tức một đầu đầy mồ hôi lạnh, muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, một câu cũng nói không nên lời. Đến tận đây, xem như đã cảm nhận được chỗ lợi hại của Hạ Tưởng. Ôn Tử Tuyền thấy Hạ Tưởng điểm chỉ Ngô Thiên Tiếu, biết cách làm của Ngô Thiên Tiếu, Hạ Tưởng tuy rằng không có ý kiến, nhưng vẫn là hy vọng Ngô Thiên Tiếu về sau làm đến nơi đến chốn, cô liền đúng lúc nói một câu. Tấm lòng của Thiên Tiếu là tốt, chỉ có điều anh ta có khi suy xét vấn đề quá cẩn thận. Vừa nói chứ cẩn thận, lúc này cũng không phải là lời khen ngợi. Ngô Thiên Tiếu xấu hổ cười. Phó Bí Thư Hạ, tôi biết rồi. Ăn cơm, ăn cơm. Hạ Tưởng dường như đã quên chuyện vừa rồi, ha hả cười. Thật là có chút đói bụng. Sau khi đồ ăn được đưa lên, Ôn Tử Tuyền ngồi một bên phụ trách phục vụ, không cho nhân viên phục vụ động tay vào. Lúc ăn cơm, có nói tới chính sự. Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền mời Hạ Tưởng đến nơi này dùng cơm, ăn cơm và thư giãn là một chuyện, mặt khác, cũng là vì muốn nói chuyện về hướng đi mới nhất. Ngô Thiên Tiếu trước tiên là nói về sự tình trên tay y. Ánh mắt Ngô Thiên Tiếu nhìn xuống phía dưới, chủ yếu chăm chú nhìn động tĩnh thành phố Lỗ. Cục trường công an thành phố Lục Hoa Thành hiện tại một lòng muốn lật đổ Chu Trấn Ba, mâu thuẫn với Viên Húc Cường thì ngày càng sâu sắc. Nhưng Chu Trấn Ba có bảo vệ nhân thân theo pháp định, tạm thời không làm gì được gã ta không được. Sau khi Hòa Cải Lợi và Hạ Tưởng nói chuyện xong liền thay đổi sách lược, áp dụng biện pháp tạm thời lạnh nhạt với Chu Trấn Ba, đợi thời cơ. Cụ thể là thời cơ gì, Hạ Tưởng không có nói rõ, Hòa Cải Lợi tuy rằng trong lòng không tự tin, cũng chỉ biết nghe theo. Bởi vì gã ta không được lựa chọn. Tuy nhiên sau khi đã trải qua sự kiện tỉnh ủy vừa nổi sóng gió, Hòa Cải Lợi hôm nay lại gọi điện thoại tới nói cho Ngô Thiên Tiếu biết, gã ta sẽ tuyệt đối chấp hành chỉ thị tinh thần của Phó Bí Thư Hạ, ngụ ý chính là, gã ta rất tin tưởng Hạ Tưởng. Trên cơ bản Ngô Thiên Tiếu sắp xếp sự tình hết thảy thuận lợi, tuy nhiên cũng có chút việc không ngờ nho nhỏ, vấn đề này nằm ở Vương Trạch Nhân. Vương Trạch Nhân là người có kinh nghiệm phản trinh sát phong phú. Tuy rằng trí tuệ quan trường không bằng Ngô Thiên Tiếu, nhưng gã ta đối với việc có người theo dõi hay điều tra gã ta đều cảnh giác rất cao, đã nhận ra không đúng, dường như gần đây có người cảm thấy hứng thú với gã ta, âm thầm điều tra gã ta ở nhiều mặt. Tuy nhiên đối phương hành tung rất bí mật, Vương Trạch Nhân đã nhận ra cái gì đó, nhưng cũng không có chuẩn xác bắt lấy lỗ hổng của đối phương, điều tra rõ thân phận đối phương. Nhưng Vương Trạch Nhân cũng không phải uổng công, không tra được đối phương là ai. Lại đoán được lai lịch đối phương. Việc Vương Trạch Nhân không thể xem như chuyện lớn, ít nhất không cần Hạ Tưởng phải quan tâm, bởi vì phản trinh sát là sở trường của Vương Trạch Nhân, việc nhỏ này nếu giải quyết không được, Vương Trạch Nhân không phải đã phí công sức lăn lộn mấy năm ở đội trưởng cảnh sát hình sự sao? Khi Ngô Thiên Tiếu lộ ra tin tức, muốn cho Hạ Tưởng chú ý đến lập trường của Lục Hoa Thành. Lục Hoa Thành lúc này đứng ở phía mình, đều không phải là xuất phát từ thật tâm. Tuy nhiên là đầu cơ trục lợi hơn nữa tâm tư lại mịt mờ. Hạ Tưởng hiểu rằng, Lục Hoa Thành là một mắt xích, có khả năng bị xúi dục nhất, thật ra mà nói, kỳ thật Lục Hoa Thành hiện tại gần như không đường lui. Nhưng vĩnh viễn không nên xem nhẹ ý muốn thân thiết với thiên nhiên trong lòng đồng hương, nguyên nhân căn bản tạo thành cục diện hiện tại còn vì thái độ ngạo mạn của Hà Giang Hải. Nếu Hà Giang Hải nhận thức được thời cơ tiến thoái, đột nhiên thái độ hạ thấp xuống, hướng Chu Hồng Cơ cúi đầu, hướng Lục Hoa Thành thể hiện thiện ý, cũng không bài trừ Hà Giang Hải một lần nữa nhanh chóng chiếm cứ khả năng thượng phong. Tuy nhiên lại nói, tính cách là vận mệnh, Giang Sơn dễ đổi, đánh chết bản tính cũng không thay đổi, Hà Giang Hải có thể bỏ tính cách tự cao tự đại, y sẽ không là Hà Giang Hải. Mấu chốt bước tiếp theo là vụ án Triệu Mẫu Đơn,
không thể để Triệu Mẫu Đơn cho tàn lại cháy. Nếu Triệu Mẫu Đơn đường ngay không đi, muốn bị vùi hoa dập liễu, được lắm, Hạ Tưởng cũng sẽ không mềm lòng, khẳng định phải ác độc bẻ hoa. Nếu người Triệu Mẫu Đơn hãm hại chính là hắn, có lẽ còn có đường sống, nhưng muốn hãm hại Lý Đinh Sơn, khẳng định chính là con đường chết. Triệu Mẫu Đơn sống chết, hiện tại liên hệ đến một người, thái độ người này là mấu chốt bên trong mấu chốt, Lục Hoa Thành. Điện thoại Ngô Thiên Tiếu đột nhiên vang lên, Ngô Thiên Tiếu còn chưa kịp nghe máy, thì điện thoại Ôn Tử Tuyền cũng vang lên. Hạ Tưởng mỉm cười, ra hiệu hai người nghe điện thoại. Sau một lát, Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền đồng loạt buông điện thoại, sắc mặt đồng thời biến sắc. Hai người liếc nhau, theo ánh mắt đối phương cho ra kết luận, bọn họ nhận được là cùng một tin tức. Không biết khi nào, trời đã hết mưa rồi. Nhàn nhân cư sau cơn mưa, không khí vô cùng tươi mát, ánh mặt trời xuyên thấu qua tầng mây, hào quang chói sáng, nhất là theo cái hở bên trong của mây ánh mặt trời như đang giãy giụa, như một cột ánh sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp dừng ở giữa hồ, mang đến vẻ tuyệt đẹp đến kinh ngạc. Cái uy của tự nhiên, cái đẹp của trời đất, vĩnh viễn làm cho người ta kính sợ. Hạ Tưởng ánh mắt tán thưởng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Ôn Tử Tuyền, dừng ở khuôn mặt không anh tuấn thậm chí có chút hơi tang thương của Ngô Thiên Tiếu, đối với trình độ bố trí của hai thủ hạ đáng tin cậy bên mình, hắn trong lòng âm thầm tán thưởng. Hai người gần như đồng thời nhận được tin tức, vào lúc này, Chu Hồng Cơ đang cùng Hà Giang Hải vừa nói vừa cười cùng nhau ăn cơm trưa. Bên trong tỉnh ủy, Khâu Nhân Lễ thân là bí thư tỉnh ủy, cũng sẽ không phát biểu bất kỳ ý kiến gì đối với việc cán bộ ủy viên thường vụ thường lui tới, bởi vì đó là việc cá nhân, tỉnh ủy cũng không có quyền hỏi đến. Ngay cả nhân vật số 1 cũng không có tư cách quản lý việc này thì Hạ Tưởng càng sẽ không hỏi nhiều, nhưng hắn đối với việc hỗ trợ của Hà Giang Hải và Chu Hồng Cơ đến nhanh như vậy, trong lòng vẫn có chút bất an. Tuy nói chưa chắc cùng nhau ăn cơm có thể nói lên vấn đề gì, nhưng liên tưởng đến một thời gian gần đây Hà Giang Hải và Chu Hồng Cơ gần như là mối quan hệ người xa lạ với nhau, cộng thêm mưa gió tỉnh tề vừa mới qua đi, hơn nữa Hà Giang Hải ngạo nghễ vốn không chịu cúi đầu, lúc này giữa hai người lại vừa nói vừa cười, thì liền có nội dung đầy thâm ý. Hoàn toàn tương phản với việc rất nhiều người chờ mong sau cơn mưa sẽ gặp cầu vồng chính là, nguyện vọng tốt đẹp thường gặp thất bại, kỳ thật sau cơn mưa xuất hiện cầu vồng có tỷ lệ rất thấp, ngược lại, tình cảnh bừa bãi trên mặt đất lại là 100% sẽ xuất hiện. Tỉnh tề một lần nữa tẩy bài, thực sẽ đến nhanh như vậy. Đón ánh mắt lo lắng của Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền, Hạ Tưởng mỉm cười. Mưa gió qua đi là trời trong, sau khi trời trong, còn có mưa gió, thời tiết chính là biến hóa lặp đi lặp lại, người cũng giống như vậy. Hạ Tưởng có tin tưởng từ cái gì? Ngô Thiên Tiếu và Ôn Tử Tuyền liếc nhau, tuy rằng trong lòng khó hiểu, còn có lo lắng, nhưng lãnh đạo thản nhiên như thế, bọn họ cũng không nói gì nữa. Theo sau, Ôn Tử Tuyền lại báo cáo việc Phương Tường Vi. Ở quá trình thu thập chứng cứ Triệu Mẫu Đơn, Phương Tường Vi công không thể không có, theo tài liệu Phương Tường Vi cung cấp cho thấy rằng, đủ để bố trí Triệu Mẫu Đơn vào chỗ chết, chứng cứ vô cùng xác thực và tỉ mỉ. So với tài liệu mà Vương Trạch Nhân sử dụng thủ đoạn điều tra được thì tài liệu này còn tỉ mỉ và hữu dụng hơn. Cũng không thể nói Vương Trạch vô năng, dù sao Vương Trạch Nhân là cảnh sát hình sự, mà Triệu Mẫu Đơn phạm tội thật sự tập trung ở lĩnh vực kinh tế. Khác nghề như cách núi, đối phó tội phạm kinh tế, vẫn là Vương Tường Vi càng có thể bắt được điểm mấu chốt hơn. Nghe Vương Tường Vi tiến thêm một bước siêu tập chứng cứ Triệu Mẫu Đơn, Hạ Tưởng thở dài một hơi, Vương Tường Vi đủ độc. Có lẽ là cô lĩnh hội được tâm tư của hắn, lại có lẽ là cô đối với Triệu Mẫu Đơn không có một chút hảo cảm, dù sao cô ra tay vừa chuẩn vừa độc. Một cành hoa thành phố lang chiến thắng một cành hoa tỉnh tề, không phải một cành hoa lê đè hải đường, mà là một đóa Tường Vi thắng Mẫu Đơn. Suốt một buổi chiều, cuối cùng nhẹ nhàng được một ít, không có chuyện gì phát sinh, công việc cũng ít, Hạ Tưởng ngoại trừ phê duyệt văn kiện, chỉ tiếp vài cuộc điện thoại. Một là điện báo thị trưởng Ngũ Nhạc mới nhậm chức Lầu Hân Đông, sau khi hướng Hạ Tưởng báo cáo ngắn gọn, uyển chuyển tỏ vẻ cảm tạ Hạ Tưởng, Lầu Hân Đông là do Hạ Lực đề danh, Hạ Tưởng ra sức ủng hộ Lầu Hân Đông tiếp nhận chức vụ thị trưởng, cũng là coi trọng mặt mũi Hạ Lực, nhiều lần tỏ vẻ, Ngũ Nhạc sẽ làm tốt công tác chuẩn bị, bất cứ lúc nào đều có thể làm tốt công tác toàn diện khi dự án tập đoàn đạt tài đầu tư ở đây. Hai là Ôn Tử Kỳ mới đảm nhiệm ủy viên thường vụ thành ủy Ngũ Nhạc. Đảng ủy công an kiêm cục trưởng gọi điện đến. Đề danh của cục trưởng Ôn Tử Kỳ, trên hội nghị đảng cấp sở ở tỉnh, vừa mới được thông qua, Hạ
Hà Giang Hải không có đưa ra ý kiến phản đối, coi như là thuận theo thủy triều, không có làm trái lại tỉnh ủy. Đương nhiên, cũng vì Hà Giang Hải gần đây liên tục bị cản trở, gã ta hiện tại cần nhượng bộ thích hợp đổi lấy cơ hội thở dốc. Ôn Tử Kỳ yên lặng ở Ngũ Nhạc nhiều năm, luôn đảo quanh vị trí phó cục trưởng, nếu không thể thăng quan tiến chức thì có khả năng cả đời như vậy. Sau đó Hạ Tưởng liền giống như ánh sáng lúc bình minh, đột nhiên liền hiện ra hiện trước mắt anh ta, khiến anh ta cảm thấy tiền đồ sáng sủa. Nói thật, Ôn Tử Kỳ ngay từ đầu còn thực sự nghĩ rằng phó bí thư Hạ trọng dụng chị gái, là bởi vì giữa chị gái và phó bí thư Hạ đã xảy ra chuyện gì, bởi vì dưới cách nhìn của y, tuổi chị gái tuy rằng lớn hơn phó bí thư Hạ một chút, nhưng phong thái thục nữ không ai có thể sánh bằng, hơn nữa với sự trẻ trung và địa vị cao của Hạ Tưởng, cho dù chị gái đi theo hắn, cũng không bị thiệt thòi. Sau lại dưới sự quan sát cẩn thận và nói bóng nói gió, anh ta mới phát hiện hóa ra giữa chị gái và phó bí thư Hạ, thật đúng là trong sạch như tờ giấy trắng, khiến cho anh ta đối với việc đối nhân xử thế của phó bí thư Hạ trong phút chốc bay lên tới độ cao không gì sánh kịp. Bất cứ kẻ nào khi gặp một tấm chân tình không mưu tính mà trợ giúp người của chính mình, đều sẽ trỗi lên tâm trạng cảm kích, Ôn Tử Kỳ cũng không ngoại lệ. Và lại sau khi Cổ Ngọc tới Ngũ Nhạc, quen biết Cổ Ngọc hồn nhiên xinh đẹp, Ôn Tử Kỳ mới bừng tỉnh ngộ, cũng chỉ có Cổ Ngọc mỹ nhân như Ngọc, mới xứng đôi với thân phận và tài hao của phó bí thư Hạ. Hóa ra người chị gái mà anh ta luôn cho rằng chính là mỹ nữ đẹp nhất, khi so với Cổ Ngọc, vẫn là có không ít chênh lệch. Hôm nay gọi điện thoại tới, cũng là vì thành tâm cảm tạ ân huệ phó bí thư Hạ dẫn dắt, và cho thấy thái độ và lập trường sau này. Đối với điện báo của Lầu Hân Đông và Ôn Tử Kỳ, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, kỳ thật ở trong tầm mắt của hắn, cũng không có tính toán đem Ôn Tử Kỳ nhét vào hệ thống này. Bởi vì hệ thống lên chức khá hẹp, giống như hắn trước đây tiếp xúc qua vài tên cấp dưới trên chiến tuyến, bây giờ còn quanh quẩn ở trong hệ thống, rất khó nhảy ra khỏi hệ thống mà trên chức vụ chính đảng có tiến thêm một bước phát triển. Tuy nhiên làm trợ lực ở trong phạm vi tỉnh tề, cũng là không tồi. Khi sắp tan tầm, thư ký của Tôn Tập Dân là Hoàng Sáng đến chuyển lời, nói là chủ tịch tỉnh Tôn đã liên hệ với chủ tịch Cao, bất cứ lúc nào cũng chờ phó bí thư Hạ sắp xếp. Tôn Tập Dân thật sự là nhiệt tình, Hạ Tưởng còn tính đợi một hai ngày hãy gặp mặt nha nội, nghĩ lại, liền nói với Hoàng Sáng. Mời chuyển lời cho chủ tịch tỉnh Tôn, ngày mai tôi sẽ cho sắp xếp. Tôn Tập Dân nhiệt tình sau lưng, chỉ sợ vẫn là trong lòng nha nội khá nóng vội. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tôn Tập Dân muốn mượn cớ đề xuất điều kiện trao đổi gì đó, hạng mục đầu tư của tập đoàn Đạt Tài không thể lại kéo dài. Sự tình còn có rất nhiều, cực kỳ phức tạp, cũng muốn làm từng cái một, Hạ Tưởng đêm nay còn phải gặp mặt Lý Đinh Sơn, sau đó muốn để Lý Đinh Sơn ra mặt, mời Tần Khản tìm một cơ hội thích hợp cùng nhau ngồi nói chuyện, bởi vì hắn hiện tại đối với Tần Khản càng ngày càng cảm thấy hứng thú, lập trường của Tần Khản ở tỉnh Tề. Tuy rằng đã nằm bên trong dự đoán của hắn, nhưng điểm xuất phát căn bản của Tần Khản là gì, vẫn khiến hắn nghĩ không ra. Tỉnh Tề, còn có rất nhiều người và việc có ý nghĩa. Còn chưa gọi điện thoại cho Lý Đinh Sơn, thì di động lại vang, vừa nhìn điện thoại không khỏi sửng sốt. Nghiêm Tiểu Thời. Anh, em đã đến thành phố Lỗ. Nghiêm Tiểu Thời thanh âm liền như hoa sen nở rộ mùa hè, phập phình ở mặt nước, từng vòng vòng nhộn nhạo mở ra, thoáng như cảnh trong mơ. Cô bé kia đến đây như một tập kích đột nhiên, cũng không nói trước một tiếng, Hạ Tưởng ho khan một tiếng, cười ha hả. Còn chưa xin phép, anh có khi nào ở trước mặt phu nhân chính quy mềm chân? Ngụy trang được lắm, nhưng đáng tiếc, em không tin anh. Nghiêm Tiểu Thời lời nói không phải không có ý đùa cợt. Em dù sao đã đặt phòng rồi, tới gặp em hay không, tùy anh. Dù sao ở trong lòng của anh, em chỉ là một đóa lục bình. Nghiêm Tiểu Thời ở trong lòng Hạ Tưởng tuyệt đối không phải lục bình, ít nhất cũng là một đóa hoa hương thơm ngào ngạt. Đi vào tòa nhà mà Nghiêm Tiểu Thời thuê ngủ lại, đúng là đèn màu rực rỡ, Hạ Tưởng một người tiến đến, khoanh tay đi trước, lại bởi vì sau cơn mưa trong bóng đêm vô cùng tươi mát, hơn nữa gần đây bên trong tỉnh ủy, các sự tình lung tung tạm thời gác về một bên, tâm tình của hắn quả thật tốt. Nghiêm Tiểu Thời vừa mới tắm xong, tóc dài chưa khô, nửa ướt nửa khô vắt sau người. Ngược lại càng tăng mỹ cảm của mỹ nhân sau khi tắm. Tuy rằng Hạ Tưởng và Nghiêm Tiểu Thời đã từng ó một lần chuyện tốt chưa thành công, nhưng bình thường ở trước mặt Hạ Tưởng, Nghiêm Tiểu Thời vẫn là kiêu ngạo vài phần, hôm nay thái độ lại khác thường, vừa thấy Hạ Tưởng liền nhào vào trong lòng hắn, lời nói nhỏ nhẹ, hết sức nhu mì. Không biết vì sao,
em rất nhớ anh, nhớ đến nỗi chịu không được, sau đó liền đáp máy bay chạy tới đây. Anh nói xem, em có phải hơi ngốc hay không? Trong mấy người phụ nữ, chỉ có Nghiêm Tiểu Thời là con gái vùng Giang Nam, giọng nói của cô dịu dàng mềm mại, nhu tình mật ý giống như một tấm lưới kín không kẽ hở, phút chốc liền buộc Hạ Tưởng lại ở giữa. Cảm nhận được trong lồng ngực Nghiêm Tiểu Thời mềm mại mà ấm áp, bên tai truyền đến tiếng nói thì thào của cô, Hạ Tưởng bất giác nhớ tới một câu, ôn nhu hương, anh hùng chủng nơi dịu dàng chính là nấm mồ của người anh hùng. Hắn cũng không tính anh hùng gì, lại không tự chủ được nhớ tới sự hưng thịnh và suy tàn của lịch sử, hơn phân nửa là thắng lợi mang tính quyết định từ Bắc hướng Nam, đều không phải là duyên cớ anh hùng hào kiệt phía Nam quá ít, ngược lại, nguyên nhân chính là con gái phía Nam rất nhu tình. Cái được gọi là anh hùng khí đoản nữ nhi tình trường chính là như vậy, anh hùng hào khí ngút trời, bị con gái dịu dàng thơm ngát lấp đầy lồng ngực, cũng sẽ tan chảy. Hắn hiện tại còn kém chút bị tan chảy. Nghiêm Tiểu thì quả nhiên rất tuyệt vời, thiếu gia trời sinh quyến rũ, phong thái quyến rũ không người nào có thể sánh kịp, nhưng chỉ là mê hoặc quyến rũ ở mặt ngoài. Mà Nghiêm Tiểu thì nhu tình như nước, thật đúng là mềm yếu mỏng manh vô lực, rồi lại giống như không có gì kiên cố mà không phá nổi. Tuyệt đối sẽ hòa tan ý chí sắt đá của bất kỳ một người đàn ông nào. Hạ Tưởng nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng trơn bóng của Nghiêm Tiểu Thì, cảm nhận được da thịt cô trắng mịn, nghĩ thầm rằng con gái trong lòng, tuy có nhu tình như nước, lại quyết chí, vì hắn chờ đợi mười mấy năm thanh xuân. Em mà ngốc ư, em là người con gái thông minh nhất trên thế giới. Hạ Tưởng nhẹ giọng an ủi Nghiêm Tiểu Thì. Nghiêm Tiểu Thì cả người mềm yếu, liền tê liệt ngã xuống trong lòng Hạ Tưởng. Cùng ăn cơm chiều với Nghiêm Tiểu Thì, lại đưa cô trở về phòng, Hạ Tưởng thấy sắc trời không còn sớm, liền chuẩn bị rời đi. Nghiêm Tiểu Thời không phải là loại phụ nữ không hiểu chuyện, cô cũng không miễn cưỡng níu kéo Hạ Tưởng, chỉ nói. Em luôn nghĩ, khi nào thì anh có thể từ sáng đến tới ở bên em một ngày một đêm, em cũng thấy đủ rồi. Hạ Tưởng không khỏi một trận chua xót trong lòng, nói đến phụ nữ bên người, thực sự được hắn ở cùng một ngày một đêm. Thật đúng là không có được mấy người. Nhân sinh luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, cũng không có khả năng mọi chuyện hoàn mỹ. Tuy nhiên hắn đáp ứng Nghiêm Tiểu Thì, nhất định sẽ ở cùng cô một lần. Nhưng mà Hạ Tưởng cũng không biết được lời hứa của hắn, không ngờ khó có thể thực hiện. Mà hắn càng thật không ngờ chính là, Nghiêm Tiểu Thì lần này đến, không chỉ bởi vì nhớ hắn, còn có dụng ý khác không ai biết. Trải qua chủ động tích cực dựa dẫm Khâu Nhân Lễ, Liêu Đắc Ích tự nhận thấy gần như chạm đến được ý đồ của Bí Thư Khâu, sau khi tỉ mỉ chuẩn bị sửa chữa bản dự thảo phương án điều chỉnh nhân sự, giao tới tay Hạ Tưởng. Vốn cho rằng Hạ Tưởng sẽ ngay tức khắc xem qua và cho chỉ thị, không ngờ Hạ Tưởng chỉ có tùy tay đặt ở trên bàn, nói. Cứ đặt ở đó đi, chờ ta có thời gian sẽ cẩn thận xem xét. Liêu Đắc Ích cảm thấy kỳ quái, bởi vì vài lần tiếp xúc chặt chẽ với Khâu Nhân Lễ. Dường như Khâu Nhân Lễ rất bất mãn đối với sự tiến triển chậm chạp của điều chỉnh nhân sự, ý nói tiến độ phải nhanh hơn, Phó Bí Thư Hạ tại sao lại làm ngược lại, lại nhẹ nhàng đặt xuống, tỏ thái độ công việc không gấp gáp. Càng làm cho Liêu Đắc Ích khó hiểu hơn chính là, sau khi Hạ Tưởng buông bản phương án điều chỉnh nhân sự xuống, ngược lại hỏi các vấn đề không liên quan khác. Trưởng Ban Liêu, mời ngồi, đừng đứng. Thái độ Hạ Tưởng bây giờ và trước kia có thay đổi, vẻ mặt ôn hòa cười nói. Có chuyện này, tôi muốn thỉnh giáo trưởng Ban Liêu một chút. Liêu Đắc Ích không khỏi khách khí nói. Phó Bí Thư Hạ có chuyện cứ việc chỉ bảo. Cũng không có gì chỉ bảo, chỉ là tùy tiện tâm sự. Hạ Tưởng đứng dậy đi tới bên cạnh Liêu Đắc Ích, cùng ngồi trên sofa với y. Trước đây biểu hiện ưu đãi của lãnh đạo đối với cấp dưới chính là ngồi song song cùng một chỗ, hắn vỗ vỗ bả vai Liêu Đắc Ích. Nghe nói anh và Lục Hoa Thành là bạn học. Liêu Đắc Ích nheo mắt. Vấn đề Phó Bí Thư Hạ hỏi cũng không phải là tùy tiện, mà là có ý đồ. Vâng, là bạn học, tuy nhiên là bạn học thời tiểu học, sau khi tốt nghiệp không có liên hệ nữa, sau được điều đến thành phố Lỗ, thời điểm cùng ngồi nói chuyện, mới nhận ra là bạn học. Liêu Đắc Ích trả lời chi tiết những gì y hiểu rõ trong lòng, Phó Bí Thư Hạ hỏi việc này, khẳng định sớm biết chân tướng. Tôi đây có một câu muốn hỏi anh, hy vọng anh có thể nói thật với tôi. Hạ Tưởng sắc mặt lại nghiêm túc một chút. Mời Phó Bí Thư Hạ chỉ thị. Liêu Đắc Ích trong lòng lo lắng, không rõ Phó Bí Thư Hạ vì sao lại hỏi về Lục Hoa Thành. Nếu đề cử Lục Hoa Thành đảm nhiệm Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kỷ luật tỉnh kiêm Giám đốc Sở Giám sát, anh cho rằng có khả thi hay không?
Liêu Đắc Ích vốn tưởng rằng Phó Bí Thư Hạ sẽ hỏi về vấn đề tuổi tác của Lục Hoa Thành, bởi vì đầu tiên là lấy bạn học làm khúc dạo đầu, làm bạn học, y hẳn biết rõ tuổi tác của Lục Hoa Thành, hơn nữa Lục Hoa Thành hiện tại đang bị chính việc giấu giếm tuổi tác xoắn lấy, không ngờ Phó Bí Thư Hạ muốn đề bạt Lục Hoa Thành. Quả thật, Lục Hoa Thành thân là ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư chính ủy, cũng là giám đốc sở, mà tiến thêm một bước đảm nhiệm giám đốc sở giám sát tỉnh, cấp bậc cũng không nâng cao. Nhưng quyền lực và triển vọng lại cao rất nhiều, điều chuyển ngầm thăng chức là một con đường rất quang minh. Nhưng, Phó Bí Thư Hạ là thật tâm muốn đề bạt Lục Hoa Thành, hay là cố ý thử lập trường của y? Hoặc là mượn miệng của y, hướng Lục Hoa Thành truyền đạt một tín hiệu chính trị? Liêu Đắc Ích cũng không phải mới vào quan trường, tâm tư cũng thật sự sâu, trong nháy mắt cũng nghĩ tới khả năng này. Nhưng mặc kệ là khả năng nào, y chỉ có một loại lựa chọn. Chính là phải trả lời vấn đề Hạ Tưởng hỏi. Đón ánh mắt chờ mong mà ôn hòa của Hạ Tưởng, Liêu Đắc Ích cũng không dám khiến Phó Bí Thư Hạ đợi lâu nói. Cá nhân tôi cho rằng đồng chí Lục Hoa Thành năng lực xuất chúng, đối với công việc có tính năng động tích cực cao. Hạ Tưởng gật gật đầu, trả lời của Liêu Đắc Ích dường như rất vừa lòng. Bí Thư Khâu cũng đồng ý với cách nghĩ của tôi. Liêu Đắc Ích trở lại văn phòng của chính mình, tâm tình thật khó có thể bình tĩnh. Mặc kệ là Phó Bí Thư Hạ cố ý mượn miệng của y truyền lời, hay là hướng Lục Hoa Thành ám chỉ cái gì, thái độ hôm nay đối với y vô cùng không tồi, khiến y cảm nhận được sự tín nhiệm và hậu đãi. Sau khi Bí Thư Khâu tán thành đối với y, Phó Bí Thư Hạ đồng ý khiến y một lúc có thêm niềm tin. Mặc dù y cũng biết, thái độ Phó Bí Thư Hạ chỉ sợ là có liên quan đến hành động phức tạp gần đây của Hà Giang Hải. Mặc kệ người khác đối với Hà Giang Hải như thế nào. Xem ra y đã hạ quyết tâm duy trì khoảng cách nhất định với Hà Giang Hải. Hà Giang Hải rất có tinh thần mạo hiểm, nhưng y không có, bởi vậy giữa y và Hà Giang Hải rất khó cùng đi trên một con đường. Đại khái do dự nửa giờ đồng hồ, Liêu Đắc Ích vẫn là gọi điện thoại cho Lục Hoa Thành. Hạ Tưởng đoán rất đúng, Hà Giang Hải đang có phản ứng toàn diện, đang tiến hành một loạt hành động phản kích. Đầu tiên là hướng Chu Hồng Cơ thể hiện thiện ý, cùng Chu Hồng Cơ ăn cơm trưa. Tâm sự đến 1-2 tiếng đồng hồ. Tuy rằng không có đề cập cụ thể đến chi tiết hợp tác bước tiếp theo, nhưng trên cơ bản cấu trúc đã được xác lập, hơn nữa Chu Hồng Cơ trả lời rõ ràng, sẽ thận trọng suy xét. Hà Giang Hải cũng là lão quan trường, đương nhiên sẽ không vì Chu Hồng Cơ thuận miệng nói liền tin là thật và ký thác kỳ vọng cao, tuy nhiên lại nói, ít nhất thái độ Chu Hồng Cơ cũng khiến anh ta vô cùng vui mừng, bởi vì bên trong ngôn ngữ của Chu Hồng Cơ cũng toát ra nguyện ý mãnh liệt cùng anh ta hợp tác. Đồng thời, đối với việc hợp tác cùng Hạ Tưởng, Chu Hồng Cơ còn thường xuyên toát ra biểu hiện lo lắng, khiến cho Hà Giang Hải cho rằng, một ván cuối cùng bị đánh vỡ, vấn đề cục vụ muối cuối cùng được xác định, tuy rằng anh ta thất bại một ván, nhưng là dấu hiệu tuyên cáo cơ sở hợp tác giữa Hạ Tưởng và Chu Hồng Cơ tan rã. Hà Giang Hải không khỏi có chút đắc chí, anh ta hơi hạ thấp thái độ chủ động thể hiện thiện ý, khiến cho Chu Hồng Cơ thuận thế đảo hướng, có thể thấy được sức hấp dẫn của anh ta vẫn là không nhỏ. Hơn nữa là nhân vật trùm của thế lực địa phương. Uy vọng vẫn còn, quyền uy vẫn lộ rõ như cũ. Lôi kéo Chu Hồng Cơ, đào cho Hạ Tưởng một góc tường là bước đầu tiên. Bước thứ hai, phải kiên định, chỉ cần đầu quốc tốt, không sợ không đào được tường, tiếp tục đào sâu đào rộng mỗi một góc tường của Hạ Tưởng, đợi một lúc nào đó, cục diện Hạ Tưởng ở tỉnh Tề sẽ ầm ầm sập xuống. Một góc tường mấu chốt kế tiếp, chính là Lục Hoa Thành. Hà Giang Hải cũng biết Lục Hoa Thành lâm trận phản chiến, băn khoăn chủ yếu là sợ bị người ta phát hiện vấn đề tuổi tác, hơn nữa có vết xe đổ của Đàm Cao Vận, cho nên Lục Hoa Thành mới đột nhiên chuyển hướng, hơn nữa thái độ gã ta lúc ấy quá mức vội vàng sao động, lại ra vẻ, mới đưa đến việc Lục Hoa Thành đột ngột nghiêng về hướng lập trường của Hạ Tưởng ở vấn đề Triệu Mẫu Đơn, cũng là một trong nguyên nhân khách quan khiến Ủy ban Kỷ luật Trung ương thất lợi trong sự kiện mưa gió này. Rút kinh nghiệm xương máu. Hà Giang Hải quyết định thay đổi sách lược, ít nhất cũng phải làm bộ hạ người, hơn nữa thất bại lần này, anh ta cũng tổng kết một số nguyên nhân, cho ra kết luận chính là, không phải Hạ Tưởng rất hùng mạnh, mà là anh ta đã phạm vào sai lầm chí mạng. Nói cách khác, nếu anh ta không hề phạm sai lầm, Hạ Tưởng trong biến đổi lớn kế tiếp ở tỉnh Tề, làm sao còn có thể có phần thắng đáng nói. Bởi vậy, cùng Chu Hồng Cơ ăn cơm trưa, sau khi thu được kết quả như mong muốn. Hà Giang Hải lại tự mình gọi điện thoại cho Lục Hoa Thành. Hoa Thành, tôi là Giang Hải. Buổi tối có thời gian ngồi cùng nhau hay không? Đã lâu không có cùng nhau đánh bài nói chuyện phiếm, tôi lại phát hiện một chỗ rất hay,
rất thích hợp vài người bạn cũ cùng ngồi uống trà, đánh bài, nói chuyện phiếm. Hà Giang Hải dùng giọng điệu rất huyền chuyển, không phải trên cao nhìn xuống mời mọc, mà là giọng điệu thương lượng. Lục Hoa Thành rõ ràng cảm nhận được thành ý của Hà Giang Hải, y và Hà Giang Hải là bằng hữu nhiều năm, sao có thể nghe không hiểu thái độ tự hạ thấp của Hà Giang Hải. Dù sao có bao nhiêu năm giao tình, lại vì xung đột ích lợi nhất thời mà trở mặt, cũng không đến mức cả đời không qua lại với nhau, liền do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Được rồi, Bí Thư Hà lên tiếng, không đi không được. Ha ha, Bí Thư Hà cái gì, là anh Hà thôi. Hà Giang Hải lại thể hiện thiện ý, rồi mới nói cho Lục Hoa Thành địa điểm gặp mặt. Suốt một ngày, Nghiêm Tiểu thì không có liên lạc cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng còn chủ động gọi điện thoại qua đó, bởi vì hắn chưa nghe nói Nghiêm Tiểu thì đến thành phố Lỗ có việc gì, sợ cô một mình nhàm chán, cho nên quan tâm một chút, không ngờ điện thoại không mở máy, không khỏi buồn bực. Tuy nhiên công việc của hắn còn nhiều lắm, đảo mắt liền bỏ qua một bên. Hạ Tưởng đầu tiên là nghe được tin tức Hà Giang Hải tiếp tục gia tăng hoạt động, nhưng chưa có đáp lại cụ thể, nên cứ để Ngô Thiên Thiếu tiếp tục chú ý chặt chẽ. Theo sau, hắn lại nhận được điện thoại của Tiêu Ngũ. Tiêu Ngũ và Dương Uy ở Ngũ Nhạc tiến hành hoạt động bên ngoài, liên hệ với nhà cung cấp hàng hóa, làm tốt công tác thời kỳ đầu trước khi tập đoàn Đạt Tài xuống đây đầu tư, bài trừ rất nhiều tai họa ngầm không lớn không nhỏ, ví dụ như cục vụ muối chuẩn bị tổ chức lần một. Ví dụ như người dân ở địa phương dưới sự cổ động của người khác, chuẩn bị lên đường phố phản đối hạng mục đầu tư của tập đoàn Đạt Tài. Đúng là bởi vì Tiêu Ngũ và Dương Uy có kinh nghiệm đấu tranh phong phú đối phó bọn cường hào ở thôn làng, ác bá ở đường phố, mới khiến Ôn Tử Kỳ chỉ huy đắc lực, đem tất cả tai họa ngầm giai đoạn đầu toàn bộ bóp chết, đem một số người cố ý cổ động hệ thống nghiệp muối và người dân địa phương gây rối, có ý đồ mượn cơ hội Ủy ban Nhân dân tỉnh ngăn cản tập đoàn Đạt Tài đầu tư. Toàn bộ gạt bỏ, cũng khiến Ôn Tử Kỳ tiến thêm một bước ở thành ủy, củng cố địa vị. Hơn nữa Bí Thư Thành ủy Chu Dư Uyên và Thị trưởng Lầu Hân Đông mới nhậm chức đều có khuynh hướng nghiêng về lập trường của Hạ Tưởng, Tiêu Ngũ và Dương Uy dưới sự ủng hộ của Ôn Tử Kỳ. Công tác được triển khai được vô cùng thuận lợi, Ngũ Nhạc đã quét sạch toàn bộ chướng ngại vật, chỉ chờ Tôn Tập Dân đánh nhịp cuối cùng. Tôn Tập Dân kéo dài thời gian không quyết, Hạ Tưởng biểu hiện không vội vàng không hấp tấp. Tập đoàn Đạt Tài cũng là như thế, sau khi Thẩm Lập Xuân trở lại thành phố Yến, chỉ hướng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tề đệ trình qua một lần hợp đồng, vốn không có văn bản tiếp theo. Mà Khâu Nhân Lễ cũng chỉ một lần ở trên hội nghị hỏi Tôn Tập Tân một câu, từ đó về sau không còn đề cập đến, dường như đều là vô cùng kiên nhẫn. Kỳ thật từ khi tập đoàn Đạt Tài đề xuất ý muốn đầu tư, đến tiếp xúc phương diện Ngũ Nhạc, cùng với ở tỉnh thảo luận tại hội nghị thường vụ chính quyền, thời gian tổng cộng mới 1-2 tháng. Mỗi một vận tác đầu tư trọng đại, thời gian quá độ đều rất dài, nửa năm đến một năm trở lên cũng coi như bình thường, người trong quan trường, nếu không có kiên nhẫn sẽ không là quan lớn. Cấp bậc càng cao, kiên nhẫn càng lớn. Đương nhiên, ở trước mặt là kiên nhẫn, nhưng sau lưng lại đọ sức âm thầm, cứ chiêng trống rùm beng. Hạ Tưởng cũng không lo lắng vấn đề tập đoàn Đạt Tài xác định đầu tư, hắn chỉ lo lắng một điều là Lý Đinh Sơn có đủ kiên nhẫn hay không. Bởi vì thời gian gần đây, hắn phát hiện Lý Đinh Sơn dường như hơi nóng vội. Hạng mục đầu tư của tập đoàn Đạt Tài tuy rằng do Lý Đinh Sơn phụ trách cụ thể, nhưng là do hắn một tay thúc đẩy, hắn cũng luôn luôn ngồi chờ thời cơ, trên chính trị, có khi cũng cần chú ý một thiên thời địa lợi nhân hòa, Lý Đinh Sơn gần đây thiếu kết nối với hắn, dường như đang âm thầm bày ra cái gì. Hẳn là không cần bao lâu có thể phá cục, chỉ mong Lý Đinh Sơn không quá phức tạp thì mới tốt. Lý Đinh Sơn quả thật là phức tạp, tuy rằng thế cờ bất ngờ của ông ta thúc đẩy rất tích cực mà ảnh hưởng chính diện, lại vẫn là đảo loạn tiến trình chỉnh thể. Buổi tối, Hạ Tưởng mở tiệc chiêu đãi lớn mời Tập Dân và nha nội cũng là một lần chính thức gặp mặt, lần lượt bắt tay hoan nghênh ông ta và nha nội, cùng lúc đó Nghiêm Tiểu thì đang cùng Lý Đinh Sơn ngồi cùng một chỗ, thảo luận một sự kiện trọng đại. Không chỉ Hạ Tưởng vô cùng coi trọng lần gặp này. Tôn Tập Dân và nha nội cũng đã mong chờ cuộc gặp gỡ quan trọng với Hạ Tưởng đã lâu, cũng kỳ vọng rất cao. Đúng là vì vậy, Tôn Tập Dân mới làm ra vẻ nhượng bộ, bằng lòng để Hạ Tưởng làm chủ, lấy thân phận chủ nhà mở tiệc chiêu đãi nha nội. Vốn ông ta muốn tránh ngại, sau lại nghĩ không cần phải vậy, bởi vì lúc ấy Hạ Tưởng đã ra ám chỉ, còn muốn mời hai người bạn đến cùng tiếp khách, khiến cho Tôn Tập Dân thấy rõ dụng tâm của Hạ Tưởng. Có thể ngồi cùng một chỗ, có thể đàm đạo. Nhưng không khác biệt lắm chính là giải quyết việc tăng lập trường chung,
giảm giao tình cá nhân, tiếp càng nhiều khách, lại càng không có cách nào gia tăng giao lưu cảm tình cá nhân. Xác định địa điểm khách sạn gặp mặt, khách sạn Hào Thiên, làm chủ trì, Hạ Tưởng tới trước một bước, chờ Tôn Tập Dân và nha nội đến. Tôn Tập Dân và nha nội ngồi chung một xe, chỉ chậm hơn Hạ Tưởng 10 phút. Bởi vì một nửa là việc công một nửa là việc tư, Hạ Tưởng cũng không làm phiền nhiều nhân viên phục vụ, ngoài nhân viên phục vụ, chỉ có hắn và Ngô Thiên Thiếu, Ôn Tử Tuyền chờ đón ở cửa. Theo như lời Hạ Tưởng, hai vị khách đi cùng, chính là Ngô Thiên Thiếu và Ôn Tử Tuyền. Kỳ thật lúc đầu hắn muốn mời Hạ Lực và Tần Khản tiếp khách, sau lại nghĩ có lẽ sẽ làm Tôn Tập Dân có cảm giác khiêu khích, đến phút chót liền quyết định để Ngô Thiên Thiếu và Ôn Tử Tuyền ra mặt. Ngô Thiên Thiếu thân là thư ký, làm bạn lãnh đạo tham dự tiệc tùng, là thái độ bình thường. Ôn Tử Tuyền thân là phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, lại là phụ nữ, cô ra mặt có thể điều tiết không khí, về công về tư đều thích hợp. Nhà nội khí sắc không tồi, vô cùng nhiệt tình bắt tay Hạ Tưởng. Lúc giới thiệu đến Ôn Tử Tuyền, vẻ mặt nha nội rõ ràng bị kiềm hãm, cho dù anh ta che giấu rất khá, chợt lóe mà qua, nhưng khó thoát khỏi ánh mắt không cẩn thị và lợi hại của Hạ Tưởng. Nha nội bắt tay Ôn Tử Tuyền, tươi cười tăng lên vài phần. Tôi mới biết được hóa ra tỉnh ủy tỉnh Tề còn có một vị thiên hạ đệ nhất phó trưởng ban thư ký. Ôn Tử Tuyền kiến thức sâu rộng, cười nói. Nói tổng giám đốc cao chắc chắn sẽ cười, danh xưng thiên hạ đệ nhất quả thật quá vang dội. Tôi không đảm đương nổi. Sao mà không đảm đương nổi? Nhà nội không để ý Tôn Tập Dân ở đây, tiếp tục bắt chuyện với Ôn Tử Tuyền. Tôi cũng coi như đã từng chứng kiến vô số cán bộ là phụ nữ, có thể ngồi vào vị trí như phó trưởng ban thư ký Ôn, thì có rất ít. Nhưng đồng thời lại đoan trang tao nhã giống phó trưởng ban thư ký Ôn, thì chưa bao giờ gặp qua, lời nói không hề cường điệu, tìm khắp trong nước, không ai có thể sánh bằng phó trưởng ban thư ký Ôn quốc sắc thiên hương. Nghĩ đến nha nội ở thủ đô từng đùa nghịch Vệ Tân, lại nhìn thấy nha nội ở trước mặt Ôn Tử Tuyền chậm rãi mà nói nhiều như người không được thỏa mãn tính háo sắc vậy. Hạ Tưởng cảm thán, giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, nha nội khá lắm nha nội, anh ta cũng có khuyết điểm vô cùng rõ ràng, là háo sắc. Tôn Tập Dân ở một bên sắc mặt hơi xấu hổ, ông ta cũng không nghĩ nha nội không được việc như thế, nhìn thấy phụ nữ liền thất thố, nói cho cùng Ôn Tử Tuyền cũng không phải đẹp vô cùng. Nhưng anh ta lại có vẻ mặt tham lam như vậy. Lại nghĩ có lẽ Hạ Tưởng cố ý sắp xếp Ôn Tử Tuyền tham dự, chính là bởi vì biết rõ nha nội háo sắc để khiến nha nội tự bôi xấu trước mặt mọi người. Có lẽ Tôn Tập Dân không biết là Ôn Tử Tuyền có bao nhiêu kẻ mê, nhưng đối với nha nội mà nói thì không giống, đối với người đã trải qua vô số phụ nữ như nha nội mà nói, một phụ nữ chỉ có bề ngoài xuất chúng là không đủ. Phải có sự kết hợp giữa nghề nghiệp và thân phận không bình thường cùng sức hấp dẫn và bề ngoài hoàn mỹ, mới có sức hấp dẫn toàn diện với đàn ông. Cái gọi là sức hấp dẫn, đúng là khiến rất nhiều đàn ông khao khát. Sau khi vào phòng ngồi xuống, Tôn Dập Dân ngồi trước, Hạ Tưởng xếp nha nội ngồi cạnh, vốn dựa theo trình tự, hẳn là Ngô Thiên Thiếu ngồi cạnh nha nội, nhưng Ôn Tử Tuyền lại cố ý ngồi cạnh nha nội, khiến nha nội không kìm hãm được thái độ hoan hỉ. Tôn Tập Dân thở dài trong lòng. Hôm nay gặp Hạ Tưởng, vốn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, định mượn cơ hội này cùng Hạ Tưởng nói chuyện hợp tác công việc, không nghĩ một Ôn Tử Tuyền xuất hiện, hoàn toàn khiến nha nội mất đi phương hướng, thật sự là tính sai. Hoặc có thể là, Ôn Tử Tuyền chính là phần thắng hôm nay của Hạ Tưởng sao? Hạ Tưởng tự nhiên nhìn ra vẻ nghi hoặc của Tôn Tập Dân, cũng không giải thích gì, tuy hôm nay sắp xếp Ôn Tử Tuyền tiếp khách, không có ý đồ gì. Không ngờ thu được hiệu quả bất ngờ, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn cười thầm, nha nội có khuyết điểm là háo sắc, thật đúng là một nhược điểm dễ dàng để bị lung lạc. Đương nhiên, với thực lực của nha nội, cũng sẽ không ai dám lấy chuyện phụ nữ ra để nói với anh ta. Nhưng cho dù như thế nào, nha nội như thế, khiến Hạ Tưởng đối với anh ta tự dưng khinh thường ba phần. Nếu là Hạ Tưởng làm chủ mở tiệc chiêu đãi nha nội, không thể thiếu một chút lời dạo đầu. Hạ Tưởng liền đơn giản nói vài câu, lại bởi vì dù sao Tôn Tập Dân cũng là chủ tịch tỉnh, cấp bậc cao, cho nên còn muốn nói chuyện với Tôn Tập Dân. Cũng may Tôn Tập Dân cũng không làm dáng vẻ quan lớn quá mức, chỉ thoải mái mà nói vài câu cho xong việc có cán bộ làm quan đã lâu nói chuyện chính là chẳng phân biệt được trường hợp, thao thao bất tuyệt sau đó xin ý kiến phê bình chính thức mở yến. Ngô Thiên Thiếu đảm nhiệm rót rượu kiêm nhân viên phục vụ, ông ta mắt tới tay đến, ở giữa điều tiết không khí. Coi như thuận buồm xuôi gió,
lại được Tôn Tập Dân khích lệ vài lần. Tôn Tập Dân không biết sao không mang thư ký đến, ông ta khen Ngô Thiên Tiếu cũng là nói cho Hạ Tưởng nghe, trên cao nhìn xuống khen vài câu cũng không có gì, lại nói Ngô Thiên Tiếu so sánh với Hoàng Sang sẽ càng làm được lớn hơn, khiến cho Hạ Tưởng không khỏi lay động tâm tư. Hoàng Sang là thư ký mà Tôn Tập Dân trực tiếp đưa từ Bắc Kinh đến, nhưng Tôn Tập Dân cần gì phải giáp mặt nói Hoàng Sang như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì khiến Tôn Tập Dân không vừa lòng? Hạ Tưởng một mặt vừa nghe Tôn Tập Dân nói, một mặt quan sát nhà nội nhiệt tình quá mức đối với Ôn Tử Tuyền, gần như suốt nửa giờ, nhà nội không nói việc chính sự gì, chỉ lo thỉnh thoảng nói giỡn với Ôn Tử Tuyền vài câu, một lòng một dạ nhào vào lòng Ôn Tử Tuyền. Hạ Tưởng chỉ cười, hắn rất tin tưởng Ôn Tử Tuyền đối phó với đàn ông rất thành thạo, hắn tuyệt không lo lắng Ôn Tử Tuyền và nhà nội sau lưng lén phá vỡ nguyên tắc. Nhưng thật ra Tôn Tập Dân, sau khi vài lần nhìn với ánh mắt ra hiệu với nha nội mà không có hiệu quả, đơn giản cũng không để ý tới hành động nhàm chán của nha nội, ngược lại chậm rãi vào vấn đề với Hạ Tưởng. Phó Bí Thư Hạ, tôi có biết được một chút thực lực của tập đoàn Đạt Tài, dường như gần đây vốn quay vòng của tập đoàn Đạt Tài xuất hiện một chút nghi vấn. Tôn Tập Dân và Hạ Tưởng ngồi rất gần, nói chuyện, ông ta lại cố ý nghiêng thân mình hạ giọng, hiển nhiên là không để người khác nghe được. Tập đoàn Đạt Tài đầu tư là chuyện lớn, phải thận trọng, không thể có một chút lệch lạc, nếu không, công tác của đồng chí Đinh Sơn Thành vô ích, hơn nữa tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh mặt mũi cũng khó coi. Hạ Tưởng liền biết Tôn Tập Dân chắc chắn sẽ nhắc tới vấn đề tập đoàn Đạt Tài, nhà nội lấy tư cách là bên tập đoàn Thiên Giang, thông qua Tôn Tập Dân tích cực chủ động muốn gặp hắn, tất nhiên là có chuyện muốn nói. Việc luân chuyển tài chính của tập đoàn Đạt Tài quả thật xuất hiện một số vấn đề. Bởi vì Thành Đạt Tài quá ham thích sản nghiệp bất động sản, tiến hành những bước quá lớn, làm cho tài chính xuất hiện chỗ yếu kém, một số chỗ gần như gãy. Cũng là nguyên nhân căn bản gần đây tập đoàn Đạt Tài áp dụng thái độ tiêu cực chờ đợi đối với việc thúc đẩy dự án ở Ngũ Nhạc ra đời. Tôn Tập Dân có thể hoàn toàn chỉ ra tình trạng tài chính của tập đoàn Đạt Tài, hiển nhiên sau lưng cũng có đầu tư điều tra, nhất định có con đường thẩm tra tài vụ của tập đoàn Đạt Tài. Trên thực tế, Thành Đạt Tài là một người giỏi. Ông ta đã nghĩ tới biện pháp giải quyết tài chính, đại khái là khoảng một tháng có thể hóa giải nguy cơ trước mắt, và từ chối đề nghị cung cấp trợ giúp của Hạ Tưởng. Người quang minh trước mặt không nói tiếng lóng, Hạ Tưởng ăn ngay nói thật. Quả thật là vốn quay vòng tạm thời lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tuy nhiên có thể giải quyết vấn đề, sẽ không ảnh hưởng đến đầu tư ở Ngũ Nhạc. Nói đến dự án sản nghiệp bất động sản công viên địa chất của tập đoàn Đạt Tài, tôi đang muốn báo cáo một tiếng với Chủ tịch tỉnh Tôn. Định xin chỉ thị của Bí Thư Khâu. Tốt nhất tỉnh ủy cũng nên ra mặt phối hợp một chút, hiện tại công tác thu hút đầu tư hơi lạc hậu, và không tương xứng cho lắm với địa vị kinh tế mạnh của tỉnh Tề. Sắc mặt Tôn Tập Dân hơi biến đổi, tốt thôi, ông ta vừa mới nhắc tới vấn đề tài chính của tập đoàn Đạt Tài, ý đồ là tạo áp lực với Hạ Tưởng để thuận lợi cho việc ra điều kiện, Hạ Tưởng lập tức liền tung ra đề nghị tỉnh ủy phải ra mặt thành lập tổ phối hợp, căn bản là thái độ đối chọi gay gắt. Xem ra kế tiếp phải nói ra điều kiện, Hạ Tưởng sẽ không đáp ứng rồi. Tôn Tập Dân hơi không vui, tại tỉnh Yến khi ông ta và Hạ Tưởng còn có mâu thuẫn, sau khi đi vào tỉnh Tề, vẫn tránh xung đột trực tiếp với Hạ Tưởng. Cũng may Hạ Tưởng thân là phó bí thư tỉnh ủy, không có nhiều chỗ cùng công tác với ông ta, nên vẫn còn là trời trong nắng ấm. Không ngờ vừa mới có điều kiện tiếp xúc, Hạ Tưởng đã không chịu có một chút nhượng bộ, đã nghĩ trước sau nắm trong tay quyền chủ động. Thực sự khinh thường ông ta không dám phủ quyết dự án của tập đoàn Đạt Tài sao? Cho dù Khâu Nhân Lễ lên tiếng, ông ta không thể phủ quyết, nhưng thân là chủ tịch tỉnh, vẫn có quyền chấp hành cụ thể, là có thể áp dụng phương pháp kéo dài, cũng có thể khai tử dự án của tập đoàn Đạt Tài. Lấy việc thương lượng là tốt rồi, muốn chú ý một chút, chủ tịch tỉnh tuy rằng là nhân vật số 2, cũng không thể bãi bỏ sắp xếp của bí thư tỉnh ủy. Tôn Tập Dân trên mặt chợt lóe tức giận. Đang muốn mở miệng nói điều gì nữa, Hạ Tưởng lại nói chuyện. Tuy nhiên ngẫm nghĩ một chút, tỉnh ủy gần đây nhiều sự tình, vẫn đang thiếu người làm. Cho dù thành lập tổ liên hợp, tôi cũng không có khả năng đảm nhiệm tổ trưởng. Lời nói của Hạ Tưởng, làm như lầm bầm lầu bầu, lại làm như lộ ra một khả năng khác cho Tôn Tập Dân. Tôn Tập Dân như hiểu ra điều gì, nói. Phó Bí Thư Hạ nói cũng phải. Ông ta hơi trầm ngâm. Rốt cục vẫn là đưa ra vấn đề chính yếu hôm nay, kỳ thật vốn nên từ chính miệng nha nội, hiện tại lại từ miệng ông ta, thật là khiến ông ta cảm thấy bất đắc dĩ. Đồng thời,
khí thế cũng giảm vài phần, dù sao ông ta cũng là chủ tịch tỉnh, không phải thương nhân, lại nhìn thoáng qua Ôn Tử Tuyền mặt mày hớn hở liếc mắt với nha nội, dở khóc dở cười nói. Phó trưởng ban thư ký Ôn thật sự là... Thực là gì, Tôn Tập Dân khó mà nói ra, ông ta lại không thể trách Ôn Tử Tuyền rất quyến rũ, chỉ có thể trách nha nội rất háo sắc. Không để ý tới bọn họ, chủ tịch tỉnh Tôn có chỉ thị gì, cứ việc nói, tôi sẽ tận lực giúp tập đoàn đạt tài sửa lại. Hạ Tưởng chuẩn bị tốt bậc thang. Tôn Tập Dân lại cảm thán Hạ Tưởng giúp đỡ đúng lúc, liền thuận thế nói tiếp nói. Ý của Tổng Giám Đốc Cao là, muốn mượn kinh nghiệm xây dựng nhiều năm của tập đoàn đạt tài, đồng thời, anh ta cũng nguyện ý cung cấp đủ tài chính, trợ lực cho dự án ngũ nhạc của tập đoàn đạt tài. Hạ Tưởng kinh ngạc, nha nội, thật to gan. Nếu nha nội chỉ lo nói chuyện với Ôn Tử Tuyền, nảy lòng tham, cố đàm luận chính sự mà không được lại thành ra vì háo sắc mà không làm việc đàng hoàng, thì mười phần sai. Nha nội có kinh nghiệm quan trường thương trường, đã từng chứng kiến con người muôn hình muôn vẻ, cho dù Ôn Tử Tuyền trong mắt anh ta là quốc sắc thiên hương, thậm chí xinh đẹp như tiên, anh ta cũng không đến mức thất thố như thế. Sở dĩ cố ý như thế, đơn giản là tỏ ra yếu kém với Hạ Tưởng, muốn để Hạ Tưởng khinh thường anh ta. Sau đó anh ta mới có cơ hội thắng lợi trước Hạ Tưởng. Còn có một chút dụng ý là, nhà nội cũng không muốn tự anh ta mở miệng yêu cầu đổi điều kiện với Hạ Tưởng, mà muốn để Tôn Tập Dân thay anh ta mở miệng. Theo tình thế lúc này, anh ta có hai mục đích, ít nhất đã làm được cái thứ nhất. Về phần Hạ Tưởng có phải đã nhận định anh ta háo sắc mà không làm việc đàng hoàng hay không, sẽ không có kết luận trước, tuy nhiên theo vẻ mặt Hạ Tưởng lúc này, dường như Hạ Tưởng đã xem nhẹ anh ta. Nói đi cũng phải nói lại, nhà nội cứ việc biểu diễn ý đồ bên trong, nhưng cử chỉ lẳng lơ của Ôn Tử Tuyền quả thật khiến anh ta có chút rung động. Phụ nữ mỗi người mỗi vẻ, có chỗ tốt, hương vị Ôn Tử Tuyền, anh ta chưa bao giờ được nếm thử, quá mới lạ, cũng quả thật khiến anh ta suýt nữa không thể kiềm chế. Khẩu vị của nhà nội đối với phụ nữ luôn luôn rất tốt, đồng thời khẩu vị kinh doanh cũng đâu ra đấy, Hạ Tưởng đoán đúng rồi, anh ta quả thật là muốn là nhân cơ hội tham gia tập đoàn đạt tài. Như có khả năng, tốt nhất ăn vào cổ phần tập đoàn đạt tài ở mức độ nhất định. Sợi xích tài chính của tập đoàn đạt tài gần như gãy là cơ hội tốt, lấy tài chính đổi cổ phần, do đó đạt tới bước đầu tiên của mục đích nhập chủ tập đoàn đạt tài. Cũng có khả năng, vì đạt tới mục đích cuối cùng, anh ta không tiếc lấy cổ phần tập đoàn Thiên Giang trao đổi với thành đạt tài, giao nhau cổ phần khống chế cũng không sợ, cái anh ta coi trọng chính là năng lực thi công và quan điểm lao động tư bản của tập đoàn đạt tài. Khác với các nhà đầu tư khai thác phát triển khác chính là, tập đoàn đạt tài trải qua nhiều năm phát triển, đã hình thành một hệ thống thi công, thiết kế, quản lý công nhân cùng với hình thức kinh doanh hóa sản nghiệp bất động sản. Chẳng những quan điểm đầu tư cực kỳ chuẩn, hơn nữa tập đoàn đạt tài có được đội ngũ thi công của chính mình, năng lực thi công chẳng những hạng nhất, mà còn càng có thể có hiệu quả giảm thiểu chi phí. Đồng thời, dự án bất động sản của tập đoàn đạt tài sau khi giao phó sử dụng, thanh danh rất tốt. Bởi vì tất cả các khu đô thị dưới danh nghĩa tập đoàn đạt tài, đều miễn thu phí bất động sản. Hiện nay mâu thuẫn giữa chủ nhà và bất động sản ngày càng ác liệt, mỗi một khu đô thị mà tập đoàn đạt tài xây dựng lên, đều đã dụng tâm làm tốt công tác sử dụng đầu vào cho bất động sản sau đó, hơn nữa miễn trừ phí sử dụng bất động sản trọn đời, khiến tất cả các ông chủ nhà không có nỗi lo về sau. Thành đạt tài là một cao nhân có ánh mắt nhìn xa trông rộng, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Tập đoàn đạt tài trải qua vài thập niên phát triển, các khu đô thị đã xây dựng tại thành phố Yến, quản lý bất động sản đều vô cùng hoàn thiện, so với các nhà đầu tư khai thác phát triển khác chỉ để ý xây dựng mặc kệ hình thức quản lý, tạo nên vô số mâu thuẫn xung đột giữa chủ nhà và bất động sản, đều đã khiến chủ nhà giận chó đánh mèo đến nhà đầu tư khai thác phát triển, rất nhiều nhà đầu tư khai thác phát triển hiện nay đều phải chịu quả đắng. Mà tiếng tăm của tập đoàn đạt tài thì nâng lên. Các khu chung cư nối nghiệp xây dựng mới sẽ không cần quảng cáo mạnh, vô hình trung hình thành hiệu ứng thương hiệu. Nói đến nhà nội thèm nhỏ dãi tập đoàn đạt tài đã lâu, tuy rằng anh ta có tập đoàn Thiên Giang với bối cảnh chính trị hùng mạnh, tốc độ đẩy mạnh ở các nơi trong nước vượt xa tập đoàn đạt tài. Nhưng trên thực tế theo quy mô, cùng với quản lý bên trong, còn có một loạt hoạt động kinh doanh, còn kém khá xa. Nếu không tiến thêm một bước nâng cao trình độ quản lý, tiến cử hình thức tiên tiến, khuếch trương bước đi quá nhanh, cuối cùng sẽ làm tập đoàn Thiên Giang suy sụp. Tài trí nhà nội không phải bình thường, ngoại trừ bên ngoài hơi háo sắc, thì anh ta bình tĩnh, âm thầm xem xét thời thế, và có tầm nhìn lâu dài. Bởi vậy,
lần này tập đoàn Thiên Giang ra khẩu hiệu tiến quân quy mô đến tỉnh Tề, bỏ ra 10 tỷ lớn, cũng không phải là chỉ muốn khởi công sản nghiệp bất động sản ở Giao Liêu, mà muốn chiếm lấy tập đoàn Đạt Tài. Hạ Tưởng nghe xong Tôn Tập Dân nói ra ham muốn kinh người của nha nội, thật đúng là ngây người sửng sốt, bởi vì hắn cũng không tính đến việc nha nội muốn chiếm tập đoàn Đạt Tài làm của riêng. Đương nhiên, muốn chiếm được hoàn toàn tập đoàn Đạt Tài tuyệt không khả năng, nha nội cũng không đủ thực lực, cho dù có, Thành Đạt Tài cũng sẽ không buông tay. Nhưng lấy cổ phần trao đổi để khống chế tình thế từ từ thẩm thấu, cũng không mất một kế dài lâu. Tuy nhiên, với Hạ Tưởng hoàn toàn hiểu rõ Thành Đạt Tài, thì biết rõ đường này chỉ sợ không thông. Tập đoàn Đạt Tài phát triển cho tới hôm nay, vẫn là một mình Thành Đạt Tài gây dựng tập đoàn Đạt Tài, có thể thấy được Thành Đạt Tài là một kẻ vô cùng tự phụ, mọi thứ không chịu buông tay, chỉ có nắm trong tay mình mới yên tâm. Đối với kiểm soát cổ phần thương mại và các loại hình thức cổ quyền, Hạ Tưởng hiểu biết cũng không sâu, cũng sẽ không nảy sinh ý tưởng học tập một phen, hắn chỉ cần biết nguyên tắc và điểm mấu chốt của mọi người. Sự việc do con người làm ra, nắm giữ tâm tư mỗi người, thì sẽ nắm giữ phương hướng phát triển sự tình. Tập đoàn Thiên Giang thực hiện dự án sản nghiệp bất động sản Giao Liêu, theo ý tôi, là rất có tầm nhìn kinh doanh hơn nữa cũng có triển vọng vô cùng rộng lớn. Hạ Tưởng không trực tiếp trả lời vấn đề của Tôn Tập Dân, mà nhắc tới tập đoàn đầu tư Thiên Giang. Tôn Tập Dân nao nao, hiển nhiên không nghĩ đến Hạ Tưởng suy nghĩ nhanh như vậy, ông ta có chút tức giận liếc mắt nhìn nha nội một cái, rốt cục không kìm nổi nói. Tổng Giám đốc Cao, Phó Bí Thư Hạ vô cùng quan tâm tới việc đầu tư của tập đoàn Thiên Giang, anh tới giới thiệu một chút, đừng nói chuyện với một mình Phó trưởng Ban Thư Ký Ôn nữa. Giọng điệu nửa đùa nửa thật, cho thấy Tôn Tập Dân không còn đủ kiên nhẫn. Nha nội rốt cục ánh mắt cũng rời khỏi người Ôn Tử Tuyền, còn có chút lưu luyến không rời, mời Hạ Tưởng một chén rượu, mới nói. Phó Bí Thư Hạ đừng cười tôi, con người của tôi có một ưu điểm. Thích phát hiện tất cả các mặt nữ tính nhất của phụ nữ xinh đẹp, ha ha, đừng chê cười. Có thể đem háo sắc nói được trực tiếp như thế, còn trở thành ưu điểm, nha nội trong nhận thức của Hạ Tưởng là người đứng đầu trong những người hiếu sắc, cũng khiến Hạ Tưởng cười ha ha. Hay, nói hay. Nha nội thấy Hạ Tưởng cũng rất thoải mái, liền còn nói thêm. Ở trước mặt Phó Bí Thư Hạ, tôi cũng không nói dối, tập đoàn Thiên Giang đầu tư ở Giao Liêu, chuẩn bị giảm phân nửa. Ý của tôi là, xuất ra một nửa tài chính đến trợ giúp tập đoàn Đạt Tài. Chỉ cần Phó Bí Thư Hạ nói chuyện, chỉ cần Chủ tịch Thành gật đầu, tôi cam đoan dự án của tập đoàn Đạt Tài sẽ không thiếu cái gì. Lời này nói được rất lớn, vừa không có lỗ hổng tài chính, lại chỉ có lực cản không thể rơi xuống đất. Nhưng nha nội quả thật có nói mạnh miệng, muốn tiền có tiền, cần quyền có quyền, hơn nữa bối cảnh khổng lồ của anh ta, nếu đổi người khác, chắc chắn sẽ bị anh ta dọa cho khiếp vía. Đáng tiếc anh ta lại đối mặt với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chưa bao giờ bị mạnh miệng dọa, cũng sẽ không bị lợi ích trước mắt mê hoặc, hắn nhấp một ngụm rượu, cười nói. Tôi bình thường không bao giờ uống rượu, hôm nay cũng vì gặp Chủ tịch tỉnh Tôn và Tổng Giám đốc Cao, mới uống nhiều như vậy, đã xem như phá lệ. Trước tiên nâng tầm quan trọng của Tôn Tập Dân và nha nội lên. Sau đó hắn chuyển đề tài. Tôi và Chủ tịch Thành quả thật quan hệ coi như khá tốt. Nhưng còn không tốt đến nỗi thay ông ta làm chủ. Hơn nữa, cho dù Chủ tịch Thành tin tưởng tôi, tình nguyện để tôi thay ông ta quyết định một sự việc, tôi cũng không dám, bởi vì đối với vấn đề đầu tư, tôi thật sự không hiểu lắm. Chẳng khác nào tìm đường lui. Sắc mặt Tôn Tập Dân và nha nội vừa có chờ mong lại có bất an, ham muốn của Hạ Tưởng, cuối cùng mới tung ra điều kiện. Tuy nhiên theo căn cứ theo hiểu biết của tôi về Chủ tịch Thành, nếu đạt tới điều kiện, ông ta chắc chắn sẽ tình nguyện để đội ngũ thi công của tập đoàn Đạt Tài thi công cho tập đoàn Thiên Giang, cũng đồng ý mượn tạm một phần tài chính của Tổng Giám đốc Cao. Nha nội lúc trước nửa ngày sắm vai đa tình ở trước mặt Ôn Tử Tuyền, còn chưa hoàn toàn trở lại trạng thái đấu trí với Hạ Tưởng, đã bị Hạ Tưởng làm hôn mê, dưới tâm trạng cấp bách, bật thốt lên câu hỏi. Điều kiện gì? Lời của nha nội vừa ra khỏi miệng, Tôn Tập Dân bất đắc dĩ, không nghĩ tới ông ta và nha nội đồng thời ra mặt. Mà vẫn bị Hạ Tưởng nắm giữ thế chủ động, thực không nên. Nếu dự án của tập đoàn Thiên Giang và dự án của tập đoàn Đạt Tài đồng thời khởi công, đến lúc đó Bí Thư Khâu và Chủ tịch tỉnh Tôn đồng thời ra mặt cắt băng, nhất định tạo ra chấn động không nhỏ, đối với tỉnh Tề, đối với Bí Thư Khâu, đối với Chủ tịch tỉnh Tôn, đều là việc tốt. Lời Hạ Tưởng nói dường như chưa đề cập đến điều kiện gì,
kỳ thật ẩn chứa hai điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, tập đoàn Thiên Giang phải đầu tư đúng chỗ, không thể đòn gió, chỉ vì mưu đồ tập đoàn đạt tài mà phải có thực. Thứ hai, dự án của tập đoàn đạt tài phải khởi công thuận lợi, Ủy ban Nhân dân tỉnh không thể ngang ngược ngăn trở. Vừa rồi nha nội nói giảm phân nửa đầu tư, Hạ Tưởng là một chút cũng không tin. Điều kiện dường như rất đơn giản, kỳ thật giấu giếm lời nói sắc bén, bởi vì hai điều kiện phải có, mới khiến thành đạt tài ngồi xuống đàm phán. Mà tập đoàn Thiên Giang phải đầu tư thật sự, nhà nội phải thật tâm hợp tác với tập đoàn đạt tài là điều kiện tất yếu. Đầu tư đúng chỗ, dự án chứng thực, tập đoàn Thiên Giang cũng không có khả năng đùa giỡn cái gì. Đúng vậy, không ai có khả năng lấy cả chục tỷ đầu tư để đùa giỡn, đó không phải là đùa giỡn người khác, là đùa giỡn với chính mình. Nhà nội cũng ý thức được vừa rồi thất thố là rất không nên, lại nghe được Hạ Tưởng đề xuất hai điều kiện, chỉ biết ý đồ của anh ta đã hoàn toàn bị Hạ Tưởng nhìn thấu, lại nghĩ, quả nhiên hôm nay là Hạ Tưởng làm chủ, nắm giữ thế chủ động. Hạ Tưởng thật đúng là một kẻ tuyệt đối không chịu thiệt điều gì. Điều kiện của Hạ Tưởng nói hà khắc thì cũng hà khắc, nói bình thường cũng là bình thường, nhà nội hôm nay ôm mộng Hạ Tưởng đến đây là bị thịt rồi, không ngờ cắn phải tảng đá, thiếu chút nữa gãy răng. Trong lòng anh ta cũng rất là tức giận. Không thể nhận thua như vậy, nếu không thì quá mất mặt, nhà nội lo nghĩ, cười nói. Dự án của tập đoàn Thiên Giang chắc chắn sẽ chứng thực, tuy nhiên không cam đoan nhất định có thể cùng đồng thời khởi công với dự án của tập đoàn đạt tài, đề cập đến nhiều vấn đề chi tiết, tôi cũng không dám ăn nói lung tung. Lời này vừa nói ra, liền cho thấy bữa tiệc hôm nay không thu được hiệu quả mong muốn, không khác biệt lắm coi như ông nói một đằng tôi nói một nẻo. Hạ Tưởng cũng không miễn cưỡng, nói. Trước tiên tôi cứ nói lại, Chủ tịch Thành suy xét như thế nào, chính là việc của Chủ tịch Thành. Ngụ ý chính là, chỉ để ý truyền lời, không quan tâm đến việc thuyết phục. Kỳ thật chính là nói một cách khách sáo, tương đương với nói rõ ràng, không phải việc của tôi. Nếu không thể đồng ý, cũng không chịu nhượng bộ, nhà nội cũng không giận, lại khôi phục tính hiếu sắc trong người, và ngồi thổi phồng hào quang lịch sử với Ôn Tử Tuyền. Còn Tôn Tập Dân cũng không nhắc lại chuyện chính sự, cùng Hạ Tưởng bàn về thiên văn địa lý. Mới nói vài câu, điện thoại Tôn Tập Dân reo lên. Thư ký không ở bên người, thân là chủ tịch tỉnh đi ra ngoài cũng phải mang điện thoại di động. Tôn Tập Dân cũng rất thuận theo thời đại đứng dậy đến một bên nghe điện thoại, chỉ nghe vài câu liền đột nhiên biến sắc. Phó Bí Thư Hạ, sự việc của Lý Đinh Sơn đã xong rồi. Trương Lương, tự là Tử Phòng, là mưu sĩ và là văn thần. Một trong tam kiệt nhà Hán, phi tam kiệt tất vô Hán thất cùng với Hàn Tín, Tiêu Hà có công giúp Lưu Bang đánh đổ nhà Tần và thắng Hạng Vũ trong chiến tranh Hán Sở sáng lập ra nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. 1590 thiếu. Trong lúc Tôn Tập Dân, nhà nội và Hạ Tưởng gặp nhau, Hà Giang Hải cũng ở một địa điểm bí mật, ngồi cùng với Lục Hoa Thành. Tuy nói Lục Hoa Thành là vì hứa hẹn mới đến đây, Hà Giang Hải phải vui mừng mới đúng. Nhưng trước đó gã làm một việc. Lại để gã sinh bụng hờn dỗi. Là bởi vì Liêu Đắc Ích. Xuất phát từ thiện chí, Hà Giang Hải sau khi mời Lục Hoa Thành, cũng đích thân gọi điện thoại cho Liêu Đắc Ích. Cũng là với cái cớ gặp lại bạn chí cốt, mời Liêu Đắc Ích cũng tới tụ tập. Không ngờ Liêu Đắc Ích lại nhất mực từ chối. Từ chối thì từ chối rồi, hơn nữa còn nói hết sức dứt khoát, không cho một chút nào đường quay về, khiến cho Hà Giang Hải bỗng nhiên bực bội. Cảm ơn ý tốt của anh. Sau này những việc kiểu như tụ tập bạn bè lâu năm, cũng đừng cho tôi biết. Tôi không có thời gian, cũng không có hứng thú. Liêu Đắc Ích trả lời rất cứng nhắc, thực ra cũng không phải y rất ngạo mạn. Mà là bản dự thảo thứ hai về phương án điều chỉnh nhân sự sắp được đưa ra. Thân là trưởng ban tổ chức cán bộ, nhất định phải tránh nghi ngờ một cách thỏa đáng. Tránh cùng người khác lén lút tiếp xúc thường xuyên. Hà Giang Hải coi câu nói của Liêu Đắc Ích như vẽ ra một cái hào sâu ngăn cách. Lập tức giận dữ. Vốn gã vẫn giữ thái độ khiêm nhường, lúc nói chuyện hết sức chú ý cách nói và giọng điệu. Không ngờ vì một câu nói của Liêu Đắc Ích, khiến gã bị chạm vào chỗ đau, thấy cũng không giả bộ được nữa, nổi giận nói. Đắc Ích, đừng tưởng rằng cậu có thể chỉ lo thân mình. Cậu chớ quên cậu là người của tỉnh Tề. Cảm ơn anh nhắc nhở. Liêu Đắc Ích thản nhiên nói. Tôi nghĩ lo tốt cho việc của mình đến nơi là được rồi. Không muốn quan tâm nhiều thêm nữa. Nói xong thẳng tay dập máy điện thoại. Kết quả làm cho Hà Giang Hải tức giận quá chừng, dù gã đã trải qua mật đàm với Tôn Tập Dân, cùng Chu Hồng Cơ ăn cơm trưa, lại cũng mời được Lục Hoa Thành cùng nhau ôn chuyện cũ.
Ba chỗ nở hoa, ba chỗ kết quả thắng lợi sung sướng. Duy nhất bị Lưu Đắc Ích lạnh lùng lại gột rửa sạch không còn sót lại chút gì. Từ nay về sau, Hà Giang Hải coi Lưu Đắc Ích là người rất không được chào đón. Cũng may Lục Hoa Thành hôm nay thái độ cũng không tệ lắm, khiến cho Hà Giang Hải trong lòng đang giận dữ ít nhiều dịu đi vài phần. Hôm nay gặp lại bạn cũ, ngoại trừ Lục Hoa Thành ra còn có Viên Húc Cường, cùng với vài cán bộ tầm trung của tỉnh ủy, thành ủy. Tổng cộng 5-6 người tụ tập, cũng coi như náo nhiệt. Đương nhiên người trong quan trường đều có tính hai mặt, Lục Hoa Thành và Viên Húc Cường trong hội nghị thành ủy lập trường hoàn toàn đối lập. Hiện tại ngồi cùng một chỗ, chuyện trò vui vẻ, dường như nhìn không ra từng có mâu thuẫn xung đột. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hà Giang Hải lại càng như thế, thái độ của gã so với thời điểm nào của ngày xưa cũng khiêm tốn thiết thực. Hơn nữa tích cực nhiệt tình, nghiêm chỉnh tự cho mình là lão đại ca của mọi người mặc dù, thực ra gã cũng không phải là người lớn tuổi nhất trong mấy người không còn có vẻ ngạo nghễ cậy thế lực là người bản địa, tự cho mình là nhân vật thủ lĩnh, thật đúng là ứng với một câu tình thế mạnh hơn người. Lục Hoa Thành vừa phụ họa Hà Giang Hải, vừa cùng mọi người đều nhiệt tình hàn huyên. Địa điểm tụ hội là một chỗ vùng ngoại ô, giống như trang viên thư nhàn. Mấy người ngồi ở đình giữa hồ, lụa mỏng bao phủ dùng để phòng ngừa muỗi đốt. Lại có tiếng đàn sáo từ mặt nước truyền đến trầm bổng không dứt. Còn có nhân viên phục vụ trang phục kiểu cổ đại qua lại như con thoi. Y phục hiển nhiên là mô phỏng quần áo và trang sức đời Đường lúc cực thịnh. Mỗi người đều là phô ra một phần bầu ngực hồng tươi và tuyết trắng mang đến đồng thời hiệu quả cảnh đẹp ý vui lại còn nhìn thấy người đẹp. Đương nhiên, sau khi lọt vào tầm mắt, động đến sắc tâm. Vài ly rượu vào bụng, Hà Giang Hải đem chuyện không vui vì Lưu Đắc Ích phứt bỏ mất, ánh mắt nhìn đảo qua mặt mọi người, lại có cảm giác dương dương tự đắc. Gã cũng biết hiện tại Hạ Tưởng đang cùng Tôn Tập Dân và nha nội ăn cơm. Nói là ăn cơm nhưng kỳ thực là quyết định, tin rằng đêm nay Hạ Tưởng cũng sẽ không hề dễ chịu. Gã càng biết Chu Hồng Cơ hiện tại hẳn là đang bày ra một kế phản chủ. Sau khi sự việc thành công, vấn đề của cục quản lý ngành muối còn có thể đầu voi đuôi chuột. Hạ Tưởng chắc chắn sẽ thất vọng. Còn có chỗ tốt trước mắt chính là sau khi lôi kéo Lục Hoa Thành, vụ án Triệu Mẫu đơn đoán chừng cuối cùng là kết cục không giải quyết được gì. Hạ Tưởng có thể thế nào? Đúng, Hạ Tưởng quả thực là trong sự việc ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương đã thắng một ván nhỏ. Nhưng thắng lợi bề ngoài chỉ là có một chút thể diện mà thôi, không có được cái gì thực tế, thì có tác dụng gì? Phía dưới đều là người của gã, cụ thể đến trong mỗi một việc, đều là kết cục nâng cao đánh khẽ. Hạ Tưởng sẽ cảm nhận thật sâu sắc được sự xấu hổ và bất đắc dĩ vì khôn có chỗ nào có sức mạnh. Ở tỉnh Tề, trong tình thế ở những công chức làm việc cụ thể đều là thủ hạ dưới tay gã. Hạ Tưởng còn muốn làm mưa làm gió ở tỉnh Tề, vẫn thực sự nghĩ rằng gã và Diệp Thiên Nam giống nhau là cây lục bình không đáy. Nghĩ đến điểm đắc chí, Hà Giang Hải thiếu chút nữa không nhịn được cười ra thành tiếng. Nghĩ tới Diệp Thiên Nam, Hà Giang Hải càng đắc ý. Bởi vì gã hôm trước vừa nhận được điện thoại của Diệp Thiên Nam. Đồng chí Diệp Thiên Nam rằng dai nằm trên giường bệnh vẫn thực sự vô cùng chú ý đến tình hình tỉnh Tề, lại gọi điện thoại tới kín đáo bình luận tình hình tỉnh Tề, còn thiếu điều nói rõ ràng đối với gã đưa ra đề xuất cụ thể. Tuy nhiên gã cũng không chờ Diệp Thiên Nam nói hết lời, tìm một cái cớ ngắt cuộc trò chuyện. Một kẻ thất bại, ở tỉnh Tương thất bại một lần, lại lần nữa thất bại ở tỉnh Tề. Thậm chí còn bị Hạ Tưởng làm cho bực bội sinh bệnh. Cho đến bây giờ vẫn không được khỏe hoàn toàn Diệp Thiên Nam dựa vào cái gì mà khoa tay múa chân đối với gã. Chẳng qua là một người bất lực không cam tâm thất bại mà thôi. Sau khi đưa ra kết luận đối với Diệp Thiên Nam, niềm tin của Hà Giang Hải lại lần nữa lên trạng thái đỉnh điểm. Nhất là hiện tại. Đối mặt với sự kiện lớn liên can đến thế lực bản địa tỉnh Tề, gã cảm giác cán cân thắng lợi lại lần nữa nghiêng về phía gã. Chỉ kém một bước, gã có thể lại lần nữa đi qua thất bại và xu thế suy sụp của tỉnh Tề. Một lần nữa tỏa sáng hừng hực sức sống. Duy chỉ có điều tiếc nuối là Lưu Đắc Ích. Thôi được, Lưu Đắc Ích cũng là nhất thời bị quỷ ám, tin là về sau tình hình thay đổi lớn, y sẽ có thể quay lại. Chấm, khi nói chuyện. Liên nhắc tới hai vụ án ở thành phố Lỗ. Một là vụ án Chu Trấn Ba, hai là vụ án Triệu Mẫu Đơn. Viên Húc Cường nhìn Lục Hoa Thành đầy vẻ thâm ý sâu sắc, liếc mắt một cái, nói. Vụ án Chu Trấn Ba hiện tại phía Ủy ban Kỷ luật đang làm rất nghiêm ngặt. Chế độ bảo mật cũng rất tốt, còn vụ án Triệu Mẫu Đơn.
Ánh mắt y bất động mà trao đổi một chút với ánh mắt Hà Giang Hải. Nghe nói hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, chuẩn bị chuyển giao. Lục Hoa Thành đang cúi đầu xử lý một miếng thịt gà, nghe được câu hỏi của Viên Húc Cường, y đem miếng thịt gà ném sang một bên, nói. Bước đầu chứng cứ cho thấy Triệu Mẫu Đơn quả thật có bị tình nghi lừa bịp kinh tế. Tuy nhiên tạm thời còn chưa quyết định có phải chuyển giao hay không. Nghe nói còn phải bổ sung chứng cứ. Hiện tại căn cứ chính xác thì nhiều lắm là phán cho cô ta án 18 năm. Nếu lại có chứng cứ bổ sung, đoán chừng phải tù chung thân. Hà Giang Hải đang bưng một chén rượu đưa vào miệng, vừa nghe nói thế, sắc mặt có biến đổi một chút, nhẹ nhàng buông chén rượu, thở dài. Hoa Thành, Triệu Mẫu Đơn cũng là bạn bè lâu năm của chúng ta. Vừa phải là được rồi, có phải không Hoa Thành? Viên Húc Cường cũng nhân cơ hội này nói giúp thay Triệu Mẫu Đơn. Không nhất thiết phải đẩy Mẫu Đơn vào chỗ chết, người mình xử lý người mình, không phải khiến người khác chế giễu sao? Đúng, đúng. Mấy người khác cũng cùng nhau phụ họa. Đúng, đúng. Lục Hoa Thành cũng liên tục gật đầu, dường như hoàn toàn đồng ý với lời nói của Hà Giang Hải và Viên Húc Cường. Tuy nhiên sự việc của Triệu Mẫu Đơn quá ồn ào, một cành hoa đẹp tỉnh tề. Ha ha, hiện tại Cục Công an thành phố mỗi ngày nhận được điện thoại của giới truyền thông xin tin tức, yêu cầu phỏng vấn, thật đúng là nổi danh cả nước. Muốn làm dịu xuống, cần phải có chút thời gian và không thể thiếu thủ đoạn. Anh Viên có chỉ thị tinh thần, có thể nói, tôi hiện tại tạm thời không có chiêu gì cả. Về phần vấn đề Chu Trấn Ba, Lục Hoa Thành bỗng nhiên hạ giọng xuống, vẻ mặt thần bí. Tuy rằng không có người ngoài ở đây, lại ở trong đình giữa hồ, xung quanh hơn 10 mét đều không có người. Y vẫn cố tình nhìn mọi nơi, nói. Tôi nghe nói ủy ban kỷ luật lúng túng, không dám lại thẩm vấn sâu vào trong. Định đưa ra kết luận là hãm hại một thương nhân vùng khác và tham ô 500.000 nhân dân tệ để kết án. Cùng lắm là hoãn thi hành án. Hòa cải lợi đối với Ủy ban kỷ luật thành phố cũng nắm trong tay vai trò lớn. Vụ án Chu Trấn Ba tiến triển, ngay cả Viên Húc Cường cũng không nghe được tin tức nội tình gì, cách nói của Lục Hoa Thành, y là nghe nói lần đầu tiên. Đối với đám người Hà Giang Hải mà nói, cũng như vậy. Đến tận đây, Hà Giang Hải cũng tốt. Viên Húc Cường cũng được, hoàn toàn tin Lục Hoa Thành lại lần nữa về phe mình. Lại bàn tán một chút tình hình, trên cơ bản đã định ra quan điểm chủ yếu, mặc dù Lục Hoa Thành cũng không trả lời Hà Giang Hải phải xử lý Triệu Mẫu Đơn như thế nào, kỳ thực điều Hà Giang Hải rất muốn chính là án phạt của Triệu Mẫu Đơn được hoãn thi hành án. Sau đó gã sẽ giấu kín đi nhưng vẫn hàm xúc biểu lộ thái độ sẽ tận lực bảo toàn Triệu Mẫu Đơn, tận hết khả năng biến việc lớn hóa nhỏ. Lại tiếp tục gặp mặt Chu Hồng Cơ. Sau khi cùng Tôn Tập Dân hội đàm đã hoàn toàn đạt tới hiệu quả mong muốn của Hà Giang Hải, khiến cho Hà Giang Hải có chút đắc ý. Cũng đúng, nếu như vấn đề cục quản lý ngành muối cuối cùng đầu voi đuôi chuột, nếu như dự án tập đoàn đạt tài kéo dài không quyết, lại nếu như sự việc Triệu Mẫu Đơn việc lớn hóa nhỏ, thậm chí vấn đề Chu Trấn Ba cũng có kết cục phán quyết nhẹ nhàng, hàng loạt sắp đặt của Hạ Tưởng toàn bộ đều kết thúc thất bại. Hắn còn có uy phong gì đáng nói? Sau đó đợi lúc Hạ Tưởng chịu đả kích mất tinh thần, gã lại đột nhiên ra tay phản kích, nhất định sẽ đánh Hạ Tưởng một phát bay hạt bụi. Sau khi hết tiệc người tan, tiễn bước Lục Hoa Thành xong, Hà Giang Hải và Viên Húc Cường cùng lên xe trở về. Trên đường, còn nói tới chuyện sau khi Viên Húc Cường lui ra, ai sẽ tiếp nhận thành ủy thành phố Lỗ. Nói chuyện phiếm một hồi, mắt thấy sắp tới khu nhà tỉnh ủy, điện thoại của Hà Giang Hải lại réo rắt vang lên. Hà Giang Hải còn có chút không kiên nhẫn nghe điện thoại. Vốn đang định trách mắng la lối vài câu, bởi vì trời đã tối, nếu như không có việc trọng đại, về sau cố gắng không mở điện thoại ra. Không ngờ không đợi gã mở miệng, đối phương liền vội vàng báo cáo có sự việc xảy ra. Hà Giang Hải nhíu mày, buông điện thoại, suy nghĩ một lúc, nhưng không cảm thấy tình hình có nghiêm trọng. Húc Cường, Chủ tịch tỉnh Tôn có một chút tình hình, tuy nhiên sự việc không lớn. Sau khi nghe Hà Giang Hải nói ra là sự việc gì, Viên Húc Cường cũng cho rằng không có gì gọi là việc lớn. Cùng đường rồi, đoán chừng lại muốn dùng để bức cung. Bất luận là ai làm, dù sao theo tôi nói, nhiều lắm là vừa ra trò hề chó cùng dứt dậu. Hà Giang Hải cười ha ha, cùng Viên Húc Cường phất tay từ biệt. Hà Giang Hải tối nay có một giấc mộng đẹp, chẳng qua sau khi tỉnh mộng. Có vô số sự việc sứt đầu mẻ chán đón đầu đánh gã lấy một sự thật vô cùng đau khổ nhưng cũng không thể cãi lại mà dạy cho gã một bài học nhân sinh vô cùng sống động đừng đắc ý quá sớm.
Ngay lúc Hà Giang Hải đang đi vào giấc mộng đẹp, Lục Hoa Thành lại không về nhà mà là lặng lẽ quay trở về cục công an thành phố. Sau khi cùng đới kế thần gặp gỡ, lại quay về văn phòng ngồi trong chốc lát mới lên đường đi về nhà. Ngay trong lúc Lục Hoa Thành ở văn phòng một mình một chỗ nửa tiếng đồng hồ, gã đã làm được ba chuyện. Ba chuyện cũng không quá quan trọng, nhưng nếu để Hà Giang Hải biết đến, chẳng những sẽ tức giận đến từ trên giường nhảy dựng lên, còn có thể mắng Lục Hoa Thành là loại hai lòng. Thực ra cũng không có thể trách Lục Hoa Thành là đồ không phải. Thực sự là Lục Hoa Thành và gã biết nhau nhiều năm, đối với hành động của gã đã miễn dịch. Đương nhiên, quan trọng hơn một chút là hiện tại tình hình ở tỉnh Tề khác rất nhiều, bởi vì tỉnh Tề có một Hạ Tưởng. Càng bởi vì Hạ Tưởng lại đi trước Hà Giang Hải một bước. Lục Hoa Thành tuy rằng vui vẻ đi đến cuộc hẹn, cùng Hà Giang Hải tụ tập. Nhưng trên thực tế y không bị Hà Giang Hải tác động đến một chút nào. Trái lại, trong lòng ngược lại càng thêm củng cố quyết tâm tiếp tục giữ nguyên lập trường đối lập với Hà Giang Hải. Trước đó, Lục Hoa Thành cũng đã nhận được điện thoại của Liêu Đắc Ích. Biết được nội dung cuộc nói chuyện của Hạ Tưởng và Liêu Đắc Ích, liền lập tức khiến cơn sóng trong lòng hắn cuồn cuộn, rất lâu mới có thể bình tĩnh lại. Phó Thường vụ Ủy ban Kỷ luật tỉnh kiêm Giám đốc Sở Giám sát, so với gã hiện tại là Đảng ủy kiêm Cục trưởng Công an tuy là cùng cấp, hơn nữa ở trong mắt một số người, dường như vị trí hiện tại không phải chỗ để nở mày nở mặt. Nhưng trong lòng gã lại biết, nếu bước tiếp theo thực sự có thể nhậm chức mà Hạ Tưởng nhắc tới, chính là vị trí tốt nhất trước khi gã về hưu. Lục Hoa Thành rất rõ ràng tình cảnh hiện tại của gã. 10 năm làm giám đốc sở, cách chức phó chủ tịch tỉnh chỉ một bước. Nhưng căn bản không có cơ hội để vượt qua, mà vị trí của gã trong bộ máy thành ủy trong nhiệm kỳ mới, khẳng định sẽ không tiếp tục đảm nhiệm chức vụ đảng ủy kiêm giám đốc sở công an. Như vậy chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là lùi về tuyến 2, hoặc là điều chuyển ngang đảm nhiệm một chức giám đốc sở. Hiện tại với độ tuổi của gã, đương nhiên không muốn lui ra. Hạ Tưởng thật sự là mắt sáng như đuốc, liền như hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của gã. Bởi vì nơi gã rất muốn đi đến chính là Ủy ban Kỷ luật tỉnh. Vị trí rất mong muốn nhận được chính là Giám đốc Sở Giám sát. Liêu Đắc Ích thuật lại lời nói, sau khi để cho gã có thời gian nghiêm túc suy nghĩ, chủ động hướng về phía Hạ Tưởng gọi một cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại quan trọng. Hiện tại, sau khi gã cùng Hà Giang Hải gặp nhau, sau khi suy nghĩ mạch lạc lại tất cả mọi chuyện, lại trịnh trọng làm một chuyện lạ là gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Tưởng. Anh Hạ, không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ? Ở trước mặt Hạ Tưởng, Lục Hoa Thành đã hoàn toàn nói chuyện bằng giọng cấp dưới. Tôi vừa mới cùng anh Hà và anh Viên gặp mặt trở về. Tất cả mọi việc đều vẫn thuận lợi. Đã hơn 10 giờ tối, Hạ Tưởng đang ở trong nhà lên mạng, còn chưa ngủ, bởi vì hắn biết đêm nay còn có chuyện muốn phát sinh. Thuận lợi là tốt rồi, Hoa Thành, anh vất vả quá. Việc gặp gỡ cùng Hà Giang Hải, Lục Hoa Thành đã hỏi ý kiến hắn trước đó. Hắn đối với việc Hà Giang Hải tổ chức tụ tập hôm nay rõ như lòng bàn tay. Sự việc kế tiếp, anh nên làm gì thì làm như vậy đi. Lục Hoa Thành đương nhiên biết ngụ ý của Hạ Tưởng. Vâng, tôi nhất định sẽ thực hiện chỉ thị tinh thần của tỉnh ủy. Chính là có một vấn đề nhỏ, có thể không đạt được như mong muốn vấn đề Chu Trấn Ba, anh Hà hỏi không được nhiều lắm, có nhiều lời tôi không nói ra đúng lúc. Không vội. Hạ Tưởng khẽ cười một tiếng. Nhớ tới cái gì đó, lại nói. Vương Trạch Nhân tính tình thế nào? Hạ Tưởng thân phận đặc biệt, với tư cách là đảm nhiệm chức phó trong việc phân công quản lý nhân sự, hắn bình thường hỏi đến ai, đối với người đó mà nói giống như tin vui từ trên trời rơi xuống. Lục Hoa Thành đầu óc tức thời quay quay mấy vòng, kịp thời tiếp thu ý kiến lãnh đạo là một trong những năng lực cần thiết của cấp dưới. Nếu như không có, đáng tiếc, rất khó lên chức. Đồng chí Vương Trạch Nhân có năng lực phá án, công tác cũng chăm chỉ, thái độ nghiêm chỉnh, là cây có hạt mầm tốt. Lục Hoa Thành nhanh chóng đưa ra những đánh giá tích cực. Ha ha, tốt, tốt, tôi chính là thuận miệng hỏi một chút. Hạ Tưởng tin tưởng, hắn thuận miệng vừa hỏi, tất nhiên sẽ làm Lục Hoa Thành sẽ cất nhắc trọng dụng đối với Vương Trạch Nhân. Bởi vậy, có người sau lưng muốn có mưu đồ xuống tay với Vương Trạch Nhân, liền có khả năng thất bại. Đêm đã khuya, Tào Thù Lê đã say giấc mộng đẹp. Cô đã quen thói không biết khi nào Hạ Tưởng làm việc và nghỉ ngơi. Hơn nữa cô làm việc và nghỉ ngơi rất có quy tắc. Đến giờ là sẽ mệt rã rời, không ngủ không được, cũng khiến cô ngày càng thể hiện thái độ ngây thơ.
nhất là bộ dáng khi mệt mỏi đầu lại cứ gật gù, khiến cho Hạ Tưởng rất yêu thích. Hạ Tưởng ở trong thư phòng ngồi im thư giãn, không bật đèn, chỉ có ánh sáng mỏng manh từ máy tính chiếu rọi trên mặt khiến thần sắc hắn nhẹ nhàng bất định. Băng ghi âm chỉ mới đưa lên không đến một giờ, đã dậy sóng rồi. Tuy rằng bởi vì đương sự dù sao cũng là đường đường chủ tịch tỉnh tại chức, các trang web chính quy lớn trong nước không dám đăng lại. Nhưng các diễn đàn lớn và lực ảnh hưởng nhỏ không thể khinh thường. Nội trong thời gian ngắn nhất trên mạng hiện ra thế vô cùng nóng bỏng. Hạ Tưởng ngoài sự cảm khái ra, cũng rõ ràng trong đó quan trọng nhất là một nguyên nhân bởi vì đương sự là chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân. Đổi lại chủ tịch tỉnh khác, chỉ sợ cũng không có sức ảnh hưởng lớn như vậy, bởi vì chủ tịch tỉnh bình thường đều không thể vượt qua nổi danh tiếng của tỉnh ủy, đều rất ít tiếng tăm. Hoàn cảnh chính trị trong nước, chính là chủ tịch tỉnh nhất định phải đứng phía sau tỉnh ủy. Chỉ tiếc chủ tịch tỉnh Tôn Tập Dân không muốn nổi danh cũng phải nổi danh. Bởi vì y tại tỉnh Yến tiến xấu đồn xa, là một chủ tịch tỉnh tiếng xấu hiếm có trong nước, muốn được người khác quên cũng khó. Vì thế, sự kiện băng ghi âm thủ đoạn chủ tịch tỉnh Tôn lần nữa khiến người ta nhắc lại chuyện xưa. Trình độ lật lại chuyện cũ của dân mạng tuyệt đối được xếp hạng nhất. Thiếu chút nữa đem nội tình của Tôn Tập Dân cũng tra ra đến đáy. Hơn nữa mới bật tin 2 năm lại lần nữa đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Tề. Lại ăn nói ngông cuồng, còn có cư dân trên mạng làm trò xưng hiệu chủ tịch tỉnh Tôn là hậu trường cứng rắn, có thể lên thẳng tới thiên đình. Chủ tịch tỉnh Tôn rất không may mà bị người ta sắc phong là thiên đình chủ tịch tỉnh, lại xưng danh thiên hạ đệ nhất chủ tịch tỉnh. Ngẫm lại nhà nội đem Ôn Tử Tuyền đùa giỡn xưng là thiên hạ đệ nhất trưởng ban thư ký, không có mấy người đồng tình với đề cử của nhà nội. Nhưng mới có người đề cử Tôn Tập Dân là thiên hạ đệ nhất chủ tịch tỉnh, liền lập tức có nhiều người ủng hộ, mọi người đều đồng ý. Trong một đêm, danh xưng thiên hạ đệ nhất chủ tịch tỉnh đã truyền khắp nơi trong nước. Đóng máy tính lại, Hạ Tưởng lắc đầu, chủ tịch tỉnh Tôn bất hạnh rồi. Sự tình rốt cuộc sẽ phát triển theo chiều hướng nào, rốt cuộc sẽ có lan truyền đến đâu và ảnh hưởng thế nào? Hạ Tưởng trong lòng không biết được, bởi vì tình thế không phải từ hắn khơi ra. Hắn cũng không tính ra được hậu quả. Cuộc tụ tập với Tôn Tập Dân, nhà nội kết thúc trong không khí không vui, thực ra Hạ Tưởng vốn cũng không ôm nhiều hy vọng. Nhất là sau khi biết được nhà nội lòng ham muốn lạ thường lại càng mất đi hứng thú tiếp tục trò chuyện. Kết thúc không vui cũng là hợp ý hắn, hắn mới không nhân nhượng hành vi ôm đồm nhiều chuyện của nhà nội. Hạ Tưởng dọc đường đi cũng không cười hay nói thêm cái gì với Ngô Thiên và Ôn Tử Tuyền mà về thẳng nhà. Toàn bộ sự việc dọc đường hắn liền đoán được vài phần. Về đến nhà liền nhận được điện thoại của Lý Đinh Sơn. Trong điện thoại, Lý Đinh Sơn nói nguyên nhân và quá trình sự việc với Hạ Tưởng, nhưng cũng không nói ra bí mật giữa y và Nghiêm Tiểu Thì. Tuy rằng Hạ Tưởng sớm muộn gì sẽ biết, nhưng xét về một mặt nào đó mà nói y vẫn là muốn giấu đi. Lý Đinh Sơn trước sau luôn luôn là điểm yếu của Hạ Tưởng. Huống chi sự việc lần này, Lý Đinh Sơn chỉ là bắt đầu có dụng ý đổ thêm dầu vào lửa, đều không phải là người thực sự đứng sau màn động thủ. Hạ Tưởng cũng liền chấp nhận tình thế lúc này. Hơn nữa, thực ra thì chủ định mà nói, Hạ Tưởng ngược lại vẫn muốn nhìn một chút đến nơi đầu sóng ngọn gió Tôn Tập Dân như thế nào. Tôn Tập Dân trong vấn đề tập đoàn đạt tài có thái độ cố chấp. Cùng với lòng tham của nha nội, cũng không khác lắm chọc giận Hạ Tưởng, khiến kiên nhẫn của hắn mất đi, chuẩn bị phá cục. Đang chuẩn bị ngủ, Hạ Tưởng lại nhận được một cuộc điện thoại bất ngờ, Chu Hồng Cơ gọi đến. Anh Hạ, không quấy rầy anh nghỉ ngơi chứ? Chu Hồng Cơ rất khách khí. Không, tôi còn chưa ngủ, anh Chu có việc gì? Hạ Tưởng rất khách sáo. Tôi có nghe nói. Chu Hồng Cơ hơi chần chừ, dường như do dự cái gì, cuối cùng lập lờ nói một câu. Dường như tỉnh ủy cố ý điều chỉnh chức vụ lệnh truyền chí. Hạ Tưởng mỉm cười, tin tức quay quanh một vòng rốt cuộc vẫn là rơi vào tai Chu Hồng Cơ. Có thể khiến Chu Hồng Cơ khuya khoát còn gọi điện khẩn cấp tới, chứng minh một điều. Lệnh truyền chí là một điểm quan trọng, chẳng những khiến Lục Hoa Thành rất động lòng, cũng khiến Chu Hồng Cơ đứng ngồi không yên. Có thể là đồn đại thôi, cũng có thể là anh Khâu có ý này, nhưng tôi không nghe anh Khâu đề cập qua. Hạ Tưởng trả lời cũng mập mờ ba phải. Không thể không nói, tình hình tỉnh Tề vừa mới yên tĩnh vài ngày lại tiếp tục nổi sóng. Tuy nhiên so với gió thổi mây phun lần trước, sự kiện lần này thực nhẹ nhàng và thú vị. Hạ Tưởng hoàn toàn có thể chậm rãi mà bước, lấy thái độ khoanh tay đứng nhìn chỉ huy. Là nên mạnh mẽ ra tay một lần rồi,
Hạ Tưởng thu hồi tài liệu trên bàn. Có rất nhiều vấn đề, tới rồi không giải quyết không được. Nhưng khác với cơn lốc mạng lần trước chính là, hắn hơi lo lắng cho Vương Chi Phu. Bởi vì với dự đoán của hắn, với tính khí của Vương Chi Phu, có lẽ cũng không có mấy thủ đoạn trong việc phòng bị người ta thẩm tra. Sáng sớm hôm sau, đám người văn phòng tỉnh ủy Châu Đầu ghé tai, sắc mặt khác nhau, đều nhỏ giọng bình luận vấn đề thiên hạ đệ nhất chủ tịch tỉnh. Có người vui sướng khi người gặp họa, có người lòng đầy căm phẫn. Có người đắc ý rào rạt, chúng sinh trăm thái độ. Cho dù là ở trong chốn quan trường phải cẩn thận với tất cả mọi việc xung quanh mình, nhưng cũng có những biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không ngoài dự đoán, hội nghị thường vụ khẩn cấp được triệu tập. Tôn Tập Dân ngồi ở vị trí số 2 phía trên, sắc mặt xanh lét, cực kỳ khó coi. Bởi vì y gần như một đêm không ngủ, lướt qua những thảo luận trên mạng, càng xem càng đúng là kinh hãi. Càng kinh ngạc càng tức giận càng khó chịu nổi. Bởi vì những người trên mạng không phải là những người trong chốn quan trường, nói chuyện phải cẩn thận, phải để ý thân phận, phải có chừng mực. Những người trên mạng không kiêng kỵ gì cả, nghĩ cái gì nói cái đó, thậm chí là những lời nói khó nghe. Y cũng không muốn nhớ lại những gì ở tỉnh Yến, cho đến những tiếng xấu và những sỉ nhục đã qua. Bây giờ tất cả những điều đó đều bị người ta phơi bày trên mạng, thậm chí còn khoa trương lên mà đùa cợt. Những câu nói châm chọc khiêu khích khắc nghiệt, gần như khiến y suýt chút nữa đập nát máy tính. T, R, U, I, E, N, I, I, C, O, M. Vốn dĩ hội nghị thường vụ lần này cũng không có hành động gì lớn, đơn giản chỉ là hai yêu cầu. Thứ nhất, mong ban tuyên giáo trung ương ra mặt dẹp tan cơn gió lốc trên mạng. Thứ hai, do ban tuyên giáo tỉnh ủy liên hệ với các trang web để xóa những bài có liên quan đã được đăng lên, đồng thời tìm ra người đứng đằng sau giật dây, nghiêm trị việc đã để lộ bí mật chính trị. Dù sao sự kiện lần này cũng khác với sự kiện lần trước, trực tiếp đem đấu tranh chính trị đặt lên mặt bàn. Sự tình vượt qua giới hạn của quan trường. Nhưng cũng thật không ngờ chính là, Hạ Tưởng mạnh mẽ ra quân, trình diễn một hồi tuồng chấn động lòng người. Ngay từ đầu, Khâu Nhân Lễ đã nổi giận đùng đùng đập bàn, thái độ rất kiên quyết, biểu thị nhất định phải nghiêm trị người đứng phía sau giật dây, quyết không bỏ qua chuyện để lộ tin tức. Một khi tra ra, sẽ không tha thứ, bởi vì sự việc đã vượt quá giới hạn. Thái độ của Khâu Nhân Lễ cũng đã nằm trong dự liệu. Cũng giống như sự kiện biệt thự PS trước đây, thuộc loại đọ sức bình thường, giống như giới truyền thông trong nước đã đưa tin, một thành phố nào đó nghiêm túc điều tra vấn đề giá cả của siêu thị Carrefour, hay là thực phẩm của công ty nào đó có chứa chất độc, nồi nấu của một thương hiệu nào đó có chứa chất gây ung thư, v.v. đã thuộc loại tranh đấu chính trị được thể hiện ra trong những cuộc tranh đấu kinh tế. Cũng tức là, đấu tranh chính trị cũng được, đọ sức kinh tế cũng thế, đều phải có một điểm dừng cụ thể. Hơn nữa điểm dừng này cũng phải thật cụ thể và có giá trị lợi dụng, có vấn đề để điều tra, có đề tài để nói. Ghi âm cuộc nói chuyện của lãnh đạo được đưa lên mạng, thuộc loại thủ đoạn cấp thấp nhất trong đấu tranh chính trị, hơn nữa còn vượt qua quy tắc đã được ước định, là một hành vi tuyệt đối không thể bao dung, nhất định phải nghiêm trị và kiên quyết ngăn chặn. Nói đi cũng phải nói lại, Khâu Nhân Lễ tức giận thì tức giận, nhưng cũng biết là Tôn Tập Dân bức người quá đáng. Nếu không đối phương cũng sẽ không đường cùng mà công bố những lời nói không ra gì của y ra công chúng. Bởi vì những lời nói ở trên là nhằm vào ai, Tôn Tập Dân nhất định biết, vừa nghĩ đã biết. Cho nên nói, dám làm ra những điều như vậy chứng tỏ một điều, người này không định quay đầu lại. Thật ra Tôn Tập Dân sau khi đột nhiên thay đổi với Hạ Tưởng tối ngày hôm qua, sau khi bình tĩnh lại một chút, liền cảm thấy hối hận. Bởi vì trong cơn thịnh nộ, y cho rằng đó là âm mưu mà Hạ Tưởng nghĩ ra còn Lý Đinh Sơn hành động. Nhưng sau khi ngồi lại mới nghĩ lại, lúc đó y nói ra lời này, chỉ có hai người có mặt ở đó, vậy thì người thu âm cũng chỉ có thể là một người khác. Chấm, Vương Chi Phu. Cũng tức là, bất luận Hạ Tưởng có tham gia vào bên trong hay không, bất luận Lý Đinh Sơn có phải là người đứng phía sau giật dây hay không, thì người thực hiện cụ thể vẫn là Vương Chi Phu. Y trách Hạ Tưởng, là không có lý. Nhưng lời đã nói ra, không thể rút lại được, cũng không thể để mất thể diện, sai thì cũng sai rồi. Mặc dù có lý do để tin rằng, sự kiện sẽ nhanh chóng bị dập tắt, bởi vì tính chất của sự kiện cũng khác biệt. Ban tuyên giáo trung ương cũng được, các trang web chính thức cũng thế, cũng không thể đăng tin khắp nơi. Sức ảnh hưởng của sự việc chắc chắn sẽ nhỏ hơn nhiều so với sự kiện biệt thự lần trước. Nhưng vấn đề là,
thanh danh của y xem như xuống dốc không phanh. Ai cũng không muốn bị người ta vạch trần vết sẹo, đặc biệt là những nhân vật chính trị, còn để ý đến mặt mũi hơn cả những minh tinh, còn chú trọng đến quá khứ của mình hơn. Nếu không thì trong quan trường tại sao lại có những ví dụ điển hình về việc thay tên đổi họ bóp méo lý lịch để thăng quan tiến chức? Điều đó đã chứng tỏ được mê lực lớn của quan trường, khiến cho người ta điên cuồng. Tôn Tập Dân thật không dễ dàng gì mới không nghĩ đến những tiếng xấu và sỉ nhục ở tỉnh Yến, bây giờ thì hay rồi, không những bị người ta bới móc chuyện cũ, còn có người lắm chuyện đưa những bức ảnh năm đó y từ chức lật ra nữa. Càng làm cho Tôn Tập Dân thẹn quá hóa giận chính là danh xưng thiên hạ đệ nhất chủ tịch tỉnh quả thật quá vang dội, sau này còn có ai muốn vào bộ máy của y nữa chứ? Sau này y rất khó để triển khai được công việc của mình. Hội nghị thường vụ hôm nay nhất định sẽ định tính sự việc này, đồng thời báo cáo lên Trung ương, phải để cho Vương Chi Phu từ chức sớm để về nhà ôm cháu đi thôi. Khâu Nhân Lễ nói xong, đến lượt Tôn Tập Dân phát biểu, biểu hiện của y có vẻ đau khổ, trầm giọng nói. Các đồng chí, tôi rất đau lòng. Khi nói chuyện, ánh mắt y vô tình lướt qua trên người Lý Đinh Sơn. Hạ Tưởng bình tĩnh phân tích thế cục, biết hội nghị hôm nay nếu không làm tốt nhất định sẽ loạn. Bởi hắn đã nhìn thấy được lửa giận trong mắt Hà Giang Hải và sự oán giận của Chu Hồng Cơ. Nếu tình thế mất đi sự khống chế, hắn có thể phải xuất sát chiêu rồi. Tất cả những tin đồn trên mạng tôi đều đã xem, chắc các đồng chí cũng đều đã xem qua rồi. Nói thật, tôi thật sự đã nói những lời như vậy, nhưng lúc đó chỉ là những tranh luận bình thường trong công việc, có tính là gì đâu. Hả, ai mà chưa từng nói những lời quá trớn quá độc trong công việc? Nếu tất cả những lời nói thiếu suy nghĩ của chúng ta từng nói đều bị đưa lên mạng làm trò đùa, sau này chúng ta cũng đừng làm việc nữa, làm người câm điếc đi là được. Lúc này, tôi mong tỉnh ủy và bí thư Khâu đứng ra làm chủ cho tôi, làm sáng tỏ với Trung ương giúp tôi, đồng thời điều tra rõ động cơ của từng người, đừng để những con sâu làm dầu nồi canh ở tỉnh ủy làm hủy hoại hình tượng tỉnh tề. Tôn Tập Dân cũng có một trình độ phát biểu nhất định, y phát biểu có lý có căn cứ. Lại vừa bi phẫn mà không mất đi sự uy nghiêm, đạt được hiệu quả muốn có. Không ít ủy viên thường vụ đều nhìn Tôn Tập Dân với ánh mắt đồng cảm và tán thưởng. Hạ Tưởng cũng tỏ thái độ của mình. Loại hành vi này tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ, phải nghiêm túc xử lý. Tôi nghĩ tình hình cụ thể, Chủ tịch tỉnh Tôn chắc chắn biết rõ, bởi vì lời nói lúc đó là nói với ai, Chủ tịch tỉnh Tôn chắc chắn nhớ rất rõ ràng. Lời của Hạ Tưởng vừa nói xong, ánh mắt mọi người lập tức đều hướng về phía Tôn Tập Dân. Vừa rồi mọi người chỉ quan tâm đến bản thân sự việc, mà quên mất một tình tiết quan trọng của sự việc. Lời nói của Hạ Tưởng, lập tức khiến tâm tư của những ủy viên thường vụ đang ngồi được rộng mở. Đúng vậy, một chuyện rõ ràng như vậy, còn phải điều tra gì chứ, Chủ tịch tỉnh Tôn chắc chắn biết là ai làm. Tôn Tập Dân không ngờ Hạ Tưởng lại trực tiếp nói thẳng vào vấn đề như vậy, y đương nhiên biết là ai làm. Nhưng nói ra trước mặt tất cả những ủy viên thường vụ thì lại mất phong thái, cũng tổn hại cho hình tượng. Việc này chỉ phù hợp để báo cáo riêng với Khâu Nhân Lễ, không thích hợp để nói trước mặt nhiều người như trong hội nghị thường vụ. Hành động này của Hạ Tưởng là có ý gì? Là muốn đánh sụp hoàn toàn Vương Chi Phu, hay là còn có cánh tay phía sau muốn bảo vệ Vương Chi Phu? Tôn Tập Dân bị Hạ Tưởng hỏi làm cho sững người, một lúc sau mới lắc đầu nói. Thật sự đã để Phó Bí Thư Hạ hỏi chúng rồi, bây giờ trong lòng tôi rất rối loạn, trong chốc lát thật sự không nghĩ ra lúc đó là đang nói với ai. Sao thế được, mọi người ở đó ngơ ngác nhìn nhau, quả thực không ngờ được câu trả lời, Chủ tịch tỉnh Tôn làm sao vậy? Lẽ nào lại buông tha cho thủ phạm? Tuy nhiên cũng có người đoán được tâm tư của Tôn Tập Dân, là lưu lại một con đường, cũng tốt để nếu sau này gặp mặt, vừa muốn trừng trị nghiêm người đứng phía sau, lại muốn làm sự việc thật bí mật. Cũng tức là, vừa muốn có được thanh danh, lại vừa muốn trả thù. Chu Hồng Cơ hiểu được tâm tư của Tôn Tập Dân, Liêu Đắc Ích cũng có thể hiểu được, Khâu Nhân Lễ lại càng có thể hiểu, nhưng có một người không thể hiểu được, chính là Hà Giang Hải. Hà Giang Hải ngày hôm qua đang rất phấn khởi, tự nhận mình đã nắm phần thắng, cũng không quan tâm đến việc của Chủ tịch tỉnh Tôn, cho rằng chẳng qua chỉ là một trò khôi hài thôi. Không ngờ hôm nay trời vừa sáng lại đã phát hiện, sự việc lớn rồi. Danh xưng thiên hạ đệ nhất chủ tịch tỉnh cũng đã được đặt rồi, thật quá đáng lắm rồi. Hà Giang Hải không được như Tôn Tập Dân gặp chuyện mà vẫn suy nghĩ trước sau, cũng không được trầm ổn khi gặp chuyện như Chu Hồng Cơ.
Vốn dĩ tâm tình đắc thắng của y ngay lập tức bị sự việc của Tôn Tập Dân làm cho phiền não, trong lòng biết rõ đối phương là nhằm vào tập đoàn Đạt Tài, là vì phá vỡ thế cục, liền một lòng khẳng định là đối phương ở phía sau phá rối. Bây giờ thấy Hạ Tưởng còn cố làm ra vẻ hỏi rõ trước mặt mọi người, bức Tôn Tập Dân không dám nói rõ ra, sự tức giận của Hà Giang Hải đột ngột tăng lên, cười lạnh nói. Phó Bí Thư Hạ, anh còn không biết là ai làm chuyện này. Giọng điệu có vẻ mỉa mai. Hạ Tưởng cũng không phiền lòng, lắc đầu nghiêm trang nói. Tôi làm sao biết được, Phó Bí Thư Hà nói gì kỳ quái vậy? Kỳ quái? Hà Giang Hải cười nhạt. Phải nói, anh trước mặt nhiều người hỏi Chủ tịch tỉnh Tôn là ai làm mới kỳ lạ, tôi còn muốn hỏi Phó Bí Thư Hạ, anh nói thử xem rốt cuộc là ai làm việc này. Bất kỳ ai cũng có thể nghe ra sự châm chọc trong lời nói của Hà Giang Hải, đồng thời còn có ý ngấm ngầm hại người. Lý Ninh Sơn trong cơn tức giận, đang muốn đập bàn đứng dậy, lại bị ánh mắt Hạ Tưởng ngăn lại. Thậm chí Hạ Lực cũng muốn đứng lên thay Hạ Tưởng phản bác vài câu, cũng bị Hạ Tưởng âm thầm xua tay ngăn cản. Hạ Tưởng hôm nay phải một mình đấu với Hà Giang Hải. Hà Giang Hải rất mạnh mẽ, vẫn luôn cho rằng Tỉnh Tề là thiên hạ của y, muốn làm gì thì làm, hơn nữa còn có ý đồ đem tất cả hệ thống hiện tại đảo ngược lại, để làm tròn cái mộng xuân thu của mình. Hạ Tưởng chủ yếu cũng bị sự mạnh miệng của nha nội làm nổi lên sự tức giận, cũng vì việc Tôn Tập Dân giúp đỡ nha nội, mượn cớ làm khó dễ tập đoàn Đạt Tài. Ý đồ khống chế tập đoàn Đạt Tài quá trơ trẽn, có đi thì có lại, Tôn Tập Dân có kết cục như ngày hôm nay, cũng là tự làm tự chịu. Tuy rằng Vương Chi Phu làm có chút hơi quá, ngoài mặt Hạ Tưởng vì phải giữ gìn đại cục mà tỏ ý kiến phản đối, nhưng bên trong, vẫn âm thầm giơ ngón tay cái tán đồng với Vương Chi Phu. Nếu Hà Giang Hải đã khiêu khích, thì tới đi, hắn còn sợ y sao? Hạ Tưởng rốt cuộc cười lạnh. Phó Bí Thư Hà có gì thì cứ nói thẳng ra đi, đừng nói bóng gió, dường như đang bí hiểm lắm vậy. Thật ra không phải anh đang muốn nói, sự việc này là do tôi đứng sau giật dây. Chẳng lẽ không đúng? Hà Giang Hải hôm nay cũng không định nhượng bộ, y cũng nhịn đủ rồi. Cứ đứng đằng sau lén la lén lút làm những việc không rõ ràng, tôi nghĩ... thật sự là hành vi tiểu nhân. Nói hay lắm. Nghĩ rằng Hạ Tưởng sẽ giận tím mặt, không ngờ hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng khi nói âm điệu cũng lạnh lùng hơn nhiều. Tôi muốn hỏi Phó Bí Thư Hà một câu, trong việc đề bạt Trần Thu Đống, trong việc Trần Thu Đống tự sát, đằng sau việc Triệu Mẫu Đơn có ý đồ hãm hại một quan lớn cấp phó tỉnh, là ai âm thầm ra tay, ở đằng sau âm thầm phất cờ hò reo, sắm vai nhân vật không rõ ràng. Một loạt những chất vấn của Hạ Tưởng vừa trực tiếp mà có lực, lập tức khiến hội nghị thường vụ bị chấn động, những tiếng bàn tán xôn xao hẳn. Hà Giang Hải chỉ trích Hạ Tưởng, chỉ là dựa vào suy đoán, Hạ Tưởng nói bóng gió, lại có chứng cứ rõ ràng, hơn nữa toàn bộ đều là thật, khiến Hà Giang Hải trong chốc lát đỏ mặt lên. Đang định phản bác vài câu, nhưng Hạ Tưởng cũng không cho y cơ hội. Hôm nay, trong tình cảnh ảnh hưởng tiêu cực của sự việc xảy ra ở biệt thự cục quản lý ngành muối còn chưa tan đi, trên mạng lại xảy ra sự kiện nhằm vào Chủ tịch tỉnh Tôn. Các vị lãnh đạo, đồng thời với việc chúng ta chỉ trích và những người trên mạng, có phải cũng nên đặt tay lên ngực tự hỏi, có phải nên đặt mình vài vị trí của người khác mà suy nghĩ, tại sao Tỉnh Tề lại rối loạn như vậy? Tại sao không phải Tỉnh Yến, không phải Tỉnh An, cũng không phải Tỉnh Tương, mà lại là Tỉnh Tề? Lẽ nào dân mạng lại bị bệnh gì đó, cứ xem Tỉnh Tề không vừa mắt? Nếu chúng ta ăn ngay làm thẳng, bản thân đã vô cùng thoải mái, thì người khác tại sao có thể nhìn chúng ta không vừa mắt? Đừng cứ đẩy hết trách nhiệm cho người khác, chúng ta cũng phải tìm ra nguyên nhân từ chính bản thân mình, tìm ra ngọn nguồn nguyên nhân, che giấu và làm thay đổi sự thật, là một cách trị ngọn mà không trị gốc. Hạ Tưởng lần đầu tiên thể hiện tài năng biện luận trong hội nghị thường vụ. Hôm nay, vừa lúc mượn cơ hội này, tôi trịnh trọng đệ trình 3 đề nghị lên tỉnh ủy. Thứ nhất, nghiêm túc điều tra người đứng sau sự kiện, tuyệt đối không nuông chiều. Thứ hai, phía ủy ban kỷ luật không thể tiếp tục kéo dài thêm, nhanh chóng công bố những ý kiến xử lý của hệ thống cục quản lý ngành muối cho mọi người, cho dân mạng biết được chân tướng. Thứ ba, nhanh chóng thực hiện hạng mục đầu tư của tập đoàn Đạt Tài, dùng những luồng tin chính thống để chuyển tầm chú ý của dân mạng, dẫn hướng phát triển đúng đắn cho dư luận. Hạ Tưởng ra tay rồi. Thú thật, ba đề xuất của Hạ Tưởng đã nói đúng vào chỗ hiểm, chọc đúng chỗ ung nhọt để tra thuốc trị viêm, đó là cách tốt nhất để hóa giải kịp thời cho những mối nguy của Tỉnh Tề. Thiết nghĩ,
nếu Tôn Tập Dân đại diện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh và Tập đoàn Đạt Tài ký kết một loạt các thỏa thuận, thu hút được hơn 10 tỷ vốn đầu tư chắc chắn sẽ khiến giới truyền thông ầm ĩ cả lên. Cho dù có người nhắc tới danh xưng thiên hạ đệ nhất chủ tịch tỉnh của Tôn Tập Dân, bởi vì danh xưng này có được là vì việc phủ định giữa y đối với Tập đoàn Đạt Tài. Còn bây giờ, y lại ra mặt ký kết thỏa thuận, phía tỉnh Tề thậm chí không cần giải thích câu nào thì cuốn băng ghi âm đó cũng sẽ tự động bị xem như một tin nhảm, rồi cũng dần dần tan biến như chưa từng tồn tại. Thêm nữa, Ủy ban Kỷ luật tỉnh càng sớm công khai ý kiến xử lý thì càng cho thấy quyết tâm chống tham nhũng, điều đó lại càng tăng thêm tính mạnh mẽ cho việc nâng cao hình tượng tỉnh Tề. Vì vậy, phải công nhận, kế sách của Hạ Tưởng không chỉ chuẩn xác mà còn sắc nhọn, vừa xuất phát từ đại cục, vừa ngầm cho Hà Giang Hải một cái bạt tai trời giáng, đồng thời còn ẩn một dụng ý, gián tiếp cảnh cáo Chu Hồng Cơ. Vì Chu Hồng Cơ sau khi bắt giam Thang Thế Thành, rõ ràng đã lơi lỏng trong việc điều tra lấy chứng cứ vụ cục quản lý ngành muối, có xu hướng làm theo kiểu đầu voi đuôi chuột. Mặc dù lúc này mà phán đoán Chu Hồng Cơ có phải đi về phe hoàn toàn với Hà Giang Hải hay không thì còn quá sớm, nhưng Hạ Tưởng rất rõ, rất nhiều sự việc phải thừa thắng xông lên. Chậm một chút, thì sẽ có khả năng thu được chỉ là làm nhiều hiệu quả ít mà thôi. Mặc dù hắn đã sớm biết, giữa hắn và Chu Hồng Cơ không thể tồn tại một mối giao hảo lâu dài, và lại Chu Hồng Cơ cũng chẳng thể đồng tâm với hắn. Nhưng nhắc nhở đúng lúc cũng vẫn rất cần thiết, cũng có thể làm cho Chu Hồng Cơ không đến nỗi quay ngoắt 1800 mà dựa hẳn vào Hà Giang Hải. Vẫn nên nắm quyền chủ động hoàn toàn trong tay mình, mới là vương đạo. Ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng rất đúng, trọng tâm lại có tính xây dựng, tôi hoàn toàn tán thành. Lúc quan trọng nhất, cũng còn phải dựa vào sự dứt khoát của tỉnh ủy, Khâu Nhân Lễ đã rất kịp thời mà ủng hộ Hạ Tưởng. Cảm ơn sự ủng hộ của Bí Thư Khâu. Hạ Tưởng gật đầu ra hiệu với Khâu Nhân Lễ, rồi nhìn Hà Giang Hải. Việc đăng tải thông tin trên, tỉnh cũng có một phần trách nhiệm. Trong thời đại tin học đang trên đà phát triển như hiện nay, phải làm sao để sử dụng an toàn trong thời kỳ mới là trách nhiệm của toàn xã hội và cũng là một thử thách mới. Nhưng trong hai sự kiện đó, giám đốc Sở sắm vai gì? Không những sau sự cố đã rất bị động, mọi phản ứng quá chậm chạp. Ngoài việc yêu cầu ban tuyên giáo nhanh chóng dẹp tan sự việc ra, thì cũng chẳng tìm hiểu căn nguyên, thủ thuật và phương pháp ngăn chặn những việc tương tự sẽ xảy ra trong tương lai. Thậm chí sau vài giờ xảy ra sự việc, vẫn còn chưa xác định được vị trí của người tung tin, vẫn khoanh tay nhìn dân mạng tỉnh Tề truy cập. Tôi muốn hỏi anh Hà, thân là giám đốc Sở, trong sự kiện này, có phải nên gánh vác trách nhiệm của một lãnh đạo lực bất tòng tâm hay không? Chẳng ai ngờ Hạ Tưởng hôm nay lại có thái độ khác thường, gay gắt với những vấn đề liên quan trong hội nghị thường vụ. Dưới sự ủng hộ của Khâu Nhân Lễ, đã vượt mặt Tôn Tập Dân, chỉ rõ mọi việc lần đầu tiên thể hiện rõ uy quyền của nhân vật số 3 trong tỉnh. Rất nhiều người lúc này mới rõ ràng nhận thấy, một Hạ Tưởng khiêm tốn trầm mặc trước đây, trong mắt họ chẳng qua chỉ là một Hạ Tưởng trẻ tuổi vừa bắt đầu trưởng thành. Thật ra một sự thật bị bỏ qua, trong bộ máy nòng cốt tỉnh ủy, ngoài Bí Thư Khâu và Chủ tịch Tôn ra, Hạ Tưởng là lãnh đạo cấp cao, là nhân vật mấu chốt xếp thứ 3 trong đảng ủy tỉnh. Trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy, tất cả có 13 người, ngoại trừ Chủ tịch Tôn, còn lại đều là cấp phó, nhưng phải biết rõ một điểm, khi công bố danh sách phó chủ tịch tỉnh ủy, không thể đem ủy viên thường vụ tỉnh ủy ra trước, chứng tỏ chức vụ phó chủ tịch tỉnh ủy cao hơn ủy viên thường vụ. Mà những người khác, bao gồm phó chủ tịch thường trực cũng được, ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng thế, ủy ban chính trị pháp luật cũng vậy, đều phải ghi rõ chức vụ cụ thể là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, cho dù đều là ủy viên thường vụ tỉnh ủy nhưng giữa họ và Hạ Tưởng vẫn còn một cự ly xa. Nói như vậy, vị trí Hạ Tưởng đứng hoàn toàn cách biệt so với họ, khi đánh giá trên hội nghị thường vụ, ngoài Khâu Nhân Lễ và Tôn Tập Dân, công việc của ai hắn cũng có thể chỉ điểm. Hà Giang Hải bị Hạ Tưởng chỉ danh phê bình trước mặt bao người, lại viện có sự kiện lần này, chẳng khác nào bị Hạ Tưởng đâm một nhát chí mạng sau lưng, còn khiến cho ông ta chẳng có cơ hội chống trả. Đúng vậy, an toàn vốn là trách nhiệm thuộc y quản lý, xảy ra chuyện không tìm y thì còn có thể tìm ai. Sở cũng có đặt hệ thống cảnh báo, y tại sao lại đem đá tới đập chân mình, thật ngu xuẩn quá mức. Khâu Nhân Lễ nhất mực ủng hộ Hạ Tưởng, hơn nữa đó còn là sự thực hiển nhiên, quả thật phản ứng của Sở tỉnh khá chậm mặc dù tỉnh Tề vốn không mấy chú trọng tới cố định, nhưng bị Hạ Tưởng thành công dẫn dắt sự việc Tôn Tập Dân nên ông ta cũng chỉ biết ngậm bồ hòn, không thì sẽ đắc tội với Chủ tịch Tôn Hà Giang Hải chỉ đỏ mặt, cúi đầu, sau đó im lặng.
Hà Giang Hải bị Hạ Tưởng ép lui. Sự việc vẫn chưa chấm dứt. Nhân đó, Hạ Tưởng vẫn tiếp tục. Nếu Ủy ban kỷ luật xử lý kịp thời vấn đề của Cục Quản lý ngành muối, sớm công khai ý kiến xử lý, thì cũng là biểu hiện tích cực giám sát hoạt động của tỉnh Tề trong việc này, thể hiện rõ lập trường của tỉnh. Bây giờ cư dân mạng mượn cớ, nói tỉnh Tề bảo thủ, cứng nhắc, chẳng những ban tuyên giáo đi sau thời đại, các bộ cũng không chuẩn bị tốt kỹ năng xử lý sự cố bất ngờ. Ngay cả Ủy ban kỷ luật Trung ương cũng hoàn toàn bất ngờ. Nghĩ lại cũng đúng, việc đồng chí Giải Thiếu Hải bị bắt giam quá lâu, Thang Thế Thành lại vẫn yên ổn mà ngồi trên ghế cục trưởng Cục Quản lý ngành muối. Đợi khi sự kiện biệt thự bộc phát ra rồi, Ủy ban kỷ luật mới bắt giam Thang Thế Thành. Hạ Tưởng nhìn thẳng Chu Hồng Cơ, cái hắn cần chính là đánh phủ đầu Chu Hồng Cơ về mặt khí thế. Có rất nhiều dân mạng đang thắc mắc, sau sự kiện về vụ biệt thự xuất hiện Ủy ban kỷ luật mới hành động, chẳng lẽ biệt thự là ngày hôm qua mới xây lên? Chẳng lẽ các đồng chí của Ủy ban kỷ luật đều thân thích với cư dân mạng? Giọng Hạ Tưởng có chút khôi hài, trên hội nghị thường vụ làm mấy người bất giác cười. Nhưng rồi chợt nhận không đúng, nên vội im bặt. Cho nên, các đồng chí ạ, vì đâu mà đồng chí Khâu tức giận, Chủ tịch Tôn bị người ta lợi dụng cũng có nguyên nhân khách quan. Nguyên nhân chính là, biện pháp của các bộ ngành không đủ mạnh, phía Ủy ban kỷ luật lại trì hoãn công tác. Hạ Tưởng thao thao bất tuyệt một hồi làm nhiều người kinh hãi. Khâu Nhân Lễ thì chẳng cần phải nói, đối với việc Hạ Tưởng kịp thời nắm lấy cơ hội, vừa mượn sự kiện Tôn tập dân, đánh vào vẻ kiêu căng của Hà Giang Hải và cái ba phải của Chu Hồng Cơ, từ đó mà có được cái uy quyền trong hội nghị thường vụ, lại càng tán thành. Tôn tập dân mặc dù biết ý của Hạ Tưởng là muốn lập uy, nhưng ông ta cũng không thể không phục thủ đoạn chính trị cao siêu của Hạ Tưởng, hoàn toàn ngoài dự đoán của ông ta, cũng khiến cho thủ đoạn gió chiều nào che chiều ấy mà ông ta đã chuẩn bị, không thể đưa ra thực hành được. Đến đây Chu Hồng Cơ cũng rõ cái đích của Hạ Tưởng. Bố trí một loạt các ngón đòn đánh vào những hành động gần đây của Hà Giang Hải chỉ là một mặt, mặt khác là âm thầm cảnh cáo thói ba phải của y. Hạ Tưởng, quả nhiên sáng suốt, quả nhiên lợi hại, Chu Hồng Cơ phục sát đất sự ra đòn của Hạ Tưởng. Rất kịp thời mà lại chuẩn xác, cũng khiến y không có lý do để phản bác, huống chi cái cớ Hạ Tưởng mượn được lại là sự kiện Tôn tập dân. Thôi được, nhận thua, Chu Hồng Cơ quyết định lùi một bước, bởi y chẳng nghĩ ra được lý do thoái thác nào tốt hơn. Quả thực là Hạ Tưởng bày binh bố trận quá tài tình, chẳng chê vào đâu được. Nhưng điều mà ngay cả Chu Hồng Cơ cũng không thể ngờ được là, Hạ Tưởng không chỉ dừng ở đó. Giống như lúc trước, khi một nhóm người trong Ủy ban kỷ luật Trung ương thua cuộc rời khỏi thành phố Lỗ, là lúc Hạ Tưởng âm thầm nghĩ, hắn chỉ mới trả được một chiêu, sau đó sẽ có nhiều cơ hội hơn, hắn sẽ còn đòi lại nhiều công bình hơn nữa. Nhưng hôm nay, điều Hạ Tưởng cần là giăng một mẻ lưới bắt gọn những con cá to. Đồng chí Chu Hồng Cơ, phía tỉnh Yến lại đưa ra những chứng cứ mới, cho thấy Cục Quản lý ngành muối tỉnh Tề vì muốn điều phối kim ngạch muối ăn, có rất nhiều cán bộ bậc trung nhận hối lộ của ngành muối tỉnh Yến. Danh sách cụ thể tôi sẽ liên hệ với Ủy ban kỷ luật tỉnh Yến để họ nói chuyện với anh. Về phía tỉnh Yến, đồng chí Ủy viên Cao Tấn Chu rất xem trọng việc chống tham nhũng của ngành muối và đã đưa báo cáo cho Ủy ban kỷ luật Trung ương. Chu Hồng Cơ chỉ thấy trước mình một trận ẩu đả loạn xạ. Nói là tức giận cũng đúng, mà nói là bái phục cách làm của Hạ Tưởng cũng đúng. Dù sao Hạ Tưởng đã tung ra độc chiêu, không những gây khó dễ cho Ủy ban kỷ luật Trung ương, mà cũng khiến y phải đối diện với hiện thực, không thể không liên minh với Ủy ban kỷ luật tỉnh Yến, cũng phải báo cáo lên Ủy ban kỷ luật Trung ương. Vụ án mà liên đới tới hai tỉnh, không thể là một tỉnh làm báo cáo, một tỉnh lại thờ ơ. Huống chi ngay từ đầu, y tỏ ra vô cùng chủ động. Mấy ngày trước còn trực tiếp trao đổi quan điểm với các đồng chí của Ủy ban kỷ luật tỉnh Yến, vạch ra các điểm chính để thống nhất phá án, y cũng không thể tự mình và miệng mình. Siêu, thật sự là siêu, Chu Hồng Cơ chẳng biết nói gì chỉ biết lặng lẽ gật đầu. Điều y biết chỉ là, trước mặt Hạ Tưởng, y lại thua một ván nữa. Hạ Tưởng rốt cuộc cũng phát biểu xong, mọi người ai nấy như mở cờ trong bụng, nhưng chẳng ngờ, làn sóng sát chiêu thứ hai lại trỗi dậy. Đầu tiên là Tần Khản bổ sung thêm lời Hạ Tưởng mà chẳng ăn nhập với chủ đề. Tôi hoàn toàn tán thành với ý kiến của đồng chí Hạ Tưởng, trong lúc bộ và ban tuyên giáo cùng điều tra sự kiện, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nên nhanh chóng có phương án giải quyết vấn đề của tập đoàn Đạt Tài. Mặc dù đã công khai phương án giải quyết, như lời Hạ Tưởng nói, xác định hạng mục kinh doanh của tập đoàn Đạt Tài là câu trả lời tốt nhất để dập mọi tin đồn của cư dân mạng.
tôi tán thành. Chu Hồng Cơ bày tỏ ngay quan điểm, ngay từ đầu y đã giữ lập trường trung lập với vấn đề hạng mục của tập đoàn Đa Tài. Vừa rồi bị Hạ Tưởng nhắc nhở một phen, da mặt y cũng mỏng, nên cần một việc làm có thể bớt đi áp lực trước mắt để nhanh chóng tiêu tan sự lo lắng trong lòng y. Tôi cũng tán thành. Liêu Đắc Ích đã lên tiếng trước Hà Giang Hải. Hà Giang Hải vừa mới bị cướp lời mà lại bị cướp trắng, bây giờ thì im lặng cũng kiên định không kém. Tôi cũng không có ý kiến gì. Viên Húc Cường cũng đồng tình với Hạ Tưởng vì ông ta nhận ra làm như thế sẽ có lợi cho Tôn Tập Dân. Sau đó, phần lớn các ủy viên còn lại hầu như không ai phản đối. Khâu Nhân Lễ không trực tiếp nhúng tay vào công việc của ủy ban, yêu cầu Tôn Tập Dân phải làm thế nào đó trong dự án của tập đoàn Đạt Tài. Hạ Tưởng cũng không đưa ra ý kiến tỉnh ủy ra mặt để thành lập tổ liên hợp phối hợp, nhưng cuối cùng, lợi dụng khá tinh vi cái sự cố, khéo léo điều khiển toàn bộ diễn biến hội nghị thường vụ khiến cho Tôn Tập Dân bị rơi vào đường cùng không lối thoát. Tôn Tập Dân sửng sốt một hồi, sau đó thong thả nói. Kiến nghị của đồng chí Hạ Tưởng rất hay, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. Đột phá rồi. Cuối cùng hội nghị thường vụ đã đi đến thống nhất. Một là, Ủy ban Kỷ luật và Sở điều tra rõ chân tướng sự việc. Hai là, Ủy ban Nhân dân tỉnh mau chóng xác nhận dự án đang bị treo của tập đoàn Đạt Tài, dùng tin tức chính thống về việc thu hút đầu tư để dẫn luồng dư luận sang một hướng khác. Ba là, Ủy ban Kỷ luật tỉnh phải gấp rút tổ chức họp báo, báo cáo kết quả xử lý những tồn đọng của Cục Quản lý Ngành Muối. Sau khi Khâu Nhân Lễ phát biểu, Tôn Tập Dân lên tiếng bổ sung. Tôn Tập Dân sau khi bày tỏ cảm ơn tới hội nghị thường vụ vì đã hiểu và tín nhiệm y, trịnh trọng chỉ ra một điểm. Nhân tiện nhắc nhở các đồng chí khác, tùy tiện chỉ trích người khác là một hành vi không đúng. Tôi luôn cho rằng, đồng chí Hạ Tưởng không liên đới trong sự việc này. Nếu Tôn Tập Dân lấy giọng điệu nhẹ nhàng để nói thì chính là nói bóng gió, nhưng y lại nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc và rất cương quyết, khiến không ít người dùng mình, vì cớ gì Chủ tịch Tôn lại giữ uy cho Hạ Tưởng. Mặc dù không thể hiểu nổi cách làm của Tôn Tập Dân, nhưng qua hội nghị thường vụ lần này, cơ quan tỉnh ủy xem như đã nhận định được một sự thật, khi Hạ Tưởng mạnh quả nhiên đáng sợ, không chỉ Khâu Nhân Lễ lặng im tỏ ý đồng tình, mà cả Chủ tịch Tôn cũng đành nhượng bộ để tránh gay gắt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất luận Hạ Tưởng có bộc lộ tài năng hay không, cũng chẳng biết sự hùng mạnh của Hạ Tưởng khiến cho một vài người rất khó chịu, nhưng việc Hạ Tưởng giành được thắng lợi trong hội nghị thường vụ là một sự thật hiển nhiên.